Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 328, một các bài viết trong thiên hạ đều là bản sao. Lý Tùng Mai là một nữ học viên duy nhất của ban huấn luyện, nàng lại là người có chức vụ, thế cho nên cần ẩn giấu, cần phải là người có tâm cơ sâu sắc. Nhưng Lý Tùng Mai lại làm trái ngược, nói gì cũng thuận miệng, bộ dạng cứ cố gắng tỏ ra là người ngây thơ, nếu như cũng vì vậy mà anh coi nàng là một phụ nữ đơn giản, như vậy anh đã 10 phần sai thật ra Lý Tùng Mai là một người cực kỳ am hiểu trò tránh hại được lợi, là người biến hóa cực kỳ nhanh chóng và gọn gàng. Nàng cũng chìm nổi quan trường nhiều năm, biết rõ phụ nữ dù có mạnh mẽ thế nào thì trong mắt đám đàn ông trong thể chế cũng không ra gì, khó thể nổi bật. Nếu muốn nổi bật không phải chỉ đơn giản là trả giá, chịu đựng gian khổ, còn phải biết bày ra chút ưu thế nhưng lại phải tỏ ra yếu thế, tiếp xúc với người ta phải biến mình thành một chị gái ngu ngốc ở nông thôn, như vậy mới làm cho đối phương mất tính đề phòng phụ đạo viên trương, ngài nói thật sao? Cũng giống như thường ngày, Lý Tùng Mai luôn có phản ứng cực kỳ tích cực với từng lời nói của Trương Lộ Giai, lúc này nghe Trương Lộ Giai nói như vậy thì vui sướng đứng lên nói. Tôi còn lừa dối các anh chị sao? Bí thư nhiếp đến, mọi người nên cố gắng biểu hiện một chút, tôi nghe nói bí thư rất quan tâm đến công tác bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi, lần này lãnh đạo đến đây cũng vì quan tâm đến các ban huấn luyện trong trường, không biết vẻ lạnh lẽo như băng trên mặt trương lộ giai đã tiêu tán từ khi nào khi thời gian huấn luyện tăng lên lời nói của nàng càng đầy đủ ý càng có hương vị bản thân lại tỏa ra hương thơm ngát giống như có thể hòa tan bất kỳ người đàn ông nào tiếp xúc ở vị trí đối diện nụ cười ngọt ngào giọng điệu dịu dàng trôi chảy mọi hành động đều có hương vị đặc biệt điều này làm cho đám học viên trong ban huấn luyện tình nguyện tiếp cận với trương lộ giai tất nhiên trong số đó cũng không thiếu những người có mục đích khác ví dụ như vị cán bộ phòng tổ chức Thạch Nham Phong, không biết có phải là vì hắn có thân phận quá cao cấp hay không, mỗi lần Trương Lộ Giai xuất hiện trước mặt hắn đều có bộ dạng lạnh lẽo như băng, thật sự khó thể nào sinh ra cảm giác thân cận. Lần này ngoài bí thư nhiếp, cùng đi còn có bí thư lưu và trưởng phòng chân. Các vị học viên, cơ hội đã đến rồi, mọi người nên chuẩn bị cho tốt là vừa. Trương Lộ Giai nói ra một tin tức chấn động thì chuẩn bị đi xuống bục giảng. Phụ đạo viên Trương, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo trị. Khi Trương Lộ Giai chuẩn bị cho tan học thì Thạch Nham Phong chợt đứng lên, trên gương mặt gầy gò và hơi dài có chút quỷ dị. Trương Lộ Giai thật sự cảm thấy rất phiền với Thạch Nham Phong, nhưng lúc này nàng là phụ đạo viên, nàng cũng không thể không trả lời câu hỏi của học viên, thế là cố gắng nhẫn nại nói. Thạch Nham Phong, anh còn có vấn đề gì sao? Nếu như là về sự kiện bí thư nhiếp đến thăm thì không cần hỏi tôi nữa, tôi cũng chỉ biết được như vậy mà thôi không phải, phụ đạo viên trương, tôi cũng chỉ muốn đứng đây xác nhận với chị. Ngày hôm qua giáo sư Trần Hỗ Đức giảng bài ở lớp tu nghiệp có nói, bài luận văn xúc tiến phát triển kinh tế, càng phải thay đổi phương thức tăng trưởng kinh tế là sao chép tác phẩm của ông ấy, chuyện này có thật không? Thạch Nham Phong nói ra những lời này rất cứng nhắc, lúc này đám học viên ngồi trong lớp không dám lên tiếng đều nhìn về phía hắn bằng ánh mắt kính nể. Audio điện tử võ tấn bền Lúc này bầu không khí trong phòng học trở nên lạnh ngắt như tờ, từng ánh mắt hầu như đều nhìn về phía vương tử quân. Trương lộ dai mới vừa rồi còn có biểu hiện tươi cười như hoa, bây giờ vẻ mặt cũng trở nên trắng bệch. Trương lộ dai là một giảng viên trường đảng, nàng biết rõ tầm quan trọng của sự kiện thế này. Nếu như chuyện này bị thẩm tra, như vậy vương tử quân sẽ bị tổn thương nghiêm trọng ở phương diện danh dự. Trước mắt khi phân công cán bộ thì đều xem trọng tài đức, Thế nhưng trên thực tế thì có rất nhiều lãnh đạo coi trọng chữ đức hơn, vì có câu sao sao sao, nếu như Vương Tử Quân bị xác nhận sao chép tác phẩm của người khác, như vậy sẽ có ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng với hắn, hậu quả này thật sự là thứ mà Trương Lộ Giai không dám nghĩ đến. Ngoài những vấn đề trên thì Trương Lộ Giai càng nghĩ đến Trần Hổ Đức theo bản năng, trong trường đảng thì người này là một vị giáo sư tài đức song toàn, nổi danh ở phương diện kinh tế. Tuy chưa nói đây là một nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh trong trường đảng, thế nhưng nếu lão có bất kỳ định luận gì lại có rất ít người không tin trần hồ đức nói vương tử quân sao chép bài viết của mình điều này tại sao lại như vậy trương lộ giai nhìn vương tử quân vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và không tin vương tử quân cũng thật sự rung động hắn căn bản chưa từng nghĩ sẽ có chuyện thế này phát sinh chẳng lẽ nói lý luận này đã có người viết ra hắn cho ra ý nghĩ như vậy và nhanh chóng bác bỏ bài viết của hắn tham khảo các tri thức vào kiếp trước đồng thời từng câu từng chữ đều là do hắn khổ sở suy tư mới viết ra được. Nếu như không phải là như vậy thì có chuyện gì xảy ra? Hầu như chỉ trong nháy mắt thì vương tử quân đã ngửi ra được chút hương vị khác thường. Hắn cũng cảm nhận được có nhiều loại ánh mắt nhìn về phía mình, có thương cảm, có khinh thường, có hèn mọn, thậm chí còn có chút hả hê. Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng nghe qua chuyện này, cũng chưa từng nghe thấy giáo sư Trần phản ánh cho nhà trường, vì vậy tôi yêu cầu các học viên cần tôn trọng chính mình, dưới nguyên tắc trước khi sự việc chưa được điều tra rõ ràng thì không cần cho ra những định luận không đúng. Trương lộ dai nhanh chóng chấn định trở lại, ý nghĩ đầu tiên trong lòng nàng chính là dù thế nào thì mình cũng phải giữ lại uy nghiêm cho vương tử quân. Trên gương mặt gầy gò của thạch nham phong lộ ra nụ cười khinh thường, hắn khẽ vung tay lên nói. Phụ đạo viên trương nói không sai, có câu đã là thật thì không thể là giả, đã là giả thì không thể là thật, nếu muốn người ta không biết thì trừ khi mình không làm, cho dù anh làm một cách cực kỳ kín kẽ, cuối cùng thì cái kim trong bọc cũng lộ ra, chân tướng sự việc sẽ rõ ràng mà thôi. Vương Tử Quân cũng khôn mở miệng, hắn biết rõ chuyện này mình càng giải thích càng không có lợi, hắn chỉ có thể dùng những căn cứ cực kỳ chính xác để chứng minh chuyện này, như vậy mới có thể loại trừ những ảnh hưởng tiêu cực với mình. Không có chuyện yêu một cách vô duyên vô cớ hay hận một cách vô duyên vô cớ, chính mình chưa từng gặp mặt Trần Hổ Đức, tại sao đối phương lại hãm hại mình? Chẳng lẽ trong chuyện này có vấn đề? Vương tử quân chợt có những suy nghĩ như vậy, ánh mắt hắn rơi lên người Thạch Nham Phong, nhưng sau nháy mắt hắn đã chối bỏ suy đoán của mình. Nếu như là Thạch Nham Phong thì hắn căn bản sẽ không thể nhảy ra như vậy, hắn sẽ lựa chọn phương án bảo trì sự trầm mặc, lặng lặng đứng phía sau xem kịch hay diễn ra, cũng không phải nhảy sổ ra vạch trần chính mình, đẩy mình lên đầu súng. Trường 328 hai các bài viết trong thiên hạ đều là bản sao. Học viên Thạch Nham Phong, nói cho cùng thì thật sẽ không giả mà giả sẽ không thật. Vương Tử Quân khẽ đứng lên rồi thản nhiên nói. Dù đa số mọi người đều cảm thấy lần này chỉ sợ Vương Tử Quân sẽ té đau, thế nhưng nhìn vẻ mặt điềm nhiên như không của hắn, chợt cảm thấy trong lòng có chút tín nhiệm, nhưng cuối cùng là có chuyện gì xảy ra. Nhưng dưới quyền uy và vầng hào quang của Trần Hổ Đức ở trường Đảng tỉnh ủy, cảm giác tín nhiệm đã hoàn toàn bị thay thế bằng nghi vấn. Thạch Nham Phong nhếch miệng, hắn không nói gì thêm nhưng vẻ mặt lại rõ ràng là không thèm quan tâm. Hắn là một cán bộ trung tầng của phòng tổ chức tỉnh ủy, trong mắt hắn thì vương tử quân này là kẻ có lực uy hiếp nhất, lúc này xem như đối phương sắp rơi xuống mổ đến nơi rồi. Khi trương lộ ra rời khỏi phòng, đám học viên đều nhanh chóng đường ai nấy đi, nhưng lúc rời khỏi phòng thì cũng không quên nhìn về phía vương tử quân vài lượt, ánh mắt phức tạp và phần lớn là không đồng nhất. Những ngày qua Trần Ngôn Đống và Vương Tử Quân có quan hệ không tệ, hắn nhìn vẻ mặt với nụ cười nhàn nhạt, nhạt của vương tử quân trong lòng thầm cảm thán người này rõ ràng là nghé con không sợ cọp dù thế nào cũng không nên chỉ vì cái trước mắt bây giờ dù có tranh chấp hay không thì cũng chọc ra một thân phiền toái mà thôi ôi nói cho cùng thì dù sao vẫn là cán bộ trẻ ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức tuy trong lòng thầm oán nhưng hắn vẫn có biểu hiện rất ân cần tử quân không có gì là không được cũng không đến mức chết người hơn nữa chỉ là trích dẫn chút quan điểm của giáo sư mà thôi. Theo tôi thấy thì cậu nên tranh thủ thừa nhận sai lầm với giáo sư là vừa, có lẽ như vậy sẽ còn chút cơ hội chữa cháy. Vương tử quân cười cười mà không nói gì, Trần Ngôn Đống cũng không khuyên nữa, hắn khẽ gật đầu và theo mọi người đi ra khỏi phòng học. Tôi còn đang tự hỏi vì sao hắn có thể viết một bài luận hay như vậy, thì ra là bản sao. Tất cả bài viết trên thiên hạ đều là bản sao của nhau, chẳng qua đối phương quá ngốc, Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, anh sao chép ngay trên địa bàn của người ta, đây không phải là chán sống sao? Những tiếng cười tiếng nghị luận không kiêng nể gì liên tục truyền vào tai Vương Tử Quân, hắn nghe những lời nghị luận như vậy mà cảm thấy sự việc còn nghiêm trọng hơn cả dự kiến của mình. Đám học viên cùng lớp lại không tin mình, bọn họ lại trực tiếp không nói hai lời mà đứng sang hàng ngũ của vị giáo sư Trần Hồ Đức, trong khi căn bản chưa từng tiếp xúc với Trần Hồ Đức bao giờ. Trong đó tất nhiên là có nguyên nhân người ta ghen ghét mình. Nhưng càng nói rõ bây giờ thế công của đối phương quá hùng mạnh. Nếu như sự việc thế này huyên náo đền tai lãnh đạo nhà trường, chính mình nếu không cho ra chứng cứ xác thực, như vậy sẽ có mấy ai tin. Trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân cất bước ra khỏi phòng họp. Khi hắn đi đến góc hành lang, Trương Lộ Dài đã đến bên cạnh hắn với vẻ mặt cực kỳ lo lắng. "Tử Quân, nói cho tôi biết, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Cậu có sao chép bài viết của giáo sư Trần Hổ Đức không?" Trương Lộ Giai kéo Vương Tử Quân đi đến một góc khuất rồi dùng giọng khó thể chờ đợi được hỏi. Vương Tử Quân nhìn gương mặt lo lắng của Trương Lộ Giai, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu tôi nói cho chị biết, tôi không làm những chuyện như vậy, chị sẽ tin tưởng tôi sao? Hai mắt của Trương Lộ Giai nhìn chầm chầm vào hai con người chấn tĩnh của Vương Tử Quân, một lúc lâu sau nàng mới dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Tôi tin, Trương Lộ Giai vừa nói vừa kéo Vương Tử Quân đi. Đi, chúng ta đến nói chuyện rõ ràng với giáo sư Trần. Tuy vương tử quân đã nắm chắc chín phần là giáo sư Trần kia chính là một kẻ giúp đỡ kẻ khác hãm hại mình, nếu bây giờ đi đến gặp mặt Trần Hổ Đức cũng sẽ không có kết quả gì, thế nhưng hắn bị trương lộ dai kéo đi, cũng chỉ có thể đi về phía ký túc xá trường đảng. Cậu gặp mặt giáo sư Trần thì ngàn vạn lần đừng nên gấp, cần phải cẩn thận giải thích, trong học thuật thì trùng hợp không phải là không có, chỉ cần hai người trong cuộc nói lời mở mang, tán thành những cách nghĩ của đối phương, như vậy biết đâu sẽ biến xấu thành tốt. Trương lộ dai lúc này đã hoàn toàn quên mất cách biệt nam nữ, nàng kéo tay vương tử quân tiến lên phía trước, vừa khẽ khuyên bảo hắn. Vương tử quân khẽ gật đầu, tỏ ý mình đã biết. Lúc này người đi lại rất ít, vương tử quân bị trương lộ dai kéo đi, hắn chợt cảm thấy bàn tay của mình nắm chặt tay đối phương, căn bản không muốn rời khỏi bàn tay nhỏ bé mềm mại kia. Trần Hồ Đức là một giáo sư có lý lịch sâu sắc trong trường đảng, lão có một phòng làm việc của mình. Khi Trương Lộ Giai đi đến phòng làm việc của Trần Hổ Đức, lúc này trong phòng làm việc rộng 70 mét vuông căn bản không chỉ có Trần Hổ Đức, còn có hai người đàn ông trung niên đang ngồi đó. Trần Hổ Đức đã sắp 60 tuổi nhưng nhìn qua giống như chỉ mới 50, lão mặc một bộ trang phục trung sơn làm cho người ta sinh ra cảm giác bác học. Lão có dáng người không cao nhưng hai mắt lại cực kỳ sáng và có thần. Khi Trương Lộ Giai và Vương Tử Quân đi vào trong phòng, ánh mắt trần hổ đức chợt chuyển lên người vương tử quân và quay sang trương lộ giai nhưng chỉ khoảnh khắc đó vương tử quân cũng đủ cảm nhận được trong mắt đối phương có chút hoảng hốt đối phương biết mình là ai trong mắt lại có chút hoảng hốt điều này càng nói rõ vấn đề trong đầu vương tử quân chợt có ý nghĩ như vậy vào thời điểm này hắn càng khẳng định suy đoán trước đó của mình lộ giai cháu đến đó à mau đến đây ngồi đi cháu đến vừa đúng lúc chú vừa có một ít trà long tỉnh được học sinh mua từ Hàng Châu về tặng, mời cháu nếm thử. Trần Hồ Đức cười cười phất tay với Trương Lộ Giai, bộ dạng trưởng bối cưng chiều tiểu bối. Trương Lộ Giai khẽ chớp mắt, nàng kéo tay Vương Tử Quân ngồi xuống. Cảm ơn chú Trần, xem ra cháu thật sự có lộc ăn, nhưng chỉ sợ uống rồi nghiện, sau này sẽ mãi thương nhớ trà của chú Trần. Trương Lộ Giai cười tùm tìm nói, thật sự biểu hiện rất tinh tế. Trần Hồ Đức cười ha hả, Lão rối ngón tay chỉ vào Trương Lộ giai. Nhà đầu này đúng là, nếu cháu uống hiền, chú sẽ tặng cháu thêm chút trà. Trần Hồ Đức vừa giả vờ như không biết quay sang nhìn Vương Tử Quân. Vị này là, chào giáo sư Trần, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân biết rất rõ, vừa rồi Trương Lộ giai tỏ ra vui vẻ chỉ là muốn giúp mình. Lúc này trong lòng hắn đầy cảm kích Trương Lộ giai nhưng cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình hắn cũng không muốn mình và người muốn giúp mình phải cúi đầu trước kẻ quỷ sứ muốn hãm hại mình. Ba chữ vương tử quân vừa ra khỏi miệng thì hai người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Trần Hổ Đức đang cười hì hì nhìn Trương Lộ Giai và vương tử quân cũng trở nên sững sờ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của bọn họ cũng có thể biết được, bọn họ biết vương tử quân là ai. Vương tử quân nhìn chằm chằm vào Trần Hổ Đức, sau đó hắn dùng giọng chậm rãi nói ra từng chữ. Đúng vậy, tôi chính là vương tử quân của ban huấn luyện cán bộ cấp tỉnh. Trường 328 ba các bài viết trong thiên hạ đều là bản sao. Bầu không khí trong phòng chợt trở nên cô đọc, lúc này từng đôi mắt đều nhìn về phía vương tử quân. Lúc này vương tử quân giống như là một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, lộ ra mũi nhọn, thu hút ánh mắt của mọi người. Trương lộ dài thấy mọi người nhìn vương tử quân, trong lòng bùng lên cảm giác say mê, ngay sau đó là chút cảm giác vần phục, là loại cảm giác thuần phục cường thế của nữ với nam. Cho đến nay Trương Lộ Giai vẫn luôn áp chế cảm giác với Vương Tử Quân, lúc này nàng cảm thấy mình khó thể nào tiếp tục đè nén, vì Vương Tử Quân quá sắc bén, chỉ sau nháy mắt đã đập vỡ phòng tuyến của nàng. Trương Lộ Giai chìm đắm trong những toan tính say xưa, nhưng ngay sau đó nàng đã tỉnh táo trở lại, nàng khẽ dùng tay vẹo tay Vương Tử Quân, tỏ ý bảo Vương Tử Quân không cần phải quá bộc lộ mũi nhọn như vậy. Lúc này Trần Hổ Đức cũng cảm thấy có chút hối hận. Lão không ngờ Vương Tử Quân lại là một nhân vật như thế, sớm biết đối phương có khí độ phi phàm thì dù thế nào lão cũng sẽ không làm chuyện xấu thế này. Nhưng bây giờ lời đã ra khỏi miệng, chính là nước đổ khó hốt, lão cần phải tiếp tục lên tiếng, kiên trì đi trên con đường của mình. Cậu đến tìm tôi thừa nhận sai lầm. Trường Đảng dù là cơ quan nửa hành chính, nhưng Trần Hổ Đức là người được hun đúc trong trường Đảng nhiều năm, cũng là hạng người đa mưu túc trí. Lão phân tích tình thế một lượt, sau đó nói ra một câu triệt tiêu thế phản công của vương tử quân lại biến thủ thành công chiếm hết thế chủ động trên mặt trần hổ đức là nụ cười nhạt bộ dạng rất muốn tha thứ lão không chờ vương tử quân mở miệng mà nói tiếp cậu là cán bộ thanh niên làm sai cũng khó tránh chỉ cần có thể mở miệng nhận sai cũng có thể sửa lại sau này đường tương lai vẫn rộng mở vương tử quân thầm cười lạnh trong lòng trần hổ đức này lên tiếng quá đường hoàng nhưng đối phương càng là như vậy thì càng đổ hết tội danh lên người mình, chính đối phương lại có được thanh danh giáo sư chuyên gia khoan hồng độ lược, đức cao vọng trọng. Phương pháp này sẽ làm cho thanh danh của đối phương tăng lên một nấc mới, còn vương tử quân thì xem như biến thành hạng tôm tép bên mép nước. Giáo sư Trần, tôi cảm thấy trong chuyện này có lẽ có hiểu lầm, bài viết kia thật sự là do chính tử quân viết ra, biết đâu cậu ấy và ngài chỉ có cùng quan điểm mà thôi. Trương Lộ Giai sợ Vương Tử Quân nói ra những lời gì đó quá mức làm cho sự việc thêm rối loạn, thế là nàng tranh thủ lên tiếng cho Vương Tử Quân, tự mình chủ trương. Trần Hồ Đức khẽ cười, lão dùng giọng âm trầm nói: "Lộ Giai, tuy tôi là học giả nghiên cứu kinh tế, nhưng tôi biết rõ trên đời này không có hai lá cây hoàn toàn giống nhau, quan điểm trùng nhau thì không có gì là kỳ quái, nhưng nếu ngay cả chấm phẩy cũng giống nhau, như vậy thật sự là sao chép, thật sự hiếm có." giọng điệu của Trần Hổ Đức không cao nhưng từng câu từng chữ đều thật sự có lực, đều muốn đánh vương tử quân rơi vào địa ngục. Hai người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Trần Hổ Đức cũng không mở miệng, nhưng trên mặt bọn họ đầy nụ cười chế nhạo. Mỉa mai, chính là mỉa mai, bọn họ đang mỉa mai vương tử quân ép trương lộ dai nói giúp cho mình, hay là mỉa mai vương tử quân không biết điều. Trương lộ dai há miệng định lên tiếng thì vương tử quân vung tay cản lại, hắn trầm giọng nói. Tôi không biết trong đó có gì là kỳ lạ quý hiếm, thưa giáo sư Trần, chuyện này rốt cuộc là vì cái gì thì ông hiểu rõ ràng. Có câu thế này, người làm nhưng trời đang nhìn, có vài người tự cho rằng mình có thể dùng một tay che trời, lại không biết lý tưởng thì quá hay nhưng sự thật lại là mơ mộng hão huyền. Lời nói của Vương Tử Quân thật sự giống như búa tạ đánh mạnh vào trong tâm tính không yên của Trần Hổ Đức. Lão nhìn một Vương Tử Quân khí thế bừng bừng và tràn đầy hào quang, lão cảm thấy mình dơ bẩn và hèn mọn giống như một con kiến con run đối diện với Long Phượng. Không được, tên đã bắn ra thì không thể nào quay lại, chuyện đến nước này thì mình cũng không còn dư âm quay về, không chỉ liên quan đến thanh danh của mình, còn liên quan đến tương lai của con mình. Trần Hổ Đức nghĩ đến đây thì khẽ run rẩy đứng lên, lão dùng ngón tay chỉ vào vương tử quân nói. Cuồng vọng, loại người phạm vào sai lầm không biết hối cải như anh thì tôi không còn gì để nói, anh đi ra ngoài cho tôi. Vương tử quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Hổ Đức, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Lúc này Trần Hổ Đức nhìn thế nào cũng giống như kẻ có tật giật mình, thẹn quá hóa giận. Lần này hắn đến để xem có phải là Trần Hổ Đức này muốn vụ oan hãm hại mình không, lúc này hắn đã xác định, thế cho nên cũng không còn gì để nói. Hắn khẽ gật đầu với Trần Hổ Đức, sau đó đi ra khỏi phòng với bộ dạng nghênh ngang. Trương lộ dai tuyệt đối không ngờ sự việc sẽ biến thành như vậy, dù có chút căm thức tên đầu gỗ phụ lòng tốt của mình, thế nhưng nhìn bộ dạng xoải bước tự nhiên của đối phương, nàng vẫn không tự chủ được phải đi theo. Đây rõ ràng là một tên lỗ máng, sao chép nghiên cứu của tôi còn không chịu thừa nhận, loại người này nếu tiếp tục học tập ở trường đảng thì sẽ làm bại hoại bầu không khí thần thánh nơi đây. Hôm nay tôi sẽ đề nghị với hiệu trưởng, sẽ trục xuất loại người này ra ngoài. Khi vương tử quân đi ra khỏi phòng thì âm thanh mang theo chút run rẩy của Trần Hổ Đức chợt vang lên trong phòng. Trương Lộ giai nghe được âm thanh gào thét của Trần Hổ Đức mà trong lòng không khỏi run lên, nàng hiểu rất rõ, nếu bị trục xuất thì nó sẽ có ý nghĩa thế nào với Vương Tử Quân. Nàng nhíu mày, sau đó bước nhanh theo kịp Vương Tử Quân rồi nói: "Cậu không thể áp chế chút tính tình của mình được sao? Nếu như cậu không chịu mềm đi một chút, sự việc lần này sẽ không còn đường sống vẹn toàn." Vương Tử Quân nghe lời phàn nàn vừa tức vừa vội của Trương Lộ giai, hắn chỉ khẽ cười nói: trần hồ đức này không có tâm tư gì tốt đẹp với tôi tôi nếu mềm thì chẳng phải sẽ thuận theo đúng tâm tư của lão hơn nữa tôi cũng không muốn bị người ta hãm hại là đi sao chép nghiên cứu của người khác trương lộ giai cũng không ngốc nghe vương tử quân giải thích như vậy thì trong lòng cũng hiểu sự việc xảy ra như thế nhưng sự việc đã đến mức độ này nàng cũng không còn ý kiến gì hay nàng chỉ có thể mở miệng an ủi vương tử quân không có việc gì nếu không thể nói rõ ràng với trần hồ đức Chúng ta có thể đi tìm hiệu trưởng." Vương Tử Quân cười cười, loại chuyện này dù đi tìm ai cũng vô dụng, Trần Hổ Đức đã nói như vậy, rõ ràng muốn dùng lực cực mạnh để ép mình xuống, cũng hủy hoại thanh danh của mình. Dù sao trong mắt mọi người thì bọn họ sẽ tin tưởng một vị giáo sư đức cao vọng trọng chứ không tin tưởng một học viên trẻ tuổi như mình. Nếu muốn vãn hồi tổn thất thì cũng chỉ có thể đường đường chính chính chứng minh bài viết đó là của mình làm ra, như vậy mới có thể rửa sạch tất cả ô uế do Trần Hổ Đức mang lại. Nếu không sự kiện lần này sẽ là vết như cả đời khó rửa sạch của mình. Kế sách này thật sự hiểm độc, Vương tử quân thầm hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt rơi lên người Trương Lộ giai đang rất chờ mong, hắn khẽ cười, chuẩn bị mở miệng. Lúc này cậu cũng đừng nên đi, để tôi tự mình đi. Giống như sợ Vương tử quân lại tiếp tục nói ra những lời không hay, Trương Lộ giai không đợi Vương tử quân mở miệng mà vội vàng nói. Chương 329, một tuyên ngôn tình yêu chính là quảng cáo. Vương tử quân thật sự không muốn đến tìm hiệu trưởng để biện hộ cho mình, thế cho nên vừa nghe thấy trương lộ dai sắp xếp như vậy, hắn đã cảm thấy thầm vui vẻ. Đúng lúc vương tử quân chuẩn bị bỏ đi, hắn chợt thấy trương lộ dai vươn tay ra, nàng giữ chặt lấy tay hắn, sau đó dùng giọng đầy tình cảm nói. Tử quân, dù người ta nhìn cậu thế nào, chỉ tin cậu có thể vượt qua, việc này cậu cũng đừng bận tâm, không có gì là không được bàn tay của vương tử quân được bàn tay thon dài của trương lộ dai giữ lấy mà sinh ra cảm giác phiêu diêu, hơn nữa hai người đã tạo thành xu thế mặt đối mặt, hắn thậm chí có thể nhìn thấy bộ vị cao ngất trước ngực nàng đang phập phồng. Cậu yên tâm, hiệu trưởng rất tin tưởng chị, chị sẽ ra mặt giải quyết việc này, cậu cứ yên tâm. Trương lộ dai nói, giống như cảm thấy chính mình càng không khống chế được tâm tình, vậy là nàng nhanh chóng thu hồi bàn tay của mình, cơ thể phóng đi như một con thỏ nhỏ gặp tình huống gì đó cực kỳ sợ hãi. Vương tử quân nhìn hình bóng yểu điệu của trương lộ dài khuất nơi hành lang mà trong lòng có chút si mê, tình huống này làm hắn cảm thấy rất vui vẻ thoải mái, trong đầu cũng không khỏi sinh ra những ý nghĩ thú vị. Hừ, nên quay về tìm biện pháp chứng minh sự trong sạch của mình. Vương tử quân chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng đi về phòng ký túc xá của mình. Lúc này trong khu ký túc xá vẫn không có vài bóng người, những học viên công tác ở thành phố Sơn Viên sẽ không ở chỗ này, Vương Tử Quân và những học viên từ các thành phố khác đến đây học tập đều có việc bận, thế cho nên cả tầng ký túc xá rất yên ắng. Trên đường đi về phòng mình thì Vương Tử Quân đã suy tính rất kỹ, không cần quan tâm kẻ nào đang đứng sau lưng dở trò vu oan hãm hại mình. Trước mắt chuyện quan trọng nhất không phải tìm ra người khởi xướng sự việc này, mà phải làm sao để đối mặt với thế công kích hùng mạnh của đối phương vào giai đoạn tiếp theo. Ôi, đây không phải là ban thủ lĩnh sao. Này anh bạn, cậu cũng đừng quá cố chấp vì một bài vết, sao chép thì có sao. Nhưng nhìn bộ dạng của cậu kia, sao cứ cố chấp như vậy, cần gì phải làm loạn với giáo sư trường đảng. Bây giờ thì tốt rồi, rước lấy phiền phức rồi sao? Hào nhiếp quân đi ra, khi thấy mặt vương tử quân thì cười hì hì tiến lên nói. Hào nhiếp quân trước kia bị vương tử quân đánh một tát trước mặt mọi người, hơn nữa còn phải đến gặp trương lộ dai để nhận lỗi, sau này cực kỳ an phận, bình thường đến giờ thì đi học, hết tiết thì quay về, Nhìn thấy Vương Tử Quân như chuột thấy mèo, bình thường chạy xa cả trăm mét. Bây giờ hắn xem ra rất lớn gan, thấy mặt Vương Tử Quân là nhảy ra đút tay vào tổ ong vò vẽ. Khi Hào Nhiếp Quân thấy bài viết của Vương Tử Quân trên báo tham khảo nội bộ của trường đảng thì trong lòng vừa vội vừa tức, chứ gì nữa, đầu người này là thứ gì tạo thành? Có một bài viết như vậy xuất hiện trong mắt lãnh đạo, như vậy sẽ cực kỳ tốt, rõ ràng là một người có tương lai tươi sáng. Nếu đã có quan hệ, lại có tài hoa như vậy ngay sau khi tốt nghiệp chẳng phải sẽ thăng chức như đi trên đất bằng sao. Khi hào nhiếp quân cảm thấy trong lòng cực kỳ ghen tị thì sự việc đã có chuyển biến quá đột ngột, người này rõ ràng là sao chép, hơn nữa giáo sư Trần Hổ Đức lại công khai đứng ra, tin tức này thật sự làm cho hào nhiếp quân rất phấn chấn. Hào nhiếp quân là người trong thể chế, hắn biết rất rõ, dưới tình huống này, đừng nói là vương tử quân sao chép, dù không sao chép cũng bị đẩy xuống bùn, trong quần đầy rác thải, nói thế nào cũng không thể rõ được. Dù sao thì giáo sư trường Đảng cũng có danh vọng hơn một vị chủ tịch huyện như Vương Tử Quân, nếu nói về quan điểm lý luận thì người ta sẽ chọn vị giáo sư, hơn nữa đây không phải là giới huyện mà là trường Đảng tỉnh ủy. Vương Tử Quân xem như đã xong rồi, Hào Nhiếp Quân hầu như cho ra kết luận như vậy, thế là hắn không tiếp tục cân thận như trước đó, hắn muốn đi ra ngoài chúc mừng, hắn muốn thành lập cảm giác vui sướng của mình trên nỗi đau của Vương Tử Quân. Không biết có phải vì lúc vui sướng thì vận may kéo đến hay không? Hắn đang chuẩn bị tìm địa phương nào đó uống vài ly cho sướng, coi như tự chúc mừng mình một phen, không ngờ vừa ra khỏi hành lang đã đụng mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân dùng ánh mắt như cười như không nhìn Hào Nhiếp Quân, hắn tất nhiên không thèm quan tâm đến hành vi hả hê của đối phương, càng không có tâm tư để so đo với hạng tiểu nhân thế này. Khi hắn định xoay người bỏ đi thì lại nghe Hào Nhiếp Quân nói tiếp. "Ban thủ lĩnh, nghe nói trong huyện Lô Bắc các người có lưu truyền câu hai đại ngốc, tôi cảm thấy tăng thêm bài viết này" hoàn toàn có thể tăng lên làm ba đại ngốc. Ha ha, anh bạn, cậu thật sự là kẻ thông minh một đời mà ngu ngốc phút giây, thật sự là quá ngu. Hào nhiếp quân lên tiếng trêu ghẹo và cười lớn ha hả vương tử quân chỉ khẽ cười nhạt, hắn khẽ nói. À, có chút ý nghĩa, nhưng trên đời này còn có một đại ngốc, anh có biết không? Cái gì? Tuy biết rõ miệng cháu của vương tử quân không ngọc được ngà voi nhưng hào nhiếp quân vẫn muốn biết đối phương muốn nói gì. Hắn lúc này đang đứng trên điểm cao bao quát Vương Tử Quân, cho dù Vương Tử Quân nói lời khó nghe thì hắn cần gì quan tâm đến lời nói của một kẻ sắp xong đời. Đó chính là kẻ tự đưa mặt cho người ta đánh. Vương Tử Quân nói, bàn tay chợt phung lên, một cái tát đập vào mặt Hào Nhiếp Quân. "Anh, anh dám đánh người?" Hào Nhiếp Quân không ngờ dưới tình huống này Vương Tử Quân lại dám ra tay đánh mình, nhưng lại đánh thật mạnh và rất tự nhiên. Hắn nhìn gương mặt lạnh như băng của Vương Tử Quân, hắn thật sự có chút sợ hãi. Hắn bụng lấy nửa gương mặt rồi nghiến răng nghiến lợi mắng. Họ vương kia, mày bây giờ cũng không còn sống được vài ngày, vừa sao chép nghiên cứu của giáo sư, vừa ra tay đánh người, xem còn ai có thể giữ được mày, mày cứ chờ đấy. Học viên hào nhiếp quân, tôi uốn nắn anh một câu, tôi cũng không đánh người, mà hai ta đánh nhau. Chúng ta tuy chưa nói là cán bộ cao cấp thế nhưng dù gì cũng là cấp chính xứ, anh nói xem, với thân phận của hai chúng ta, đừng nói rằng sẽ có người tin tôi vô duyên vô cớ cho anh một tát. Nếu như chút hàm dưỡng đó là không có, như vậy còn đủ tư cách để tổ chức xét duyệt nữa không? Anh yên tâm đi, mọi người sẽ tình nguyện tin tưởng hai ta vì tranh cãi mà đánh nhau một trận. Vương tử quân móc ra hai điếu thuốc, ném một điếu cho hào nhiếp quân, chính mình châm lửa và hút khói nhả xương. Vẻ mặt hào nhiếp quân chợt biến đổi và trở nên cực kỳ khó coi, đánh nhau và bị đánh là hoàn toàn khác biệt với nhau về chất trong hành lang chỉ có mình và vương tử quân nếu như lãnh đạo nhận định hai người vì xích mích lời nói mà ẩu đả như vậy sẽ là bất lợi lớn với hào nhiếp quân cũng coi như khó thể cứu vãn hơn nữa dưới tình huống hiện tại thì vương tử quân có thể nói là vò sứt lại mẻ nhưng chính mình chẳng lẽ lại là nệm lưng cho vương tử quân trước khi chết mình cần gì phải cố gắng hủy hoại chính mình mà gắng gượng với một kẻ sắp chết nếu như trong hồ sơ có điểm đen như vậy chỉ sợ sau này dù có người muốn kéo mình cũng khó thể nào tiến lên cấp lãnh đạo cao hơn. Có vị lãnh đạo nào thích một cán bộ thường xúc động ra tay đánh nhau? Hào Nhiếp Quân nghĩ như vậy mà cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Khuất nhục và quan chức thật sự giống như hai quả cân được đặt lên bàn cân, Hào Nhiếp Quân cân nhắc suy nghĩ một lát, sau đó đã có đáp án. Hắn không thể nào chỉ vì một chuyện nhỏ mà đánh mất tương lai của mình, nếu không nhịn được nhỏ thì khó thành việc lớn chương 329, hai tuyên ngôn tình yêu chính là quảng cáo. Vương Tử Quân, anh chờ đó cho tôi, chuyện này tôi sẽ không để yên. Hào nhiếp quân chỉ vào mặt Vương Tử Quân rồi hung hăng nói một câu, sau đó xảy bước đi về phòng của mình. Tuy ra mặt hắn rất đen, thế nhưng dấu bàn tay vẫn rất rõ ràng, như vậy cũng không nên đi ra ngoài rêu dao. Hắn vốn định ra ngoài uống vài ly chúc mừng Vương Tử Quân gặp chuyện không may, bây giờ chỉ có thể về phòng uống mà thôi. Tuy chỉ giải quyết một con ruồi bọ nho nhỏ, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy rất sảng khoái. Sau khi quay lại phòng ký túc xá thì hắn đóng cửa và rơi vào trong trầm tư. Làm sao bây giờ? Một loạt ý nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu Vương Tử Quân. Hắn liên tục lật qua lật lại bản thảo của mình, nghĩ xem nên giải quyết vấn đề này ra sao. Bầu trời vốn có chút u ám đã dần trở nên ảm đạm. Vương Tử Quân ngồi trong phòng, hắn cũng không có ý muốn bật đèn, điếu thuốc trong tay liên tục đỏ lên trong không gian u tối xúc tiến phát triển kinh tế càng phải thay đổi phương thức tăng trưởng kinh tế vương tử quân nhìn những luận chứng thay đổi từ khoán canh tác sang thâm canh để phát triển kinh tế một luồng sáng chợt lóe lên trong lòng hắn nên làm như thế vương tử quân chợt có ý nghĩ như vậy hắn giống như đã hiểu thông tất cả coi như tìm được bước đột phá để giải quyết vấn đề hắn vì quá hưng phấn mà vỗ tay lên bàn thật mạnh khoảnh khắc khi vương tử quân cực kỳ hưng phấn thì một làn gió thơm ào vào phòng một bóng hình mềm mại chợt xông vào lồng ngực hắn. Khi thân hình mềm mại này ào vào lòng thì mang theo âm thanh mềm mại vô hạt, âm thanh này truyền vào trong tai hắn. "Tử Quân, cậu không cần phải tra tấn chính mình như vậy chứ?" "Cái gì thế này, tôi nào có tra tấn chính mình?" Vương Tử Quân đã nghe rõ đó là người nào, hắn đang định lên tiếng thì cảm thấy một cặp môi anh đào xinh xắn đã bịt kín miệng mình, ngay sau đó một chiếc lưỡi linh động đã xông vào miệng hắn. Vương Tử Quân cảm thấy một mùi hương thơm ngát ào ào trong lòng. Vương Tử Quân đã bất chấp đây là tình huống nào, hai người ôm chặt lấy nhau, chỉ cảm thấy giống như sức nóng càng nóng hơn, một ngọn lửa hừng hực bùng cháy trong lòng mỗi người. Trương Lộ giai lúc này giống như một ngọn lửa thiêu đốt tất cả, nàng không những thiêu đốt chính mình, càng thiêu đốt cả Vương Tử Quân. Tuy bàn tay của Vương Tử Quân đang di chuyển trên người nàng, làm cho cơ thể nhiều năm chưa được đàn ông bao phủ sinh ra những cảm giác khó chịu khó thể giải thích nhưng nàng vẫn điên cuồng nghênh đón. Lúc này nàng không những không lẩn tránh, ngăn cản, lại còn muốn dùng chính mình để xoa dịu vết thương trong lòng vương tử quân. Trương lộ dai đi tìm hiệu trưởng, tất nhiên không phải là phó bí thư tỉnh ủy lưu truyền thủy kiêm hiệu trưởng trường đảng tỉnh ủy, mà chính là phó hiệu trưởng thường vụ chủ trì công tác trường đảng là Triệu Tùng Lâm. Nhưng sau khi gặp Triệu Tùng Lâm, vị hiệu trưởng Triệu gần đây rất dễ nói chuyện nghe rõ sự việc thì cũng tỏ ra vò đầu bứt tai, cũng nói cho nàng biết là vừa rồi Trần Hổ Đức vừa gọi điện thoại đến, giáo sư Triệu rất tức giận, yêu cầu trường đảng cho ra xử lý nghiêm túc với loại học viên không ra gì như Vương Tử Quân. Tuy Triệu Tùng Lâm cũng không nói ra ý kiến của mình, nhưng Trương Lộ Giai vẫn cảm thấy rõ thái độ của người đang làm chủ trường đảng này. Dù nàng có cầu tình cho Vương Tử Quân như thế nào thì vị phó hiệu trưởng thường vụ này cũng có cách xử lý của riêng mình. Hiệu trưởng Triệu, nếu sự việc được xử lý, Vương Tử Quân rốt cuộc sẽ phải chịu xử lý thế nào? Trương Lộ Giai thật sự rất căng thẳng, nàng run rẩy hỏi về vấn đề này. Vì Trương Lộ Giai có quan hệ với Lưu Truyền Thụy, thế nên trước nay Triệu Tùng Lâm luôn rất quan tâm đến Trương Lộ Giai, lúc này nhìn thấy Trương Lộ Giai nóng lòng như lửa đốt, lão cũng có chút mềm lòng. Tình huống xấu nhất chính là làm kiểm điểm hoặc trục xuất khỏi ban huấn luyện, kết quả cuối cùng là thế nào thì còn phải xem xét, cởi chuông cần tìm người buộc chuông, còn phải nhìn rõ thái độ của Trần Hồ Đức rồi nói. Triệu Tùng Lâm lấy cớ còn phải đi tham gia một bữa tiệc, Trương Lộ Giai thất hồn lạc phách đi đến ký túc xá của Vương Tử Quân. Sau khi nói chuyện với Triệu Tùng Lâm làm cho Trương Lộ Giai cảm thấy trong lòng đầy cảm giác khó chịu, nàng không thể trơ mắt nhìn người đàn ông kia đang ở vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ lại phải vấp ngã, hơn nữa lại ngã đau như vậy. Sự kiện lần này thật sự là tổn thất chí mạng với hắn, sẽ rơi vào tình huống kiếm củi 3 năm đốt trong một giờ, kết quả như vậy thật sự không thể nào làm cho Trương Lộ Giai thỏa mãn được khi nàng đi vào phòng ký túc xá của vương tử quân, trời còn chưa tối hoàn toàn, nàng thấy vương tử quân đang ngồi lẳng lặng bên cửa sổ, vẻ mặt nàng chợt biến đổi. Nàng rất muốn nói chuyện với vương tử quân, nhưng nàng sợ quấy rầy hắn, thế là nàng đứng yên như vậy nhìn chằm chằm vào một vương tử quân đang ngồi yên không nhúc nhích bên cạnh cửa sổ. Không đèn nhưng nhờ vào ánh đèn u ám của khu ký túc xá mà trương lộ dai vẫn có thể nhìn rõ phản ứng của vương tử quân. Khi vương tử quân chợt có một ý nghĩ cứu cánh, Vẻ mặt hắn chợt biến đổi, đồng thời còn vỗ mạnh tay lên bàn, điều này càng làm cho Trương Lộ giai thêm hiểu lầm. Cô gái lương thiện này cho rằng Vương Tử Quân đang nghĩ quẩn, vì tức giận mà sinh ra ý nghĩ tự ngược. Trương Lộ giai nhìn tình huống xảy ra trước mắt mà cuối cùng cũng không khống chế được tình cảm của mình, nàng không thể nào để cho người đàn ông kia chịu nhiều uất ức như vậy, nàng muốn cho hắn chút ấm áp, cho hắn chút hy vọng. Ngọn lửa xúc động chợt bùng lên thiêu đốt từ tận đáy lòng Trương Lộ giai trước nay nàng là một người cực kỳ bị động đứng bên cạnh vương tử quân, nhưng khoảnh khắc này không biết lực lượng nào đó đang điều khiển nàng, nàng chợt chạy ào vào phòng rồi lao vào trong lòng vương tử quân. Phản ứng của vương tử quân chợt làm cho trương lộ dai cảm thấy vui sướng, phản ứng của hắn rất nhiệt liệt, hơn nữa còn có vật cứng của hắn áp lên người nàng, điều này làm cho nàng nhanh chóng ý thức được, đó là hắn cũng có tình cảm với mình, bây giờ hắn có lẽ không phải cần sự an ủi của mình, mà càng cần phát tiết nàng nghĩ đến đây thì càng tỏ ra mất bình tĩnh, nàng đoán được tâm tư của người đàn ông này, thế là gương mặt đỏ bừng bừng, cũng sinh ra ý nghĩ lùi bước. Nhưng khoảnh khắc khi trương lộ dai chuẩn bị rời khỏi lòng vương tử quân, không biết vì sao trong lòng nàng chợt xuất hiện một bài viết từng được vô tình xem qua, bài viết này nói nếu như một người đàn ông đang cảm thấy hậm hực, hơn nữa lại rơi vào tình huống chỉ được nhìn mà không được ăn, sợ rằng sẽ càng thêm bức bối khó chịu hơn. Cũng không thể để hắn rơi vào tình huống như vậy, Trương Lộ Gai chợt cho ra quyết định trong nháy mắt, hai tay mềm mại giống như trở nên tràn đầy sức lực, mới đó đã đặt đến bên Hung Vương Tử Quân, rơi vào dây thắt lưng của hắn. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa tính dục, tâm tính của Vương Tử Quân hầu như đã rối loạn, bàn tay của hắn chạy trên người Trương Lộ Gai không chút thương tiếc, nhưng khi bàn tay của Trương Lộ Gai động đến thắt lưng của mình, hắn đột nhiên sinh ra chút bừng tỉnh. Mình còn chưa chuẩn bị cho tình huống phát sinh quan hệ với Trương Lộ Gai. Vương Tử Quân thật sự chưa từng có chuẩn bị như vậy. Nhưng đúng lúc ý nghĩ này xuất hiện thì Trương Lộ dài đột nhiên lấy đâu ra sức lực mà hai tay khẽ lật một cái, hai người ôm nhau ngã xuống giường. Vương Tử Quân cảm ứng được bên dưới khá cứng, cuối cùng hiểu một sự thật, chính mình bị đẩy ngã, người đẹp đang nằm trên mình tỏa ra sức nóng rất lớn, thế là chỉ sau khoảnh khắc hắn nhanh chóng trở nên điên cuồng. Giống như hai ngọn lửa giao hòa vào nhau, như hai con thiêu thân đang điên cuồng thiêu đốt chính bản thân mình chương 329, ba tuyên ngôn tình yêu chính là quảng cáo. Dù phòng ký túc xá của trường đảng có chút cũ kỹ nhưng những thiết bị được lắp đặt vào năm xưa cũng tạo ra uy lực của mình. Tuy hai người bọn họ ở bên này lăn lộn điên cuồng, thế nhưng âm thanh truyền sang phòng bên cạnh cũng không lớn, hơn nữa ở phía bên kia cũng không có người nào. Giống như một người đã chạy qua một quảng đường dài, vương tử quân ôm chặt lấy trương lộ dai ở bên dưới, lúc này hai người hoàn toàn đặt mình trong ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, Thật lâu không chịu tách ra. Trong phòng trở nên yên tĩnh, không ai lên tiếng, hai người ôm chặt lấy nhau, chỉ có thể lẳng lặng cảm nhận nhịp tim của nhau, tiếng thở dốc của nhau. Trong căn phòng nhỏ yên lặng, hai người cũng không nói lời nào, bọn họ chỉ tình nguyện ôm nhau, giống như cứ như vậy, mãi mãi như vậy. Tử Quân, đồng ý với chị, dù là gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng nên dũng cảm đối mặt, không nên nổi giận, càng không thể làm tổn thương chính mình. Trương Lộ giai với hơi thở như hoa lan, nàng chợt mở miệng lên tiếng. Vương tử Quân đang dở trò trên cơ thể mềm mại mịn màng của Trương Lộ giai, hắn nghe thấy những lời nói tràn đầy tình cảm của nàng thì chợt ngây người, trong lòng thầm nghĩ, mình nào có làm những thứ tự làm tổn thương mình như vậy. Tôi nào có làm như vậy? Vương tử Quân khẽ hôn một cái lên chiếc cổ trắng và thon dài của Trương Lộ giai, sau đó cười hì hì nói. Cho đến nay hắn thật sự rất mâu thuẫn với Trương Lộ giai, vào thời điểm này hắn đã hoàn toàn buông thả chính mình, tâm tình càng tràn đầy sung sướng. Đến lúc này còn không thừa nhận, vừa rồi vỗ tay xuống bàn mạnh như vậy, cậu không thấy đau nhưng tôi lại cảm thấy rất đau lòng. Trương lộ dai chu cái miệng nhỏ nhắn lên, lúc này nàng giống như quay ngược thời gian về quá khứ, về thời điểm nắm tay đứa bé này, nhưng năm xưa đứa bé này cũng chỉ biết đùa giỡn nghịch ngợm mà thôi. Chị lộ dai, cũng vì tôi ra tay hơi muộn, nếu không chị sẽ là vợ tôi rồi. Vương Tử Quân ghé sát miệng bên tai Trương Lộ Giai, sau đó hắn thì thào nói: "Có lẽ bất kỳ người phụ nữ nào cũng rất thích nghe những lời nói tràn đầy sắc màu tình yêu như thế này, dù thời đại này tuyên ngôn về tình yêu giống như quảng cáo, thật sự mang theo quá nhiều giả tạo, nhưng dù sao thì phụ nữ cũng thích nghe như vậy. Dù tất cả chỉ là giả thì ít nhất bọn họ cũng có an ủi trên phương diện tâm lý." Trương Lộ Giai vừa nghe được những lời nói thế này của Vương Tử Quân thì nở nụ cười xấu hổ cũng vươn tay ôm lấy Vương Tử Quân. Có lẽ là vài ngày không gặp Tần Hồng Cẩm, có lẽ vì trong lòng đầy phẫn uất đè nén, thế cho nên Vương Tử Quân ngậm lấy miệng của Trương Lộ Giai, hắn không phải hôn mà là dùng sức hút. Hắn giống như hút cốt tủy, hút làm cho Trương Lộ Giai cảm thấy từng sợi linh hồn của mình giống như bị rút cạn đi, tên khốn không biết xấu hổ kia sao lại chẳng buông tay chứ. Vương Tử Quân có biểu hiện trái ngược với vẻ trốn tránh ngày thường, hắn mạnh bạo đến mức làm cho Trương Lộ Giai phải kêu lên thành tiếng điều này làm cho hắn giật mình, cũng nhanh chóng thanh tình. Thực tế thì sau khi trương lộ dai ly hôn thì biến thành một mảnh đất hoang cằn cối, dưới tình huống nàng cực kỳ đói khát thì hắn lại có biểu hiện quá dũng mãnh, không khác gì đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, giúp người tìm niềm vui. Trương lộ dai tuyệt đối không ngờ người đàn ông từ nhỏ đã được mình thương yêu này rõ ràng có thể làm mình sống động trở lại. Sau khi tất cả trở lại bình tĩnh, vương tử quân cùng trương lộ dai nằm song song trên giường, cả hai cảm thấy rất thỏa mãn, Giống như hai con cá thoải mái nổi lên mặt nước. Trương Lộ Giai khẽ nghiêng người nhìn Vương Tử Quân, nàng thẹn thùng hỏi, nếu Thiên Tâm biết được, chị phải làm sao bây giờ? Vương Tử Quân tùy tiện nói, "Thật ra tôi cũng đã thích chị nhiều năm rồi, hôm nay vốn cũng không muốn phạm vào sai lầm, thế nhưng chị chợt đâm thấu tâm sự của tôi, tôi cũng chỉ có thể đành phải phục vụ nhân dân mà thôi." Trương Lộ Giai giả vờ sinh ra tức giận, sau khi hắn nói xong thì dùng giọng hờn dỗi nói, có người vì nhân dân phục vụ như vậy sao? Nhưng nàng lại đột nhiên cảm thấy đây là thời điểm vương tử quân có chút bức bối, không nên nói ra những lời như vậy làm hắn mất hứng, thế cho nên nhanh chóng dùng giọng dịu dàng nói tiếp. Tử quân, cho dù cậu đánh Trần Hổ Đức một tát thì cũng không nên lấy cái bàn làm vật hả giận, tay cậu bị thương thì tôi cũng đau lòng. Vương tử quân ôm cơ thể mềm mại không xương của Trương Lộ Giai, phía dưới chợt có cảm giác, hắn lại áp lên người nàng ở bên dưới rồi hời hợt nói. Tôi đập cái bàn cũng không phải muốn đánh Trần Hổ Đức, mà là vì nghĩ ra được phương án giải quyết kế sách vụ oan hãm hại của Trần hồ Đức, vừa rồi chẳng qua là vì quá hưng phấn mà thôi. Trương lộ dài dù thế nào cũng không ngờ Vương Tử Quân lại cho ra một câu trả lời như vậy, nghĩ đến tình huống vừa rồi mình dứt khoát dâng hiến giải quyết cảm giác nhớ nhung yêu thương, nàng còn tưởng rằng hắn vì đau lòng quá độ nên mới có hành động như thế, vậy là thật sự cảm thấy xấu hổ. Nàng cũng bất chấp Vương Tử Quân có biện pháp nào để giải quyết vấn đề, cơ thể của nàng giống như rắn, nàng vội vàng muốn đứng lên khỏi giường. Lúc này vương tử quân thật sự sinh ra cảm giác thoải mái nói không nên lời, giống như đi từ nhà tắm hơi ra bên ngoài, tất cả tinh lực dư thừa trên người đều bị phóng ra ngoài, giống như một cái túi xỉ hết hơi. Nếu như nói trước đó hắn ôm một chương lộ dai rất bị động, như vậy thì bây giờ đã không còn cảm giác bị động mà chuyển biến thành một cảm giác vui sướng khó tả. Đây là vì cơ thể giai nhân của trương lộ dai, cơ thể nàng thật sự rất có cảm giác, có lồi có lõm, những chỗ nào nên lớn thì lớn, nên nhỏ thì nhỏ, đầy đặn mà không mập mạp, trưởng thành mà không già nua. Hơn nữa hai người phối hợp rất ăn ý, giống như trời sinh ra hai người bọn họ là một đôi uyên ương nghịch nước. Vương tử quân cảm nhận được thân hình bên dưới đang vặn vẹo, hắn không thể nào tỉnh táo được, lại rơi vào trạng thái hưng phấn, hai tay vung vẫy, không khỏi đặt lên người trương lộ dai. Cậu, cậu này, ôi! Trương lộ dai thật sự không ngờ vương tử quân lại tiếp tục, tuy nàng đã 4-5 năm không ở cùng đàn ông, nghĩ rằng mình đã biến thành sa mạc khô cằn, không ngờ bây giờ vương tử quân giống như một ốc đảo tươi tốt bao quanh lấy mình. Nếu so với tình huống điên cuồng lúc vừa rồi thì bây giờ nhẹ nhàng dịu dàng hơn, nhưng lại làm cho vương tử quân hưởng hết cảm giác dịu dàng như vậy. Sau khi đạt đến cao trào, vương tử quân cuối cùng cũng biết được nguyên nhân vì sao mà cô chị này lại chủ động đẩy ngã mình, khoảnh khắc biết rõ vấn đề thì hắn thật sự cảm thấy rất buồn cười, càng cảm nhận được tình ý sâu sắc của Trương Lộ giai với mình. Chương 330, một kế sách. Vương Tử Quân cảm thấy mình không phải là một kẻ chuyên đi quyến rũ con gái nhà lành, điều này thì không cần phải quá lo lắng, tương lai khi Trương Lộ giai kết hôn thì mình cũng sẽ không để lại dấu vết trên người nàng. Cảm tạ thượng đế khi tạo ra con người đã sớm suy xét đến vấn đề này, vì giữ gìn lợi ích cho đàn ông, thượng đế đã tạo ra cho đàn ông một cơ thể kín kẽ. Dù có làm gì cũng không thể nào phát hiện ra dấu vết. Hơn nữa Trương Lộ giai đã ly hôn, Vương Tử Quân cũng không cần sinh ra gánh nặng tâm lý. "Chị Lộ giai, tôi yêu chị." Vương Tử Quân khẽ thì thầm vài câu vào trong tai Trương Lộ giai, hai người lại dán chặt vào nhau. Lúc này Trương Lộ giai dưới những lời nói dịu dàng của Vương Tử Quân đã hoàn toàn hóa thành một khối bùn mềm nhũn. "Tử Quân, cậu thật sự nghĩ ra được biện pháp tốt sao?" Gió lại thổi lên, Trương Lộ Giai với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, nàng thật sự không còn chút sức lực nào, nhưng nàng vẫn cố gắng chống đỡ cơ thể của mình, dùng giọng quan tâm hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ cầm lấy bàn tay thon dài của Trương Lộ Giai, sau đó hắn khẽ cười nói: "Chị Lộ Giai cứ yên tâm, binh tới tướng đỡ, nước đến đắp đê, chuyện này chị đừng quan tâm, cứ để đó cho tôi." Vương Tử Quân nói rồi hôn một cái lên gương mặt xinh đẹp quyến rũ của Trương Lộ Giai, sau đó hắn nói ra kế hoạch của mình. Trương Lộ Giai chợt ngồi thẳng người lên, sau đó khẽ vuốt phe cơ thể của Vương Tử Quân, sau đó lại rơi vào trầm tư, lại coi như không chú ý đến điều này. Vương Tử Quân nghĩ đến bộ dạng thẹn thùng của Trương Lộ Giai, hắn thật sự rất hưởng thụ cảm giác này, vì muốn được hưởng thụ lâu hơn một chút, hắn cũng chỉ cố nén kích động, chậm rãi nói ra những tính toán của mình. Thì ra là như vậy, cũng không biết cái đầu của cậu do thứ gì tạo nên, những thứ này cũng nghĩ ra được nhưng thứ tốt như vậy nếu lấy ra để biện luận với trần hổ đức thật sự có vẻ quá coi trọng người này rồi trương lộ giai khẽ hôn lên mặt vương tử quân một cái sau đó trong mắt nàng chợt lóe lên một luồng hào quang nhàn nhạt, nhạt tôi thấy không bằng nên làm thế này buổi tối ở trường đảng thật sự rất yên lặng nhưng lúc này khu nhà dành cho cán bộ giảng viên của trường đảng lại náo nhiệt hẳn lên trần hổ đức là một trong những người có quyền uy trên phương diện kinh tế nhà của trần hổ đức chính là một biệt thự dành cho chuyên gia có hai tầng và một sân thượng, rộng hơn 200 mét vuông, điều kiện tất nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều so với những giảng viên bình thường giống Trương Lộ Giai. Từ trường đảng về nhà, vẻ mặt Trần Hổ Đức cực kỳ bình tĩnh, lão khẽ gật đầu với những người đồng sự của con mình ở phòng tài chính thành phố, sau đó lão cất bước vào trong phòng làm việc của mình. Trước kia Trần Hổ Đức quay về phòng làm việc sẽ cố gắng luyện chữ, nhưng bây giờ lão cầm bút thì lại nghĩ đến một gương mặt trẻ tuổi phấn chấn. Gương mặt này giống như một cây châm đâm vào trong lòng Trần Hổ Đức, làm cho lão cảm thấy rất khó chịu. Nếu như nói trước đó lão chủ yếu cảm thấy áy náy với Vương Tử Quân, bây giờ lão lại cảm thấy sợ hãi với gương mặt của người này. Không sai, chính là sợ hãi, vì Trần Hổ Đức là một giáo sư nổi tiếng của trường đảng, cả đời này đã lên lớp dạy cho không biết bao nhiêu vị chủ tịch huyện, hơn nữa một vị chủ tịch huyện trẻ tuổi như vậy cũng không đáng để lão đặt trong lòng nhưng gương mặt của vị chủ tịch huyện trẻ tuổi kia vì sao mỗi lần xuất hiện lại làm cho lão sinh ra cảm giác sợ hãi theo bản năng như vậy chẳng lẽ lần này mình đi một nước cờ quá mức nguy hiểm ý nghĩ này không biết vì sao lại xuất hiện trong lòng trần hổ đức khoảnh khắc khi nó xuất hiện thì lão lại vô thức lắc đầu nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ của mình cảm giác lo lắng vì được mất như vậy thật sự quá mức buồn cười chính mình không làm gì được ở phương diện khác thế nhưng dựa vào bản luận văn kia chỉ cần nói một câu thì hoàn toàn có năng lực để ép một tên chủ tịch huyện trẻ tuổi như vậy rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Chỉ cần chụp mũ lên đầu đối phương, như vậy dù đối phương có muốn xoay người thì phải 3 năm năm sau mới ổn được, thậm chí chính mình chỉ cần sử dụng thêm chút sức lực, sẽ làm cho đối phương phải chịu tiếng như cả đời. Lực, nhất định phải thêm lực. Trần Hồ Đức Hạ quyết tâm, thế là lão chợt đứng lên khỏi ghế. Bố, xuống ăn cơm thôi. Con trai của Trần Hổ Đức là một vị trưởng phòng trong phòng tuyên truyền tỉnh, dù không có quyền lực gì lớn nhưng cũng xem như có cuộc sống nhàn nhã trong cơ quan tỉnh. Cũng là một cán bộ cấp xứ, nếu ở dưới huyện thì sẽ là một tồn tại đỉnh cấp, thế nhưng trong cơ quan tỉnh ủy thì cán bộ cấp xứ không tính là gì. Con trai của Trần Hổ Đức là Trần Chính Vũ, năm nay 35 tuổi, là niềm kiêu ngạo của Trần Hổ Đức, thế nhưng nếu nói về phương hướng phát triển trong tương lai thì thật sự là không quá tốt. Công tác trong cơ quan lớn chức vị cao, lên cấp nhanh, nhưng cũng chỉ có cấp bậc nhất định mà thôi, muốn lên tiếp thì cũng cực kỳ khó khăn. Những năm này Trần Hổ Đức cũng đã không biết bao nhiêu lần nhìn những cán bộ cấp chính xứ như Trần Chính Vũ bị kẹt lại, cứ mãi đứng yên tại chỗ như vậy, cuối cùng biến từ cán bộ trẻ thành cựu chiến binh, sau đó là ảm đạm về hưu. Con trai mình nếu muốn tiếp tục phát triển thì phải có đường đi xuống cơ sở, nếu như xuống tuyến dưới rèn luyện theo kiểu bình thường thì Trần Hổ Đức tin tưởng dựa vào những mối quan hệ của mình sẽ không có gì khó khăn, nhưng lão không muốn đó con mình xuống địa phương quá kém, muốn con mình xuống nơi tốt, đồng thời còn phải được tăng lên một cấp. Trần Hồ Đức dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn con trai của mình, tuy Trần Chính Vũ có biểu hiện cực kỳ bình thản, thế nhưng lão vẫn thấy được vẻ bức thiết trên mặt con trai mình. Tuy nó đang cố gắng che giấu thế nhưng cũng không quá mức, lão vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Ừ ăn cơm thôi trần hổ đức nhấc chân đi ra khỏi phòng làm việc của mình trần chính vũ do dự một chút khi trần hổ đức đi đến bên cửa thì nói bố chuyện kia thế nào rồi ạ à? tất cả rất thuận lợi trần hổ đức dừng lại một chút rồi khẽ nói lão cũng không quay đầu thế nhưng vẻ mặt cũng không dễ dàng và thuận lợi giống như lời nói lúc này trước mặt lão liên tục lóe lên hình ảnh gương mặt của vị chủ tịch huyện trẻ tuổi vương tử quân kia Vẻ lo lắng trong mắt Trần Chính Vũ chợt tan biến sạch sẽ, hắn vỗ hai tay vào nhau nói: "Thật sự là quá tốt, hôm nay cán bộ của phòng tổ chức đã xuống chào hỏi con, để cho con chuẩn bị một chút, danh sách cán bộ xuống tuyến dưới rèn luyện lần này đã có con." Chương 330: Hai kế sách. "À, nếu như vậy thì cố gắng biểu hiện, cơ hội này là khó có được, xuống tuyến dưới rèn luyện không những có thể tăng thêm một cấp, hơn nữa còn tạo nên một tư chất cực kỳ xa xỉ cho con." trần hổ đức khẽ gật đầu rồi trầm giọng dặn dò con sẽ không để bố thất vọng trần chính vũ đi đến cầm lấy bàn tay của trần hổ đức hắn dùng giọng ngưng trọng để biểu đạt ý nghĩ của mình trần hổ đức cười cười lão nghiêng đầu nhìn vào hai mắt trần chính vũ con làm việc thì bố rất yên tâm à bố ra tay con cứ yên lặng xem xét chờ đợi một thời gian nữa là được hai bố con nói chuyện với nhau cũng đã đi đến bàn cơm lúc này thức ăn đã dọn xong chẳng những có rau có thịt còn có một chai rượu Mao Đài. Trần Chính Vũ chờ Trần Hổ Đức ngồi xuống, hắn nhanh chóng mở nắp chai rượu nói: "Bố, hôm nay chúng ta uống một chút." Trần Hổ Đức bưng ly rượu đã được rót hơn phân nửa lên, sau đó lão hướng về phía Trần Chính Vũ cười ha hả. "Chúng ta cạn ly, cả nhà chúc con bay xa vạn dặm." Trần Hổ Đức là người đi đầu, thế là bạn già của Trần Hổ Đức và con trai Trần Chính Vũ cũng nâng ly lên, cả nhà rơi vào trạng thái vui mừng hớn hở người nhà cùng dùng cơm, cùng chúc mừng thăng quan tiến chức, có thể nói là cực kỳ hòa thuận vui vẻ. Trần Hổ Đức là một thành phần chi thức, lão rất giỏi tiết chế bản thân. Tuy lúc này gia đình rất vui vẻ nhưng cũng chỉ uống ba ly rồi thôi. Nhưng dù là như vậy thì bữa cơm hôm nay cũng cực kỳ vui vẻ thoải mái. Sau khi dùng cơm xong, lão chợt sinh ra cảm giác giống như muốn bay lên. Bố, nghe nói hai ngày nữa Bí thư Nhiếp sẽ đi đến thăm các học viên của các ban huấn luyện trong trường đảng hai cha con Trần Hổ Đức rời khỏi bàn cơm cùng nhau quay về phòng làm việc, cả hai vừa uống trà vừa nói chuyện, vì trong phòng chỉ có hai cha con bọn họ, thế cho nên lời nói cũng không có quá nhiều cố kỵ. Đúng vậy, Trần Hổ Đức nâng ly trà thơm ngát trong tay, lão dùng giọng tự nhiên nói. Bọn họ hy vọng bố có thể tăng thêm chút lực trong lúc bí thư nhiếp xuống kiểm tra thị sát. Trần Chính vũ nâng ấm trà tử xa lên châm trà cho Trần Hổ Đức, giọng điệu có chút không yên, Hai tay Trần Hổ Đức có hơi run, nhưng đây chỉ là phản ứng rất nhỏ, bình thường căn bản không thể nào phát hiện ra được. Nếu cho ra chút lực lúc bí thư Nhiếp xuống thị sát trường đảng, như vậy tuyệt đối là ép Phương Tử Quân vào đường chết. Sự kiện một cán bộ trẻ sao chép nghiên cứu của một giáo sư, nếu rơi vào trong tai bí thư tỉnh ủy cũng sẽ không gây ra sóng gió gì lớn, hơn nữa dù trường đảng có xử lý cũng không quá mức rêu dao. Nếu như tuyến trên có người che chắn, như vậy chỉ mất 3 năm năm thì sự việc sẽ là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng nếu sự việc có liên quan đến bí thư tỉnh ủy thì căn bản sẽ là chuyện lớn khó lường. Bí thư nhiếp hạ quân là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam, dù đi đến đâu cũng thu hút tất cả ánh mắt của cán bộ tỉnh, nếu sự việc kia được vạch trần trước mặt bí thư nhiếp, chưa nói đến chuyện bí thư nhiếp có phản ứng gì, sợ rằng sự việc này sẽ truyền đi khắp tỉnh, sẽ rơi vào trong tai của tất cả cán bộ trong tỉnh. Lực ảnh hưởng của nó quá lớn, thật sự là ép người ta vào chỗ chết, không cách nào hậu sinh. Khi thấy bố mình rơi vào trầm ngâm thì trong mắt Trần Chính Vũ lóe lên cái nhìn nóng bỏng, hắn đặt ấm trà tử xa xuống, sau đó tiến một bước về phía Trần Hổ Đức, cao giọng nói. Bố, người ta đã đồng ý rồi, nói lần này con xuống tuyến dưới rèn luyện sẽ là một thường ủy. Khi Trần Chính Vũ chưa nói ra lời như vậy thì Trần Hổ Đức cũng đã cam chịu với sắp xếp như vậy, đây không phải lão là kẻ lòng dạ ác độc, vì vị chủ tịch huyện trẻ tuổi kia thật sự là tồn tại mà lão thật sự rất cố kỵ. Cảm giác này xuất hiện trong lòng, làm cho lão sinh ra một cảm giác muốn nhổ cỏ tận gốc với Vương Tử Quân. "U, cứ làm như vậy." Trần Hồ Đức cắn răng trầm giọng nói, sau khi lão cho ra quyết định như vậy, hai cha con cũng không còn gì để nói, nhưng trong mắt bọn họ lại lóe lên cái nhìn oán độc. Khi đồng hồ báo 9 giờ, tuy đã mệt đến mức không muốn nhấc chân nhấc tay nhưng trương lộ giai vẫn kiên trì mặc xong quần áo và cùng vương tử quân đi ra ký túc xá vương tử quân tất nhiên không thể để trương lộ giai về nhà một mình hắn không thể không mặc quần áo tiễn nàng về nhà sau khi hai người đi đến một quán cơm nhỏ gần trường đảng ăn bữa tối vương tử quân cùng trương lộ giai đi về phía khu nhà dành cho cán bộ trường đảng chị lộ giai chỗ em cũng không có người hay chị ở lại nhé Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai vẫn đi một trước một sau, nhìn qua không khác gì Dĩ Vãng, thế nhưng lúc này hai người lại thân cận hơn Dĩ Vãng rất nhiều. Tuy đã bị Trương Lộ Giai từ chối nhiều lần thế nhưng Vương Tử Quân vẫn không nhịn được phải khuyên nhủ như vậy. Âm thanh của Vương Tử Quân giống như tràn đầy ma lực, giống như một trái táo ngọt ngào bên khóe miệng, Trương Lộ Giai cắn răng thật chặt, sau đó nàng khẽ lắc đầu. Chỗ này có nhiều người biết về chúng ta, nếu có tin đồn truyền ra ngoài thì cũng không hay sóng điệu của trương lộ dai giống như một chú chim vui sướng, cực kỳ động lòng người. Nàng thấy tâm tình của vương tử quân có vẻ hạ thấp, thế là tranh thủ thời gian vỗ vào bàn tay của hắn, giống như nàng đang khuyên cậu em của mình. Chị tất nhiên là không sợ, nhưng tử quân cậu lại khác, tương lai của cậu rộng lớn, cũng không nên để lật thuyền trong mương. Vương tử quân được nghe những lời dịu dàng tràn đầy tình nghĩa như vậy, vô tình không biết nói gì cho phải, trong lòng hắn biết rõ một người phụ nữ yêu cầu thứ gì, một cảm giác áy náy chợt bùng lên trong lòng chị lộ giai thật sự xin lỗi vương tử quân khẽ nhìn gương mặt xinh đẹp phía trước trong âm thanh tràn đầy chân thành hi hi ngốc quá cậu sao lại quan tâm đến vấn đề này chỉ cần cậu tốt với chị là đủ rồi trương lộ giai vừa rồi còn có chút e lệ nhưng dù thế nào thì nàng cũng biết vương tử quân đang cảm thấy áy náy dù mối quan hệ với vương tử quân đã đến một nấc mới nhưng dù sao thì cũng có chút tiếc nuối nho nhỏ Vương tử quân sớm muộn gì cũng là chồng của người khác, Trương Lộ Giai là người của Trương Gia, nàng sao không biết tin tức cuối năm Vương tử quân sẽ kết hôn. Tuy nàng có chút tiếc nuối nhưng cũng không có gì cố kỵ, nàng cảm thấy mình căn bản không xứng với Vương tử quân, có thể cùng hắn bảo trì mối quan hệ thế này thì đã là hạnh phúc lớn nhất trong đời rồi, đã thấy quá đủ rồi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, vô tình cả hai đứng yên tại chỗ, may mà lúc này khu nhà dành cho cán bộ trường đảng cũng rất thương người qua lại, vào thời điểm này không có ai đi qua. Một chàng ho khan vang lên từ trong một căn nhà đang còn sáng đèn, Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai giống như bừng tỉnh trong cơn mê. Hai người đưa mắt nhìn nhau dưới ánh đèn u tối, đều thấy được vẻ ngọt ngào trong mắt đối phương, nhưng khi thấy có người từ trong một căn nhà đi ra, Trương Lộ Giai có chút hoảng hốt, nàng kéo tay Vương Tử Quân đứng sau một thân cây lớn. Nếu so với Trương Lộ Giai thì Vương Tử Quân trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng sau khi bị trương lộ dai kéo vào sau một thân cây lớn, hắn cũng nhân cơ hội mà ôm dai nhân vào trong lòng mình. chương 331 một nuôi binh ngàn ngày sử dụng nhất thời. Tiếng bước chân từ chỗ xa truyền đến, khi tiếng bước chân ngày càng gần, một cặp nam nữ tiến đến. Trương lộ dài đứng yên trong lòng của vương tử quân không dám nhúc nhích, nhưng vương tử quân vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của nàng. Chính vũ, rốt cuộc anh đã nói với bố anh chưa? sóng điệu của người phụ nữ không cao, thế nhưng trong lời nói của nàng lại có vài phần bức thiết. bố đã đồng ý rồi. người đàn ông trả lời rất hưng phấn. người phụ nữ vốn còn đứng cách người đàn ông một khoảng ngắn, bây giờ nàng chợt tiến lên khoác lấy tay của tên kia, sau đó hôn lên mặt hắn một cái. chồng, chức vụ đang chờ đón anh là phó chủ tịch thành phố, lại là thường ủy thị ủy, như vậy thật sự quá tốt, ôi, nghĩ lại mà cảm thấy rất việt. Bây giờ còn chưa đến lúc chiến thắng cuối cùng, em an phận một chút có được không? Người đàn ông chừng mắt nhìn người phụ nữ, nhưng lại không kìm hãm được cảm giác vui sướng của mình mà cười lên ha hả. Vương tử quân đang suy đoán lai lịch của hai người này, đột nhiên cảm thấy trương lộ dai đang vặn vẹo như rắn trong lòng mình. Cơ thể mềm mại không xương của nàng liên tục uốn éo ma sát, không khỏi làm cho hắn cảm thấy cơ thể nóng lên. Trương lộ dai càng vặn vẹo thì giống như càng làm cho vương tử quân sinh ra cảm giác khác thường cuối cùng hắn đưa môi xuống áp lên cặp môi đỏ mọng của nàng, hắn chợt sinh ra cảm giác thoải mái nói không nên lời, đồng thời toàn thân chợt bùng lên một loại khoái cảm khó tả, trương lộ dai cũng không còn vặn vẹo trong lòng hắn. Khi hai hình bóng nam nữ kia đi xa, hai người vương tử quân vẫn còn chưa buông nhau ra. Lúc này trương lộ dai thầm cảm thán, vương tử quân này thật sự là một kẻ quá mức làm càn. Dưới ánh đèn hơi mờ, vương tử quân nhìn ánh mắt đầy phong tình của trương lộ dai, hắn không khỏi sinh ra cảm giác ngây dại. Trương Lộ Giai thấy vẻ si ngốc của Vương Tử Quân, trong lòng chợt sinh ra cảm giác ngọt ngọt, tuy trong lòng tràn đầy tình cảm thế nhưng nàng vẫn khẽ oán trách. Nếu như không phải sợ phát sinh ảnh hưởng không tốt, chị thật sự không muốn thả cậu đi. Vương Tử Quân nghe lời tâm tình của Trương Lộ Giai mà không khỏi cười cười, hắn không nói gì nhưng nụ cười nhạt trên mặt lại khó thể nào che giấu được cảm giác đắc ý. Tử Quân, sau này cậu gặp người kia phải cực kỳ chú ý, hắn là con trai trần chính vũ của trần hổ đức trước mắt là một vị trưởng phòng của phòng tuyên truyền tỉnh ủy trương lộ giai chưa phát giác bàn tay của vương tử quân đặt lên ngực mình nàng khẽ nói con trai của trần hổ đức vẻ mặt vương tử quân chợt trở, trở nên lạnh lẽo hắn nghĩ đến những lời nói vừa rồi của trần chính vũ thế là trong đầu dần hình thành một sợi chỉ nối liền tất cả sự việc hắn giữ lấy tay trương lộ giai rồi nói chị lộ giai chị giúp em chú ý một chút trong đám lãnh đạo tỉnh ủy thì ai là người đề nghị cho Trần Chính Vũ xuống tuyến dưới rèn luyện. Khoảnh khắc này Trương Lộ Giai cũng hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, nàng gật đầu thật mạnh, sau đó hôn lên mặt hắn một cái rồi chạy thật nhanh về phía khu nhà dành cho cán bộ trường đảng giống như một chú nai con xinh đẹp. Vương Tử Quân nhìn Trương Lộ Giai giống như đã quay về thời điểm yên vui sung sướng trước kia, hắn không khỏi sinh ra cảm giác áy náy, sau đó dần trầm tĩnh trở lại. Lúc này mình tuy không thể cho nàng một gia đình, nhưng mình lại có thể cho nàng chút tình cảm, xem như sự thật khó thể toàn vẹn được. Ngay sau đó một căn hộ chợt sáng đèn, một bóng hình yểu điệu xuất hiện bên cửa sổ. Vương tử quân biết rõ đó là trương lộ dai đang nhìn mình, hắn khẽ cho ra một động tác vẫy tay với nàng, sau đó rời khỏi khu nhà dành cho cán bộ trường đảng. Trong ký túc xá trường đảng vẫn thừa thất học viên, nhưng lúc này đã có top 5 top 3 học viên quay lại. Vương tử quân cũng không quan tâm đến những kẻ say khướt này, Hắn cất bước đi vào phòng của mình. Hắn đưa mắt nhìn quanh phòng, cũng không khỏi nghĩ đến những chuyện đã phát sinh ngày hôm nay. Nếu như không có chuyện lần này thì Trương Lộ giai sợ rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ chủ động như vậy, Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống mình bị nàng đẩy ngã, hắn thầm sinh ra cảm giác đắc ý. Lúc này hắn cảm thấy có hơi mệt nhưng những ý nghĩ lại giống như làm bùng lên ánh lửa thiêu đốt trong lòng, hắn nhanh chóng cầm bút và bắt đầu viết. Ngày hôm sau Vương Tử Quân vào phòng học thì bên trong đã đầy người hôm qua chiến đấu vài trận lại thức đến khuya để viết bài hắn có vẻ tiều tụy hơn lúc này bộ dạng tiều tụy của hắn rơi vào ánh mắt đám người hữu tâm thì càng giống như với được chứng cứ xác thực vương tử quân tối qua không ngủ được không biết là ai dẫn đầu nói ra như vậy ngay sau đó câu nói này đã phát tán khắp lớp như một trận dịch điều làm cho vương tử quân cảm thấy dở khóc dở cười chính là trong lúc học còn nhận được vài tờ giấy nhỏ chủ quan là an ủi vương tử quân yêu cầu hắn nên tranh thủ chủ động Bỏ nặng lấy nhẹ, tranh thủ giảm tổn thất xuống thấp nhất, thậm chí là xuống con số 0. Tuy những tờ giấy này đều có ẩn dấu ý đồ của người gửi, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ cách thức của những người này chỉ sợ đó là lựa chọn tốt nhất của mình lúc này. Hắn đã có sẵn kế hoạch, tất nhiên sẽ không thèm giải thích, hắn chỉ tỏ vẻ cảm tạ những người đã ghi giấy an ủi mình, cũng không nói thêm gì khác. "Này, có nghe nói gì không? Hôm nay giáo sư Trần vừa đi làm đã đi đến ban chính trị." lý tùng mai nhân cơ hội nghỉ giữa giờ thì chạy ra khỏi lớp sau đó quay về với bộ dạng cực kỳ thần bí trong cánh rừng rộng lớn thì đủ mọi loại chim thú có kẻ thích bàn tán châm chọc có kẻ thích dòm ngó moi móc lý tùng mai thuộc loại người như vậy hơn nữa lại là người nắm thông tin rất tốt vương tử quân tuy không thích nàng thế nhưng hắn lại rất tán thưởng khả năng giao tế của nàng chuyện gì xảy ra một vài người có quan hệ bình thường với vương tử quân Bọn họ lúc này căn bản không quan tâm đến sự tồn tại của hắn, đều quay đầu dùng giọng hứng thú hỏi. Nghe nói giáo sư Trần đi ra khỏi văn phòng của chủ nhiệm ban chính trị với bộ dạng rất tức giận, chủ nhiệm Lý của ban chính trị tiến giáo sư Trần ra khỏi phòng còn dùng giọng danh chính ngôn thuận nói lời đảm bảo, nói rằng nhà trường nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc và triệt tiêu những ngọn gió bất chính. Lý Tùng Mai nói đến ngọn gió bất chính thì ánh mắt Lơ đãng nhìn sang Vương Tử Quân, giống như Vương Tử Quân là trung tâm của những ngọn gió bất chính như vậy. Vương tử quân nghe thấy rõ ràng, nhưng vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh. Hắn nghĩ đến những lời nói nghe được từ miệng của Trần Chính vô tối qua, trong lòng thầm khinh thường thủ đoạn hèn mọn của đối phương. chương 331-2, nuôi binh ngàn ngày sử dụng nhất thời. Trong phòng họp trường đảng, lúc này có một cuộc họp nội bộ, nội dung của cuộc họp cũng không phải xử lý chuyện Vương Tử Quân sao chép bản nghiên cứu của giáo sư Trần Hồ Đức. Sự việc kia tuy lan truyền xôn xao, Thế nhưng bây giờ các vị lãnh đạo trường đảng còn có việc cấp bách hơn cần phải làm. Trước mắt đối với ban ngành trường đảng thì có một nhiệm vụ cực kỳ cấp bách cần nắm bắt, chính là bí thư tỉnh ủy Nhiếp Hạ Quân sắp đến kiểm tra giám sát. Bọn họ cần phải làm tốt công tác chuẩn bị cho hành trình của lãnh đạo, đó chính là chương trình nghị sự của các vị lãnh đạo trường đảng vào lúc này. Trường đảng tuy là một cơ cấu bán hành chính, thế nhưng cấp bậc của ban ngành lại không thấp, chưa nói đến vị hiệu trưởng là phó bí thư tỉnh ủy kiêm nhiệm dù là phó hiệu trưởng thường vụ triệu Tùng Lâm, nếu nói về cấp bậc hành chính cũng không thấp hơn các vị lãnh đạo thành phố trong tỉnh Sơn Nam là bao nhiêu. Tất nhiên nếu nói về quyền thế thì phó hiệu trưởng triệu Tùng Lâm vẫn kém hơn rất nhiều. Không muốn tiến lên thì không phải là cán bộ tốt, Triệu Tùng Lâm là cán bộ lãnh đạo thực tế của trường đảng, tất nhiên lão phải là cán bộ tốt. Vài năm qua lão không những làm tốt công tác điều hành, càng xoay quanh hiệu trưởng lưu, dùng trăm phương ngàn kế để tranh thủ được những lời khẳng định và yêu ái của phó bí thư lưu truyền thủy nếu như bây giờ lão tiếp tục lưu lại ấn tượng tốt cho bí thư nhiếp như vậy tương lai của lão không phải đã bừng sáng sao trong phòng họp trường đảng triệu tùng lâm dù là lúc nào cũng không ngồi vào vị trí chủ vị vị trí chủ vị là của bí thư lưu dù bí thư lưu quanh năm không đến một lần nhưng quy củ này vẫn được thực hiện cực kỳ đúng mực không thể coi thường các đồng chí, tôi tin mọi người đã thông qua nhiều phương diện mà biết được tin tức, chính là bí thư tỉnh ủy nhiếp hạ quân sắp đến thị sát các ban huấn luyện trong trường đảng. Đây chính là một cơ hội để cho trường đảng chúng ta thể hiện mình trước mặt lãnh đạo tỉnh ủy. Tôi đã báo cáo chuyện này với hiệu trưởng Lưu, hiệu trưởng Lưu cũng cực kỳ coi trọng, yêu cầu chúng ta cần phải làm tốt công tác tiếp đái, cần phải biểu hiện sức chiến đấu của trường đảng trong quá trình bí thư nhiếp đi thị sát. Các đồng chí, nuôi binh ngàn ngày dùng binh một khắc, tôi hy vọng bây giờ mọi người xem nó là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của mình. Triệu Tùng Lâm ngồi trên chiếc ghế của mình, lão hắng giọng một cái rồi dùng giọng cực kỳ chính đáng nói. Ba vị phó hiệu trưởng và vài vị chủ nhiệm các ban đều không nói lời nào, cả đám tỏ ra chú ý lắng nghe, hơn nữa còn liên tục múa bút ghi chép, giống như muốn khắc sâu tinh thần chỉ thị của hiệu trưởng Triệu. Triệu Tùng Lâm cố ý đưa lưu truyền thụy ra vì có mục đích, ngày thường lão luôn cảm thấy ba vị phó hiệu trưởng kia cố gắng tỏ ra không đồng bộ với mình, chống đánh xuôi kèn thổi ngược, không có tư thái phối hợp. Những người này trước mắt nói rất hay nhưng sau lưng lại làm theo ý mình, chỉ chú tâm đến cái lợi của mình, nào có quan tâm đến lợi ích của trường đảng. Triệu Tùng Lâm cố ý lớn tiếng cũng vì muốn gõ đầu ba vị phó hiệu trưởng kia, ý nghĩ quá rõ ràng. Các anh đừng ai làm trái lời tôi, ông đây đã được sự đồng ý của hiệu trưởng lưu rồi. Dựa theo chỉ thị tinh thần của hiệu trưởng Lưu, chúng ta nên cho ra hành động một cách nhanh chóng, thời gian cũng không chờ con người. Các đồng chí, bí thư nhiếp đến chính là cơ hội tốt cho trường đảng chúng ta, chúng ta nhất định phải đưa tất cả ban ngành tiến vào đường cao tốc, kết hợp và đoàn kết lực lượng của tất cả cán bộ đảng viên trường đảng để thể hiện trước mặt bí thư nhiếp. Triệu Tùng Lâm lên tiếng rất có quy cách, lão mất nửa giờ để nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ quan trọng của sự kiện lần này, đồng thời cũng cường điệu làm tốt các công tác chuẩn bị. Thật sự là xuất khẩu thành thơ, không thể không tâm phục khẩu phục. Sau khi bàn luận về các công tác tiếp đãi, Triệu Tùng Lâm chợt không tiếp tục lớn tiếng như vừa rồi, lão yêu cầu các vị lãnh đạo trường đảng nhanh chóng đi chứng thực và chấp hành. Hiệu trưởng Triệu, có một số việc liên quan đến ban huấn luyện, có ảnh hưởng không tốt, chúng ta có nên xử lý một chút không? Chủ nhiệm ban chính trị Nghiêm Học tỉnh chợt trầm giọng lên tiếng khi Triệu Tùng Lâm chuẩn bị tuyên bố tan họp sự việc mà nghiêm học tỉnh nói đều được các vị trong phòng học thầm hiểu đó là gì, Triệu Tùng Lâm cũng biết chuyện này, nhưng lão vẫn cố gắng dùng giọng nghiêm túc nói. Là chuyện gì? Hôm nay giáo sư Trần Hổ Đức đến phản ánh với tôi, nói là trong ban huấn luyện có một học viên tên là Vương Tử Quân đã sao chép một bài nghiên cứu của mình, yêu cầu chúng ta cho ra xử lý thật sự nghiêm túc với học viên kia. Nghiêm học tỉnh tất nhiên sẽ không nói mình sớm biết chuyện này, hắn nhanh chóng đẩy Trần Hổ Đức ra làm khiên yểm hộ. Chuyện này có chứng cứ gì sao? Triệu Tùng lâm nghĩ đến tình cảm giữa mình và Trương Lộ giai, lão trầm ngâm một lát rồi trầm giọng hỏi. Chứng cứ? Nghiêm Học tỉnh chợt ngây người, hắn thật sự còn chưa hỏi Trần Hổ Đức có chứng cứ gì không. Hắn thấy chuyện này căn bản không cần chứng cứ gì cả. Trần Hổ Đức tức giận chính là chứng cứ, Trần Hổ Đức là chuyên gia của trường đảng, chẳng lẽ vì một bài viết mà vu khống học viên sao? Điều này hình như giáo sư Trần có chứng cứ. Nghiêm học tỉnh chợt sinh ra một ý nghĩ khác thường, hắn dùng giọng hàm hồ suy đoán. Triệu Tùng Lâm trầm ngâm một lát rồi nói: "Những chuyện này sẽ phát sinh những ảnh hưởng không tốt, bây giờ là thời điểm quan trọng, hai ngày nữa bí thư Nhiếp sẽ đến đây, nếu như chúng ta trưng một sự việc đó ra làm cho lãnh đạo nhìn vào và mất hứng, tôi cảm thấy như vậy là không hay gì. Hơn nữa không có điều tra thì không thể cho ra kết luận, nếu không sẽ thật sự không ổn thỏa. Theo tôi thấy thì việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài." không bằng chúng ta chờ bí thư nhiếp xuống thị sát xong rồi hãy xử lý. Lời đề nghị của Triệu Tùng Lâm tất nhiên sẽ được các thành viên ban ngành tán thành, đối với các vị lãnh đạo trường đảng thì ổn định áp đảo tất cả, đặc biệt là khi sự việc có liên quan đến lợi ích thiết thân của bọn họ. Trần Hồ Đức sau khi đi đến phản ánh với ban chính trị thì quay về ngồi uống trà trong phòng làm việc của mình, những vị giáo sư và giảng viên gặp mặt đều nói lời an ủi, nói lão không nên đặt nặng chuyện này. Hơn nữa bọn họ còn bày ra thái độ rất rõ ràng, đó là vào đúng thời điểm thì bọn họ nhất định sẽ đứng về phía lão. Mọi người cùng kiến nghị, đốc xúc nhanh chóng xử lý sự kiện sao chép này. Bố, sao bố lại chọc sự kiện này ra nhanh như vậy? Chẳng lẽ bố không muốn con được làm thường ủy thị ủy sao? Điện thoại vừa nối thông, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh hổn hển của Trần Chính Vũ. Trần Hồ Đức nghe thấy âm thanh sốt ruột của con mình thì vẻ mặt trầm xuống, Lão cũng không muốn so đo với con mình, chỉ cảm thấy con trai thật sự không có chút trí tuệ, không đủ trầm ổn. Là người trong quan trường thì điều kiện cần là trầm ổn, tự tin, chính mình là người đứng đầu trận tuyến, sao có thể nhanh chóng rối loạn. Như vậy sao có thể làm nên đại sự? Chương 332: Một ma đao không dùng đi chém củi. Trần Chính Vũ giống như cũng cảm nhận được mình hỏi như vậy có chút đường đột, thế là hắn lập tức giữ vững tâm thần nói: "Bố con nghe nói bố đã chọc chuyện này lên lãnh đạo trường đảng rồi. Trần Hồ Đức hừ lạnh một tiếng xem như trả lời con trai mình. bố, sao bố lại làm như vậy? nếu như sự việc được xử lý vào lúc này, chẳng phải sẽ lỡ đại sự mất sao? Trần Chính Vũ nói đến hai chữ đại sự thì giọng điệu khá căng. bộ dạng của hắn thật sự giống như hận không thể tiến lên vị trí thường ủy chỉ vì sự thiếu kiên nhẫn của bố mình. Trần Hồ Đức tuy cảm thấy con trai mình không đủ trí tuệ thế nhưng lão cũng không yêu cầu quá cao đây dù sao cũng là con trai mình thế là mở miệng an ủi biết người biết ta trăm trận trăm thắng triệu tùng lâm là ai đây là thời điểm mà bí thư nhiếp hà quân sắp xuống thị sát lão sao có thể điều tra vụ này làm cho trong ngoài sân trường đều xôn xao sao con yên tâm bố đã sớm bắt mạch của lão lão nhất định sẽ chờ sau khi bí thư nhiếp hà quân xuống thị sát mới xử lý vụ này trần hồ đức nói Cuối cùng còn cho Trần Chính Vũ một viên thuốc an thần. Trần Chính Vũ cười hì hì với bố mình trong điện thoại, sau đó hắn cúp máy. Trần Hồ Đức cũng đặt điện thoại xuống, đeo kính lão lên, ánh mắt rơi lên trang sách, tâm tư lại liên tục chuyển động. Trần Hồ Đức hiểu rất rõ, nếu sự việc này chọc ra, mình cũng khỏi cần công tác ở trường đảng. Dù lão có thể đại thắng, nhưng hắn quấy nhiễu Triệu Tùng Lâm, như vậy Triệu Tùng Lâm sẽ bỏ qua cho sao? cũng may lão đã đến tuổi về hưu, thật sự không sợ Triệu Tùng Lâm sẽ có phản ứng gì. Trần Hồ Đức Thầm hạ quyết tâm, lão lấy ra bản thảo đã làm giả của mình, bản thảo này ngoài tiêu đề và văn vẻ không giống với Vương Tử Quân, những thứ khác đều giống y hệt, ngay cả những dấu chấm câu cũng không khác gì. Hơn nữa bản thảo này đã được cao nhân gia công, nhìn qua sẽ biết đã được viết ra được một hai năm rồi. Hai ngày nay bầu không khí của trường đảng ngày càng tươi đẹp, không những vì trường đảng tăng cường quản lý, hơn nữa dù là ban huấn luyện hay lớp tu nghiệp, tất cả thành viên đều phải nghiêm túc yêu cầu mình. Đặc biệt là học viên của ban huấn luyện, cả đám bắt đầu thành thật đi học, đúng giờ đi về, hiện tượng lề mề trước kia bị quét sạch. Đám học viên ở bên ngoài cũng tranh thủ quay về ký túc xá, dù điều kiện trong ký túc xá không thoải mái bằng bên ngoài, thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Trên đời không có tường chắn hết gió, tin tức trường đảng chuẩn bị và sắp xếp thế nào để tiếp đón lãnh đạo tỉnh ủy đã lan truyền ra. Những học viên khác không quá quan tâm, nhưng đám học viên ban huấn luyện lại cực kỳ chú trọng sự kiện này. Vì lúc này bọn họ sẽ có cơ hội tốt để biểu hiện trước mặt lãnh đạo, bây giờ nghe nói có sắp xếp, ánh mắt đám người này không khỏi bừng sáng. Thế là bầu không khí của toàn bộ các ban huấn luyện đã trở nên căng thẳng, rất nhiều người có quan hệ không tệ, bây giờ nhìn qua cũng không quá linh hoạt, nhân viên ra vào phòng làm việc của hiệu trưởng cũng dần nhiều hơn. Nếu so sánh với những học viên khác thì Vương Tử Quân lại bình ổn hơn giống như tất cả không liên quan đến hắn vậy. Lẽ ra là ban thủ lĩnh của ban huấn luyện, người năng động nhất phải là Vương Tử Quân, nhưng vì sự kiện sao chép lan truyền quá mạnh, tư cách của Vương Tử Quân cũng trực tiếp tan biến. Nhắc đến chuyện này thì Trương Lộ giai còn canh cánh bên lòng với vị chủ nhiệm Nghiêm học tỉnh ban chính trị, dù nàng biết Vương Tử Quân bị người ta hãm hại, thế nhưng nàng chỉ có thể tức giận mà thôi. Vì phải chuẩn bị bản thảo để phát biểu, chuyện này trường đảng cũng không cho đám học viên của ban huấn luyện có nhiều thời gian đã được quyết định rất nhanh chóng không nằm ngoài dự đoán của mọi người người đại biểu chính là thạch nham phong khi trương lộ giai tuyên bố đó là thạch nham phong lúc này thạch nham phong biểu hiện cực kỳ an phận bộ dạng không quan tâm hơn thua và cực kỳ bình tĩnh nhưng hai mắt vui mừng tột độ lại khó thể che giấu được thạch nham phong đứng lên dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người hắn biểu đạt lòng biết ơn với trường đảng và bản thân trương lộ giai tuy trương lộ dai không giúp đỡ gì hắn, thế nhưng đó là quy củ, dù thế nào thì tư thái thế này cũng không thể thiếu. Lúc này tôi nên cảm tạ chính là đồng chí Vương Tử Quân, nếu không phải đồng chí Vương Tử Quân chủ động bỏ qua cơ hội lần này, tôi cảm thấy mình khó thể làm một đại biểu được. Lúc này tôi xin chân thành cảm tạ sự trợ giúp của Vương Tử Quân. Thạch Nham Phong dùng giọng tự nhiên hào phóng nói, giống như cơ hội của hắn thật sự là Vương Tử Quân tặng cho vậy nếu như không có Trần Hổ Đức công bố sự kiện vương tử quân sao chép, mọi người sẽ thật sự cảm nhận được biểu hiện cảm động rơi nước mắt của Thạch Nham Phong, như vậy cơ hội rõ ràng là do vương tử quân nhường lại. Nhưng bây giờ Thạch Nham Phong lên tiếng như vậy, rõ ràng là một loại mỉa mai với vương tử quân. Thạch Nham Phong thật sự là một người quá phô bầy mũi nhọn, cũng không biết hắn tiến lên vị trí cán bộ cấp xứ như thế nào. Vương tử quân nghĩ đến thời điểm mình còn làm lãnh đạo huyệt, hắn hạ thấp đánh giá với Thạch Nham Phong xuống vài phần, loại người chưa từng được trải qua tôi luyện ở cơ sở như thế này thật sự là không đủ tư cách. Vương tử quân ung dung đứng dậy trong tiếng cười của các học viên trong lớn, hấp nghiêm trang nói. Học viên Thạch Nham Phong, anh không cần khách khí như vậy, tôi chẳng qua chỉ bỏ ra một cơ hội và chuyển nó cho anh thôi. Khi vương tử quân điềm nhiên ngồi xuống thì gương mặt Thạch Nham Phong giống như kéo dài ra như mặt ngựa, hắn không ngờ vương tử quân lại công khai lên tiếng với những lời cảm tạ của mình giống như đối phương thật sự cho mình cơ hội lần này vậy. Sau thất bại cạnh tranh vị trí lớp trưởng thì Thạch Nham Phong sinh ra một cảm giác đố kỵ với Vương Tử Quân, trước nay hắn công tác xuôi trèo mát mái trong đơn vị, có thể nói là đi trong quan trường như trên đất bằng, Xuân Phong đắc ý. Hắn vốn tưởng rằng mình tiến vào ban huấn luyện cũng có cảnh tượng như khi còn ở phòng tổ chức tỉnh ủy, nhưng không ngờ lại bị Vương Tử Quân gõ một gậy vào đầu. Lúc này tuy Thạch Nham Phong biết mình mỉa mai Vương Tử Quân sẽ không có gì tốt, nhưng hắn thấy đánh một con chó đang ở dưới nước cũng không có gì là không được. Không ngờ tên khốn kia ra mặt dày như tường thành, thiếu chút nữa đã làm mình xuống đài không được. Dù thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn ban thủ lĩnh. Đúng rồi, ban thủ lĩnh, trong ban huấn luyện chúng ta thì anh viết văn đứng hàng đầu, chờ tôi viết xong bản thảo sẽ cầm đến cho anh xem, mong anh chỉ giáo cho. Có ai mà không nghe rõ ý nghĩa lời nói vạch áo cho người xem lưng của Thạch Nham Phong? Nham Phong, anh nói quá khách khí rồi, tôi cũng không dám, nhưng nếu anh thật sự cần tôi hỗ trợ, tôi sẽ nhất định không tiếc lực. Hai người Vương Tử Quân và Thạch Nham Phong có thể nói là đao kiếm trong lớp học, nếu như không biết rõ sự thật mà chỉ nghe lời đối thoại của hai người, thật sự cho rằng bọn họ có quan hệ không tầm thường. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng hưng phấn tiếp nhận lời chúc mừng của đám học viên, hắn thầm nghĩ. Thật sự là một tên đáng thương. Năm nghìn năm, dòng Hoàng Hà đã mang theo biết bao anh hùng, những anh hùng này tuy đã đi xa nhưng để lại cho chúng ta ngôi sao tinh thần soi sáng vô hạn. Trong phòng học của ban huấn luyện, dưới sắp xếp của lãnh đạo trường đảng, Thạch Nham Phong đang tập luyện đọc diễn văn. Chương 332, 2, mà đao không dùng đi chém củi. Vì quá trình thị sát của lãnh đạo tỉnh ủy lần này mà có thể nói là lãnh đạo trường đảng đã bỏ ra rất nhiều tâm tư, bản thảo này dù là Thạch Nham Phong viết ra, thế nhưng đã được các cao thủ văn tự trong trường cắt giảm 5 lần 7 lượt, đã sớm không còn như lúc đầu. Thạch Nham Phong đứng trong lớp học, bộ dạng hùng hồn hiên ngang, biểu hiện rõ khí độ dũng cảm và dám đảm đương, vẻ mặt ngưng trọng, một bộ tây trang thẳng thớm càng làm phụ trợ cho gương mặt đắc ý của hắn. Trương Lộ Giai ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, bộ dạng nghiêm chỉnh và cực kỳ cẩn thận. Nhưng nàng cũng thỉnh thoảng đá chân mày rất mờ ám với Vương Tử Quân, điều này làm cho tâm tư của Vương Tử Quân như ngựa thoát cương nhớ đến tình huống điên cuồng của hai người trước đó. Sông như suy nghĩ của mọi người, vương tử quân giống như đã ảm đạm lui xuống, sau khi đại đa số học viên đã quay về trường thì vương tử quân lại rất thường xuyên đi ra ngoài. Trong mắt người khác thì đó là biểu hiện xấu hổ của vương tử quân, nhưng bọn họ nào biết rằng hắn ra ngoài chẳng qua vì muốn trộm hoa hái ngọc mà thôi. Vì tạo điều kiện cho mình và trương lộ dai ở cùng một chỗ, Vương Tử Quân dứt khoát mua một phòng chung cư lắp đặt thiết bị bình thường ở một khu dân cư mới mở trong thành phố Sơn Viên, hắn lại mua thêm vài bộ gia cụ chuyển vào, thế là một tổ ấm nho nhỏ được sinh ra. Nham Phong, anh phát biểu rất tốt, nói ra tiếng lòng của các cán bộ thanh niên chúng ta, lúc này lãnh đạo cho anh đại biểu chúng tôi lên tiếng, thật sự là tuyển rất đúng người. Sau khi Thạch Nham Phong nói xong thì Hào Nhiếp Quân nhanh chóng nói một câu nịnh hót, rất nhiều người tỏ ra không phục với tình huống Thạch Nham Phong được chọn là người phát biểu, nhưng lúc này đã là bất đắc dĩ, tất cả mọi người cũng chỉ có thể nén giận mà thôi. Hơn nữa Thạch Nham Phong này nhất định là tương lai tươi sáng, mọi người chỉ thầm ghen ghét mà thôi, hầu như tất cả đều cố gắng dệt hoa trên gấm, cố gắng bồi dưỡng quan hệ với Thạch Nham Phong. Bây giờ thủ đoạn lôi kéo tốt nhất chính là làm cho Thạch Nham Phong cảm nhận được hành vi cổ động nhiệt liệt của mình, vì thế mỗi lần Thạch Nham Phong lên tiếng đều có người mở lời nịnh hót. Điều này làm cho tâm tình của Thạch Nham Phong phát triển đến cao độ. Ngoài thủ đoạn này thì có học viên Lý Tùng Mai, nàng tự bỏ tiền túi ra mua chút hoa quả bánh trái, tự cung cấp cho Thạch Nham Phong để thuận tiện lôi kéo những học viên khác, xem như dùng nó để tiến thêm một bước trong tình huống hòa hợp quan hệ. "Nham Phong, tôi cảm thấy điều quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt, bảo trì trạng thái tốt đẹp nhất. Ngày mai bí thư Nhiếp sẽ đến đây, bây giờ trình độ phát biểu của anh còn chưa được đề cao." nhưng dao sắc không nên chỉ dùng để đốn củi, ngày hôm nay dừng lại ở đây thôi. Anh nên về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai dùng tinh thần phấn chấn để hoàn thành nhiệm vụ. Một học viên hơn 30 tuổi nói lời đề nghị với Thạch Nham Phong. Sau khi học viên kia mở miệng thì những người khác cũng bắt đầu khuyên Thạch Nham Phong nên nghỉ ngơi thật tốt, có người còn nói đùa, nói Thạch Nham Phong tối nay dù thế nào cũng không nên về nhà, nên bảo trì trạng thái tinh thần khí tốt nhất tất nhiên khi nói đến chữ khí thì người kia lại nhấn mạnh một chút. Sau khi Trương Lộ Giai nói vài câu thì Thạch Nham Phong được mọi người bao quanh như sao quanh trăng, lúc này một cán sự hơn 20 tuổi của trường đảng đi đến. Ai là Thạch Nham Phong, hiệu trưởng triệu mời anh qua có chuyện. Hiệu trưởng triệu không quản lý được chuyện học viên có lên chức hay không, nhưng thân phận phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng cũng làm cho các vị cán bộ trẻ tuổi của ban huấn luyện cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ, Vương tử quân đưa mắt nhìn Thạch Nham Phong gật đầu đi theo viên cán sự kia, gương mặt hắn chợt có vài phần nghiền ngẫm. Đã xác định sao? Vương tử quân quay đầu nhìn Trương Lộ Giai rồi khẽ hỏi. À, đã xác định, lần này đại biểu cho các giảng viên là giáo sư Trần Hổ Đức, ông ta là chuyên gia ở phương diện kinh tế, có uy vọng, hơn nữa có người lên tiếng hỗ trợ, thế nên mới chọn ông ta. Trương Lộ Giai nói rồi khẽ bấm tay Vương tử quân. Cậu đúng là bại hoại. Chính cậu có tính toán gì thì không đáng nói, sao lại không cho tôi giúp đỡ? Hai người nói rất nhỏ, hơn nữa vẻ mặt lại rất nghiêm trang, nhìn qua giống như giảng viên Trương đang trách mắng Vương Tử Quân về vấn đề gì đó. Trương Lộ giai là phụ đạo viên của ban huấn luyện, hôm nay nàng bận rộn khá nhiều việc, toàn bộ trường đảng đã sắp xếp đâu vào đấy để chào đón bí thư nhiếp xuống thị sát công tác, nhưng cũng không phải chỉ có mỗi trường đảng chú ý đến sự việc lần này ánh đèn lóe sáng làm cho tất cả vật phẩm bằng xứ và thủy tinh trong phòng bùng lên những luồng sáng trong suốt dưới tiếng nhạc chậm rãi du dương la sương hào nâng ly thủy tinh đế cao lên nói bí thư dương ly này tôi xin chúc anh bay xa vạn dặm dương quân tài cười cười hắn nâng ly lên đột nhiên nói chúng ta đều là người một nhà cũng không nói chúc hay không mọi người cùng uống vui vẻ sảng khoái là được dương quân tài dù nói với la sương hào nhưng ánh mắt lại nhìn dương tiểu mao dưới ánh mắt của Dương Quân Tài thì Dương Tiểu Mao cũng nhanh chóng nâng ly lên. Anh Dương, sự kiện lần này thật sự làm cho lòng người vui sướng. Ba người thầm hiểu lẫn nhau, bọn họ nâng ly rượu lên uống cạn. Dương Quân Tài dùng đúa gắp một miếng rau, sau đó chậm rãi nhai nuốt, cuối cùng mới khẽ nói. Tiểu Mao, sự việc lần này không thể chi mạnh tay hơn một chút nữa sao? Dương Tiểu Mao gãi gãi đầu dùng giọng khó xử nói. Anh Dương, 10 triệu đã là cực hạn rồi, Chủ tịch Tề thật sự là người nắm tài chính của tỉnh Sơn Nam, thế nhưng có một số việc mà anh ấy không thể nào tự mình làm chủ được. Dương Quân Tài khẽ nhíu mày, hắn rất muốn làm ra một sự nghiệp lớn, ngoại trừ thiếu những người đa mưu túc trí và có khả năng như Triệu Trung Trạch, bây giờ thứ khan hiếm nhất chính là tiền. Nuôi dê bò cần tiền, trồng táo cần tiền, trồng lê cũng cần tiền, khi kế hoạch 315 được thúc đẩy cao độ, bây giờ Dương Quân Tài càng ngày càng bị tiền thúc ép. Bí thư Dương sự giúp đỡ của tỉnh là có hạn, công trình 315 của huyện Lô Bắc vì làm giàu cho dân chúng, căn cứ vào nguyên tắc ai đầu tư sẽ nhận được lợi, cũng nên ném ra một phần trách nhiệm cho tư nhân gánh chịu. Anh Dương, anh nói xem có đúng không? Dương Tiểu Mao cười hì hì nâng ly rượu lên nói lời đề nghị với Dương Quân Tài. Dương Quân Tài khẽ gật đầu giống như đồng ý với ý kiến của Dương Tiểu Mau, nhưng trong lòng hắn tràn đầy cảm giác hèn mọn biện pháp này đối với một người khống chế một phương như hắn thì thật sự không có gì khó tưởng nhưng nói dễ dàng mà làm thì khó nếu dân chúng và tư nhân dễ dàng tham gia hạng mục này như vậy còn cần anh lên tiếng sao la sương hào nghe lời đối thoại của hai người dương quân tài và dương tiểu mao một ý nghĩ chợt lóe lên trong lòng hắn cười nói anh dương kế hoạch lớn của ngài muốn thực hiện thì cần bao nhiêu tiền thế nào giám đốc la cậu muốn tài trợ sao trong quá trình tiếp xúc với la sương hào dương quân tài biết la sương hào không có bản lĩnh gì lớn thế nhưng có các mối quan hệ rộng lúc này thấy đối phương lên tiếng thì hai mắt hắn chợt bừng sáng hi hi anh dương chỉ làm anh chê cười mà thôi ngài đại biểu cho một huyện chỉ cần thổi một cái cũng sinh ra cuồng phong tôi chỉ là một thương nhân nhỏ nào có lực lượng để tài trợ cho anh nhưng tôi tuy không có tiền nhưng lại có con đường sinh tiền la sương hào nâng ly rượu trong tay lên hắn quơ quơ ly rượu rồi dùng giọng thần bí nói. Anh biết không, bây giờ khắp nơi ở phía nam đều là vàng, đừng nói là xây dựng nhà cửa, dù đầu tư vào phương diện gì thì vài ngày cũng thu được lãi lớn. chương 332, 3, ma đao không dùng đi chém củi. Tôi có một người bạn, trước kia còn đi theo tôi kinh doanh, trước đó vài ngày đi xuống phương nam. con bà nó hai ngày sau quay về đã biến thành phú ông chục triệu, dương quân tài cũng từng nghe nói đến những chuyện thế này nhưng khi đó tâm tư của hắn chủ yếu đặt trên phương diện làm quan hắn cũng không quá quan tâm đến vấn đề này bây giờ hắn nghe thấy la sương hào nói như vậy thì thật sự có hơi giật mình thật sự kiếm tiền nhanh vậy sao ánh mắt dương quân tài chợt lấp lánh hắn trầm giọng nói thật sự là như vậy sau khi người kia quay về đám người chúng tôi đều chờ nhanh hết năm để tập hợp tài chính xuống phương nam đầu tư trong tay anh Dương không phải không có tiền, chỉ cần lấy ra đầu tư, chỉ sợ không mất bao lâu sẽ sinh ra lợi nhuận, 10 triệu không phải sẽ biến thành 20 triệu sao. Đến lúc đó không phải sẽ giải quyết được yêu sầu à. Dương quân tài nghe lời nói của La Sương Hào mà cực kỳ động lòng, trước mắt huyện Lô Bắc rơi vào trạng thái tài chính căng thẳng, nhưng nếu có lợi nhuận, chẳng phải vấn đề phức tạp sẽ được giải quyết rõ ràng sao. Hắn cũng không cần quá quan tâm đến vấn đề tiền bạc kiến thiết huyện Lô Bắc, thậm chí hắn có thể nhờ vào cơ hội này mà kiếm được khối tiền nếu không thì khi nào đó cậu sắp xếp một chút để tôi gặp người bạn của cậu dương quân tài thầm hạ quyết định hắn lấy ra một điếu thuốc sau đó châm lửa tốt tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy để ngày mai anh ấy đến một chuyến la sương hào thấy dương quân tài động tâm thì trong lòng rất hào hứng hắn nâng ly rượu lên mời dương quân tài và dương tiểu mao bí thư dương dù sao thì ngày mai anh cũng chưa quay về dứt khoát cùng các anh em đến trường đảng xem náo nhiệt. Nghe nói vì tiếp đại bí thư nhiếp mà trường đảng đã làm ra rất nhiều công tác chuẩn bị. Dương tiểu Mao thấy mối quan hệ giữa Dương Quân Tài và La Sương Hào dần ấm lên, thế là trong lòng thầm cảm thấy có chút nguy cơ, hắn nâng ly rượu lên dùng giọng đề nghị nói với Dương Quân Tài. Dương Quân Tài cũng rất quan tâm đến sự kiện kia, thế là hắn đặt ly rượu xuống nói. Đã sắp xếp xong xuôi sao? Sắp xếp xong là một vị trí thường ủy thị ủy, hi hi, ôi, đáng thương cho các bậc cha mẹ trên thế gian, ông lão kia dù bất cứ giá nào cũng sẽ xử lý vụ này cho chúng ta. Lúc này chúng ta chỉ cần ngồi yên xem kịch hay là được. Dương Tiểu Mao đắc ý vung tay lên, sau đó lại siết chặt nắm đấm nói. Dương Quân Tài nâng ly rượu lên, trong lòng thầm nghĩ đến những sỉ nhục mà mình phải chịu đựng sau khi vào tỉnh Sơn Nam, nghĩ đến tình huống nhiều lần thảm bại trong tay Vương Tử Quân thế là khóe miệng trợt lộ ra nụ cười vui vẻ. Không đến xem thì quá đáng tiếc, nhưng như vậy thì càng phải thận trọng, không cần làm phức tạp vấn đề. Dương quân tài khẽ cầm lấy ly nước, hắn thản nhiên nói. Ánh sáng mặt trời cũng giống như hôm qua, phá vỡ tất cả những gì trói buộc để chiếu sáng cả không gian. Ngày hôm nay là rất bình thường đối với toàn thể nhân dân thành phố Sơn Viên, thế nhưng đối với trường đảng tỉnh ủy, đối với các học viên trong trường thì nó không phải là một ngày bình thường. Trời còn chưa sáng thì các giáo viên trường đảng đã tập hợp lại, tối qua đã quét dọn sạch sẽ, sáng sớm lại được dọn dẹp một lần, thật sự quá mức sạch sẽ. Phòng họp được lau dọn nhiều lần, giống như chỉ sợ bí thư nhiếp đi đến trường đảng và thấy một hạt cát vậy. Nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo tỉnh ủy đến trường đảng thị sát kiểm tra công tác. Một biểu ngữ với dòng chữ đỏ thấm được treo lên cao, lúc này đám lãnh đạo trường đảng đều rất bận rộn, bọn họ hận không thể làm cho mình sinh ra thêm hai cái tay, chỉ sợ sắp xếp của mình sẽ sinh ra chút cạm bẫy. Đối với đám học viên ban huấn luyện thì thật sự đầy cảm động, tuy bọn họ là những cán bộ thanh niên vĩ đại, thế nhưng bây giờ đối mặt với cơ hội gặp mặt bí thư nhiếp, đây thật sự là một cơ hội cực kỳ khó khăn. Nếu như được bí thư nhiếp nhớ kỹ, như vậy chẳng khác nào sẽ tiến lên như diều gặp gió. Đám học viên thức dậy và bắt đầu sửa soạn trang phục của mình, nữ học viên tất nhiên không cần phải nói dù đã là những người vợ có con nhưng cũng không muốn mình thua kém các cô gái trẻ. Dù là đám đàn ông ngày thường không quá quan tâm, bây giờ đã cắt tóc trải đầu rất nghiêm túc, chỉ sợ trên mặt của mình có chút gì đó lôi thôi lếch thách mà thôi. Nếu so sánh với các vị học viên khác thì Vương Tử Quân cũng rất trói lọi, nhưng hắn cũng không phải là tự mình ra tay, mà là do Trương Lộ Giai ra tay sửa soạn, bắt hắn phải ăn mặc cho thật đẹp. 8 giờ sáng, tất cả học viên của trường đảng đều tập hợp trong sân. Phó hiệu trưởng thường vụ Triệu Tùng Lâm mặc một bộ trang phục trung sơn xuất hiện trước mặt mọi người, lúc này mái tóc hiệu trưởng Triệu đen bóng, tinh thần sáng láng giống như một người đàn ông trung niên mới 40 tuổi. Các đồng chí, lần này lãnh đạo tỉnh ủy đến trường đảng thị sát kiểm tra công tác, điều này thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo với chúng ta, cũng là sự coi trọng của lãnh đạo với cán bộ trẻ tuổi. Chúng ta cần phải có thái độ cẩn thận và nghiêm cẩn với sự coi trọng của lãnh đạo, cần phải học tập cho tốt, chỉ như vậy mới không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo. Triệu Tùng Lâm nói, phần lớn đều dùng những lời khách sáo cực kỳ bình ổn, căn bản không có nội dung gì thực tế. Cũng may nơi đây đều là những tên cán bộ xảo quyệt trong quan trường, bọn họ nào không biết rõ ý nghĩ của hiệu trưởng. Hiệu trưởng Triệu đang báo động với các vị học viên, bảo bọn họ thành thật nghe lời, không nên tạo ra thiêu thân, nếu không đừng trách lão không khách khí. Tám rưỡi sáng, đoàn xe của tỉnh ủy cuối cùng cũng đi đến trường đảng, chuyện hoan nghênh lãnh đạo tất nhiên sẽ không cần đám học viên như Vương Tử Quân quan tâm, bọn họ trực tiếp đi về phòng họp. Vì lần này bí thư nhiếp hạ quân đến chủ yếu là thăm ban huấn luyện của trường đảng, thế cho nên các học viên của ban huấn luyện đều được sắp xếp vào vị trí trung tâm, thật sự xem như trọng điểm. Những học viên của các lớp khác dù có thân phận cấp sở cũng chỉ có thể làm người phụ trợ mà thôi. Dưới tình huống đám người triệu tùng lâm túm tụm lại đưa đi, bí thư tỉnh ủy nhiếp hạ quân, Phó Bí Thư tỉnh ủy kiêm hiệu trưởng trường đảng Lưu Truyền Thụy đều an vị trên đài chủ tịch. Tuy đám cán bộ bên dưới lần đầu tiên được mặt đối mặt với Bí Thư tỉnh ủy, thế nhưng cũng không xa lạ gì với vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam này. Nhiếp Hạ Quân là một nhân vật đứng đầu tỉnh Sơn Nam, có thể nói là nhân vật tiêu điểm trong tỉnh, hầu như đều thấy hình bóng của lão ở chương trình thời sự hàng ngày. Nhiếp Hạ Quân trong TV làm người ta cảm thấy có chút cao lớn, nhưng bây giờ ngồi trên đài chủ tịch, tuy gương mặt vẫn như vậy nhưng cũng không khác gì một người bình thường. Lưu truyền thụy ngồi bên cạnh nhiếp hạ quân, bên kia chính là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Triệu Tùng Lâm là phó hiệu trưởng thường vụ chỉ có thể tìm cho mình một chiếc ghế bên cạnh để ngồi xuống, đây cũng là vì lão có thân phận là phó hiệu trưởng thường vụ, nếu không thì lão nào có vị trí như vậy. chương 333, một một là kẻ lỗ máng, một là anh hùng. Trong quan trường kiêng kỵ nhất chính là tự xem mình cao minh hơn lãnh đạo, nếu lãnh đạo vỗ vai anh một cách thân thiết, như vậy sẽ được coi là bình dị gần gũi, tiến đến quan sát quần chúng, nếu như anh thật sự biến thành khỉ, dám vỗ vai lãnh đạo, như vậy sẽ là không biết quy củ, đại bất kính, lãnh đạo ân cần hỏi han cán bộ cấp dưới, anh cần phải tỏ ra như bình thường, nếu mạo muội nghe những lời của lãnh đạo, như vậy sẽ là kẻ bụng giả khó lương. Vì vậy trên quan trường thì kiểu cách tự kiêu cũng là một môn học vấn rất nặng, người làm quan tất nhiên sẽ tự kiêu dình dị gần gũi cũng là một phương diện của nó, hơn nữa là độc quyền của lãnh đạo khi đến một cấp bậc nào đó. Không tỏ ra kiểu cách nhà quan, không chứng tỏ mình hơn người, không bộc lộ mũi nhọn, đó chính là pháp bảo ra vẻ của các vị lãnh đạo cao cấp. Phải nói là nhiếp hạ quân am hiểu sâu sắc đạo lý này, vẻ mặt lão luôn treo nụ cười nhạt, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chư vị ngồi bên dưới, biểu hiện sự bình dị gần gũi, lại có chút bí hiểm. Tình huống lúc này không khác biệt gì so với quy nghi thức hoan nghênh đại đa số các vị lãnh đạo, đầu tiên là Triệu Tùng Lâm đọc diễn văn, tất nhiên là những lời nói đại loại như chào mừng bí thư nhiếp đến kiểm tra thị sát, cán bộ học viên trường đảng thật sự cảm thấy rất phấn chấn, dĩ vãng Triệu Tùng Lâm phát biểu với bản thảo rất dày, nhưng hôm nay thái độ của lão rất khác thường, bản thảo rất ngắn gọn, chỉ nói vài ba phút thì kết thúc. Bày ra vị trí của mình vào đúng thời điểm, Triệu Tùng Lâm tất nhiên hiểu sâu đạo lý này, Lúc này không phải là thời điểm lão nói nhiều, tất nhiên lão cũng không dám cướp danh tiếng của bí thư Nhiếp. Sau khi Triệu Tùng Lâm đọc diễn văn xong thì tất cả nghi thức dần được thực hiện theo đúng tiến độ, từng bước từng bước một. Mọi người cùng nhau thúc đẩy, thế cho nên tất cả nghi thức dần được thuận lợi thông qua. Dù là Nhiếp Hạ Quân hay là Lưu Truyền Thủy cũng không coi những nghi thức kia ra gì, bọn họ là lãnh đạo cao cấp, đã tham gia quá nhiều những tình huống tiếp đón thế này. Hơn nữa lần này mục đích chủ yếu khi đến trường đảng cũng chính là vì bí thư tỉnh ủy quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi, nếu như không phải sợ đả kích đến tính tích cực của các cán bộ trường đảng, chỉ sợ nhiếp hạ quân đã sớm lên tiếng cho dừng những nghi thức dườm già này rồi. Lúc này mời đại biểu cho giảng viên trường đảng đọc diễn văn. Triệu Tùng Lâm là người chủ trì hội nghị, lão dùng giọng uy nghiêm và trang trọng nói. Người cảm thấy căng thẳng nhất khi nghe được giọng điệu của Triệu Tùng Lâm không phải là Trần Hổ Đức sắp bước lên sân khấu, mà chính là Thạch Nham Phong đang ngồi ở hàng ghế thứ hai, hai tay giữ chặt lấy bản thảo của mình. Lúc này hắn hầu như đã đọc thuộc lòng bản thảo, hơn nữa thông qua chỉ điểm của các vị giảng viên chuyên nghiệp, hắn tin mình hoàn toàn có thể dùng giọng điệu tự tin mạch lạc và trầm bổng du dương để biểu đạt cái hồn của bản thảo với lãnh đạo tỉnh ủy. Sắp đến lượt Thạch Nham Phong lên tiếng trước mặt các vị lãnh đạo tỉnh ủy và các học viên trường đảng hắn cảm thấy rất vui vẻ vì tình huống lóe sáng này của mình, thật sự là nổi bật tâm tư nhân vật, tuyệt đối sẽ để lại ấn tượng tốt cho các vị lãnh đạo tỉnh ủy. Một ấn tượng đối với cán bộ thanh niên thì tuyệt đối là một viên gạch xây nên bệ phóng kiên cố cho tương lai. Trần Hồ Đức hôm nay mặc một bộ tây trang nhạt màu, chiếc kính lão trên gương mặt trí thức càng làm cho lão có đầy khí tức học giả. Lão tiến từng bước lên đài chủ tịch, bước chân mạnh mẽ, không nhanh không chậm, biểu hiện rõ phong thái của một người đi đầu trong học thuật. Triệu Tùng Lâm nhìn những biểu hiện của Trần Hổ Đức mà thầm vui sướng, dù sao thì tố chất của giáo sư cũng đại biểu cho trường đảng, nếu như Trần Hổ Đức không có biểu hiện tốt, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả trường đảng. Lưu Truyền Thủy cũng nhận ra Trần Hổ Đức, tuy lão quanh năm suốt tháng không đến trường đảng được vài lần thế nhưng dù sao cũng là hiệu trưởng trường đảng, vẫn chú ý đến những vị giáo sư nổi tiếng trong trường. Vì thế lúc này Trần Hổ Đức lên đài Lão khẽ quay sang giới thiệu với bí thư Nhiếp Hạ Quân về vị học giả kinh tế đứng đầu trường đảng này. "Thưa các vị lãnh đạo, thưa các anh chị học viên." Trần Hồ Đức cúi chào bên dưới, sau đó lại cúi chào các vị lãnh đạo, tuy chỉ là một vấn đề trước và sau, thế nhưng lại thể hiện rõ phong thái của một vị giáo sư. Vương Tử Quân cũng thật sự gật đầu tán thưởng đối với những biểu hiện của Trần Hồ Đức, hắn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối phương, chuẩn bị chờ giai đoạn sắp tới. Triệu Tùng Lâm đã 10 lần xem qua bản thảo của Trần Hổ Đức, có thể nói bản thảo này có lời nói nào khách sáo, lời nói nào tâng bốc lãnh đạo, thì đều biết rõ. Thậm chí câu tiếp theo mà Trần Hổ Đức sắp nói ra là gì, hắn cũng biết rất rõ ràng. Trẻ hóa cán bộ chính là một lĩnh vực trong nhiệm vụ cải cách chế độ cán bộ được quốc gia chúng ta cực kỳ coi trọng, tỉnh Sơn Nam chúng ta đã nhiều lần thúc đẩy công tác trẻ hóa cán bộ, cổ vũ lực lượng cán bộ trẻ tuổi sông pha trận mạc, vào những nơi gian khổ, trải qua mưa gió, đề cao kinh nghiệm. Thực tế đã chứng minh tỉnh ủy đề xuất công tác này cực kỳ chính xác, hiệu quả công tác cũng cực kỳ rõ rệt, nhưng khi chữ nhưng vừa ra khỏi miệng thì vẻ mặt Trần Hổ Đức chợt biến đổi, ngay sau đó đã trở nên lạnh lẽo. Đám người bên dưới đang đần độn lắng nghe, lúc này nghe đến chữ nhưng thì nhanh chóng tỉnh tháo Đám học viên ở bên dưới phần lớn đều là lãnh đạo lớn nhỏ trong thành phố hoặc cơ sở, bọn họ rất hiểu các nghi thức hoan nghênh lãnh đạo vào lúc này. Dưới tình huống bình thường, tổng kết thành tích bản thân đều là đào sâu căn nguyên, trà sát thật mạnh, nếu là những vấn đề liên quan đến bản thân thì nên cho qua như chuồn chuồn lướt nước, đồng thời có rất ít người tự bộc lộ khuyết điểm của mình trước mặt lãnh đạo. Khi các học viên đang cảm thấy rất khó hiểu, Triệu Tùng Lâm là người chủ trì hội nghị lần này, vẻ mặt lão cũng chợt biến đổi. Lão nhớ rất rõ trong bản thảo của Trần Hổ Đức lần này cũng không có bất kỳ một lời phê bình nào có liên quan đến mình hay người nào khác. Sự biến phát sinh làm cho ba vị lãnh đạo tỉnh ủy đều đưa mắt nhìn về phía Trần Hổ Đức, với kinh nghiệm lâu năm của bọn họ, tất nhiên sẽ ý thức được sự việc có chút bất thường. Chương 333, 2, một là kẻ lỗ máng, một là anh hùng. Có một vài cán bộ chỉ vì cái trước mắt, chúng ta huấn luyện cán bộ về lý luật, rèn luyện thực tế, nghiêm khắc quản lý, đó là ba trọng điểm khi bồi dưỡng cán bộ trẻ. Những ngày qua một đồng sự ở trường đảng nói cho tôi biết, một cán bộ trẻ tuổi trong trường đã cho ra một bài viết rất hay, đặc biệt là có những giải thích rất tốt ở phương diện chuyển biến hình thức kinh tế. Lúc đó tôi thật sự cảm thấy rất vui, tôi là một giáo sư trường Đảng, tôi cảm thấy bồi dưỡng được một cán bộ trẻ tuổi như vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy kiêu ngạo. Vì điều kiện tiên quyết trong công tác huấn luyện cán bộ chính là nắm lý luận tốt, rèn luyện thực tế thành công và phát triển khỏe mạnh vì thế chỉ có trưởng thành ở phương diện lý luận mới có thể coi là trưởng thành ở phương diện chính trị, chỉ có lý luận kiên định thì mới có thể làm cho tư tưởng chính trị kiên định. Giọng điệu của Trần Hồ Đức thật sự cao vúi, lão dùng một tay cầm bản thảo rồi ném ra trên mặt bàn, trên mặt càng biểu hiện vẻ đau đớn, lão trầm giọng nói. Nhưng tôi thật sự không ngờ, tác phẩm của vị cán bộ trẻ tuổi kia chính là tác phẩm mà trước kia tôi đã mày mò nghiên cứu và đã hoàn thành. Tạm thời tôi không quan tâm đến phương diện vì cán bộ trẻ tuổi kia thông qua cách thức nào để lấy được bài viết của tôi, nhưng hành vi đạo văn cướp thành quả của người khác thật sự làm cho tâm tình của tôi thật sự trầm trọng. Tôi là một người thầy trong trường đảng, tôi không làm tốt công tác dạy bảo học viên, thật sự cũng là lỗi của bản thân. Các đồng chí trẻ tuổi khó thể nào tránh khỏi sai lầm giác ngộ, nhưng phạm vào sai lầm giác ngộ vẫn là đồng chí tốt. Tôi đã từng tiếp xúc chính diện với vị học viên này, nhưng mãi đến bây giờ cậu ta vẫn không tỏ ra ăn năn hối lỗi. Các đồng chí học viên, điều này làm tôi cảm thấy rất đau lòng, vì loại người như vậy sao có thể tiến vào trong ban huấn luyện cán bộ thanh niên thần thánh như thế này? Các anh đều là cán bộ trẻ tuổi, là nhân tài được kỳ vọng sẽ về địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, là những người nhận được sự ký thác và kỳ vọng của tỉnh ủy. Các đồng chí, tôi tuy chưa từng xâm nhập tiếp xúc với vị học viên kia, thế nhưng tôi cũng biết đó là một cán bộ trẻ tuổi vĩ đại cũng có ý nghĩ độc đáo ở phương diện phát triển kinh tế, cũng có năng lực không tệ. Trần Hồ Đức vỗ tay lên bàn thật mạnh, lão biết rõ sau khi mình diễn thuyết xong thì chắc chắn sẽ bị chèn ép trong trường đảng, thế nhưng càng là như vậy thì lão càng phải lên tiếng. Lão không những muốn tranh cho con mình một vị trí thường ủy thị ủy vào đúng thời điểm quan trọng này, hơn nữa còn phải đánh cho tên cán bộ thanh niên kia không còn manh giáp, phải cho đối phương ứng phó không kịp, cũng không còn cơ hội đông sơn tái khởi. Đức hạnh chính là một phương diện cần được xem trọng, Đảng chúng ta luôn yêu cầu cán bộ xem trọng đức hạnh. Đức chính là yêu cầu cán bộ chúng ta cần phải liên tục tăng cường bồi dưỡng tố chất của mình, không những chú trọng bồi dưỡng năng lực, còn phải chú trọng bồi dưỡng đức hạnh. Có tài không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó, thực tế đã chứng minh một số cán bộ có tư tưởng chán trường, đầu tiên là kém lý luận, ngốc nghếch về chính trị, chủ yếu là vì tư tưởng nông cạn. Trần Hồ đức lên tiếng cực kỳ hùng hồn, đao kiếm cực kỳ sắc bén. Thật ra tất cả học viên trong trường đảng đều biết đến sự kiện sao chép kia, nhưng không ngờ Trần Hổ Đức lại đứng trên một trường hợp quan trọng thế này để vạch trần sự việc, vì thế là từng ánh mắt đồng tình nhìn về phía vương tử quân. Bọn họ tất nhiên biết Trần Hổ Đức phê bình ai, khi nghe được những lời bình luận của giám đốc Trần, bọn họ chợt có một ý nghĩ, đó chính là tên cán bộ trẻ tuổi vương tử quân kia đã hoàn toàn xong đời. Trước mặt nhiều người, hơn nữa còn có bí thư tỉnh ủy, Phó bí thư tỉnh ủy kiêm hiệu trưởng trường Đảng, Vương Tử Quân lại bị một vị giáo sư đức cao vọng trọng trong trường Đảng mắng là người có tài không đức, đây thật sự là một đòn mưu sát với tính mạng chính trị của hắn. Vương Tử Quân này xem như xong đời rồi, Thạch Nham Phong thầm mừng rỡ, cho đến nay thì Vương Tử Quân thật sự luôn như một ngọn núi, luôn ép lên người hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy rất có áp lực. Bây giờ nếu sự kiện này kết thúc tốt đẹp thì xem như tất cả áp lực sẽ không còn. Chưa nói đến vấn đề sau này Vương Tử Quân có bị xử phạt hay không, ít nhất sau này thanh danh của hắn sẽ được cả tỉnh biết đến, hơn nữa tất cả cán bộ sẽ biết ở huyện Lô Bắc có một vị chủ tịch huyện có tài mà không có đức, khi đó dù là bất kỳ lãnh đạo nào cũng không dùng một tên chủ tịch huyện như thế này. Thạch Nham Phong nhìn bộ dạng bình tĩnh ung dung của Vương Tử Quân, lúc này hắn đột nhiên sinh ra cảm giác chính mình rất cao quý, sau này hắn sẽ là chim ưng bay xa vạn dặm, còn đối phương sẽ biến thành một tên khốn nạn chỉ có thể ngưỡng mộ mình mà thôi. Ánh mắt đám người Lý Tùng Mai, Hào Nhiếp Quân cũng đều nhìn về phía Vương Tử Quân, trong ánh mắt của bọn họ, ngoại trừ có chút đồng tình thì chỉ có hả hê, dù gì thì bọn họ cũng sẽ không còn một đối thủ cạnh tranh quá mạnh mẽ. Bọn họ ở trong thể chế nhiều năm, ít người sẽ ít tranh chấp hơn, nhiều người sẽ thường sinh ra tai họa ngầm, điều này bọn họ vẫn biết rất rõ ràng. Nếu so sánh với những học viên đang rất hả hê thì Trương Lộ Giai lại cảm thấy mình căng thẳng đến mức lòng bàn tay của vã mồ hôi, dù nàng đã biết phương tử quân có chuẩn bị, nhưng tình huống bây giờ quá kỳ diệu, nàng không thể nào giữ được bình tĩnh. Nàng khó thể nào bình tĩnh cho được, chỉ hy vọng người đàn ông mình yêu không có chút sơ suất nào. Đi nhầm một bước thì sẽ ngã tan xương nát thịt, vào thời điểm quan trọng như thế này, sao Trương Lộ Giai không lo lắng cho người đàn ông của mình được. Lúc này tâm tình của Triệu Tùng Lâm cũng không được yên, hắn lặng lẽ lau mồ hôi chán, thầm hạ quyết tâm, sau lần này nhất định phải xử lý vương tử quân thật sự nghiêm túc. Tuy hôm nay Trần Hổ Đức không chào hỏi mình và tự chủ trương phô bày chuyện xấu ra cho người ngoài, thế nhưng bây giờ lão chỉ có thể xử lý tên khốn vương tử quân đã bị Trần Hổ Đức vạch trần kia mà thôi. Các đồng chí học viên, thời đại mới có phát triển mới, cũng cho ra nhiều khiêu chiến mới và vấn đề mới cho chúng ta. Tôi hy vọng mọi người nên thiết thực và chăm chú học tập, thảo luận dân chủ, tích cực thăm dò, cần phải có bầu không khí cầu thực. Hy vọng mọi người có thể kiềm chế bản thân, tu tài tu đức, quý trọng kỳ ngộ, không ngừng học tập, như vậy tương lai mới có thể giúp đất nước đẩy mạnh phát triển kinh tế. Tất cả cao thấp trong trường đảng chúng ta đều phải quyết tâm, các cán bộ trẻ tuổi cần phải có lòng tin, cần có hiệu quả thực tế, cần tạo ra thành tích để tỉnh ủy và chính quyền thỏa mãn. Trần Hổ Đức nói xong những câu này thì thở vào một hơi nhẹ nhõm. tuy những lời này đều là khách sáo, thế nhưng lại có tác dụng vẽ rồng điểm mắt, khá hiệu quả. Lúc này Trần Hổ Đức đang đứng ở một điểm cao, lão là một giáo sư nổi giận nhưng không tranh chấp, lão hy vọng học viên có thể phát triển, biểu hiện lòng dạ bao la của mình. Tất nhiên học viên sao chép nghiên cứu của lão sẽ chỉ là một thành phần dơ bẩn, một loại giỏi bọ không biết xấu hổ mà thôi. chương 333-3, một là kẻ lỗ máng một là anh hùng. Tiếng vỗ tay sắp vang lên rộn rã, không ít người đưa mắt nhìn giáo sư Trần Hổ Đức, trong ánh mắt có thêm nhiều vẻ kính trọng, bàn tay của hào nhiếp quân càng dơ lên khá cao. Khoảnh khắc này một âm thanh trong trẻo chợt vang lên trong hội trường. Giáo sư Trần, có câu nói trăm sông đổ về một biển, quan điểm giữa người và người cũng có khi giống nhau, căn cứ vào đâu mà ngài nói tôi sao chép bài viết của ngài. Âm thanh này không cao, nhưng trong khoảnh khắc này lại làm cho người ta cảm thấy nó cực kỳ khí phách. Mọi người đang định vỗ tay thì giật mình hạ tay xuống, từng luồng ánh mắt nhìn về phía gương mặt trẻ tuổi kia. Phương tử quân, hắn muốn làm gì? Những người quen biết Phương tử quân đều ngây cả người, bọn họ tuyệt đối không ngờ Vương tử quân sẽ đứng lên vào đúng thời điểm này. Trần Hồ Đức cũng không ngờ Vương Tử Quân sẽ đứng lên công khai phản bác, hơn nữa vào trường hợp trang trọng như thế này. Dù lão biết rõ Vương Tử Quân bị oan, thế nhưng dưới tình huống nhiều người lên tiếng cũng sói mòn vàng mười đối phương cũng không có lực để chống lại mình vì chính lão là chuyên gia được công nhận là một giáo sư đối phương chỉ là một học viên đây chẳng phải là không biết lượng sức à học viên Vương Tử Quân tôi đồng ý với ý kiến của anh anh cũng đừng nói nhiều tôi chỉ hỏi anh một vấn đề hai bài viết ngoài tiêu để không giống nhau ngay cả dấu chấm câu cũng giống hệt nhau giống như được in ra từ cùng một bản vậy xin hỏi cậu cậu giải thích vấn đề này như thế nào Trần Hổ Đức nói đến đây thì khẽ cười. Nếu quả thật đó là trùng hợp, vậy có phải nói là thầy trò chúng ta có tâm linh tương thông hay không? Trần Hổ Đức nói một câu với ý nghĩa mỉa mai, thế là hội trường vang lên những tiếng cười lớn. Thạch Nham Phong là một học viên được chọn, hắn càng cười rộn rã và chuẩn bị tiến lên phát biểu. Nhưng khi tiếng cười vang lên, Vương Tử Quân chợt tiếp tục lên tiếng. Bí thư nhiếp, bí thư lưu, hôm nay tôi vốn không có quyền lên tiếng, nhưng lúc này giáo sư Trần đã chỉ điểm gọi tên tôi, như vậy tôi mong hai vị lãnh đạo cho tôi cơ hội, tôi tin tưởng sự thật sẽ được phân biệt rõ ràng, có thể chứ ạ?" À? Vương Tử Quân nói là thỉnh cầu, thế nhưng hắn nói xong thì nhanh chóng tiến lên đài. Lưu Truyền Thụy nhìn tình huống đang diễn ra, hai hàng lông mày chợt nhíu lại, sau đó lão dùng ánh mắt hung hăng nhìn Triệu Tùng Lâm. Ánh mắt của phó bí thư Lưu rơi vào trong mắt Triệu Tùng Lâm, điều này làm cho hai hàng chân mày Triệu Tùng Lâm vo thành một khối nhiếp hạ quân nhìn vương tử quân đi lên đài trong lòng thầm nghĩ người thanh niên kia hoặc là lỗ mãng hoặc thật sự là một anh hùng chỉ cần nhìn vào dũng khí của người thanh niên kia có thể thấy đó là một nhân vật không đơn giản đối phương làm như vậy thật sự là ép mình chẳng lẽ lúc này mình có thể mở miệng không cho đối phương tranh luận nếu như thật sự là như vậy sau này mình sao có thể lãnh đạo tỉnh sơn nam bảo thủ không chịu tiếp nhận lời phản bác của người khác những lời bình như vậy sẽ rơi lên đầu mình nếu cho đối phương một cơ hội thì sao? Tất nhiên sẽ là ái tài, tiếc tài, cho nhân tài thể hiện mà không quá chú trọng khuôn mẫu. Trong đầu nhanh chóng sinh ra những ý nghĩ như vậy, Nhiếp Hà Quân chợt cho ra quyết định chỉ sau nháy mắt, hắn cười cười với các đồng chí bên dưới. "Thưa các đồng chí, vị học viên này đã muốn nói ra suy nghĩ của mình, vậy chúng ta cũng nên cho cậu ấy cơ hội. Mọi người đều có ý tưởng của mình, đều có cách thức phát triển kinh tế rất riêng." Tuy tôi cảm thấy tình huống hai bài viết giống nhau cả ở những dấu chấm câu là rất khó xảy ra, thế nhưng chúng ta cũng không thể loại bỏ khả năng sự việc này phát sinh. Lời nói của bí thư tỉnh ủy làm cho hội trường yên tĩnh trở lại, Triệu Tùng Lâm đang định lên tiếng quát vương tử quân cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí của mình, lão thầm cầu nguyện, chỉ mong sao vương tử quân này sẽ không làm ra thiêu thân. Vương tử quân ngẩng đầu đi đến bên cạnh đài chủ tịch, hắn cười cười nhìn thoáng qua bên dưới, sau đó khẽ nói. Thưa các vị lãnh đạo, thưa các vị học viên, tôi là Vương Tử Quân, tôi đến từ huyện Lô Bắc. Dù bản thân tôi cảm thấy rất tiếc nuối với sự việc như vậy, nhưng tôi cảm thấy thông qua sự kiện lần này có thể quảng cáo cho huyện Lô Bắc chúng tôi, vì thế chút uất ức của mình cũng là đáng giá. Vương Tử Quân vừa lên đài đã nói ra một câu chọc cười đánh trống lãng như vậy, thế là bầu không khí chợt hòa hoãn đi rất nhiều. Dù có một đại nhân vật như nhiếp Hà quân tỏa chấn hội nghị, thế nhưng trên đài chủ tịch vẫn vang lên vài tiếng cười đầy thiện ý. Trần Hồ Đức lúc này ngồi bên dưới đài chủ tịch, dù lão thật sự cảm thấy có chút kinh ngạc vì vương tử quân đám xuất hiện trước mắt mình và bao người, nhưng trong lòng cũng không lo lắng gì. Lão tin tưởng vào uy vọng của mình, cho dù vương tử quân có lấy ra bản thảo gì, có làm gì được. Chỉ cần mình nói một lời, những thứ kia cũng không tính là gì, không thể làm gì hơn. Dùng quyền uy của mình ở trong giới học giả kinh tế toàn tỉnh, vương tử quân không biết trời cao đất rộng kia muốn lật ngược thế cơ là tuyệt đối không thể. Lão Bình Thản nhìn Vương Tử Quân, trong lòng mang theo nụ cười có vài phần khinh thường. "Giáo sư Trần, tôi thật sự kính ngưỡng đại danh của ngài đã lâu, bản thân cũng rất kính trọng ngài. Vì vậy đối với lời đồn tôi sao chép nghiên cứu của ngài, tôi cảm thấy cần phải làm sáng tỏ một chút, như vậy mới có thể giải tỏa thắc mắc và vướng bận trong lòng ngài." Vương Tử Quân khẽ cười với Trần Hồ Đức, biểu hiện đầy đủ sự tôn trọng của một học viên với giáo sư. Trần Hồ Đức dùng giọng nghiêm túc nói: cậu trẻ tuổi và có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi, càng phải làm việc và học tập đến nơi đến chốn, đi một bước sẽ để lại vết chân, cũng không nên quá chú trọng cái trước mắt, tôi hy vọng cậu nhớ kỹ lời tôi, quá chú trọng thì sẽ không đạt được. Trần Hồ Đức cố gắng tỏ ra ra thứ, giống như một giáo sư tham sống đang rất sốt ruột, thật sự thân thiện với học sinh của mình. Trần Hồ Đức là một lão già thành tinh, tất nhiên lão biết rõ, lúc này mình càng tỏ ra quan tâm đến Vương Tử Quân, như vậy sẽ càng làm nổi bật phẩm chất đạo đức yếu kém của Vương Tử Quân, trong khi đó thanh danh của mình sẽ ngày càng tăng tiến. Vương Tử Quân thật sự rất hiểu tâm tư này của Trần Hổ Đức, tuy hiểu nhưng trong lòng đã sớm có kế hoạch, hắn cố gắng làm ra vẻ thầm cười lạnh, sau đó cười với Trần Hổ Đức rồi nghiêm trang nói. Cảm ơn giáo sư Trần, tôi nhất định sẽ ghi khắc lời dạy bảo của ngài. Giáo sư Trần, những ngày này tôi không chỉ một lần nghe người ta đồn đãi, ngài nói bài viết xúc tiến phát triển kinh tế, càng cần phải thay đổi phương thức tăng trưởng kinh tế là sao chép của mình. Dù rất nhiều người nói với tôi, thế nhưng tôi vẫn không chịu tin, cảm thấy những lời nói hoang đường kia là không đáng tin, cho nên mãi mà chưa giải thích với ngài. Hôm nay nghe thấy ngài lên tiếng ở trường hợp chính thức thế này, vì vậy mà tôi thật sự sinh ra cảm giác ngồi không yên. Giọng điệu của Vương Tử Quân vẫn rất bình thản, giống như đang nói ra những uất ức của mình. Chương 334, 12 tôi không muốn bị dội nước bẩn vào người. Trần Hồ Đức dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Tử Quân, lão không nói gì, lão biết thái độ của mình vào lúc này cũng đủ để gây ra áp lực làm cho tên thanh niên kia kinh sợ. Ngài vừa nói hai bài viết ngoài tựa đề không giống nhau thì tất cả đều tương đồng, trước kia tôi cũng cho rằng quan điểm này là như vậy, thế nhưng bây giờ tôi lại không cho rằng nó là như vậy. Tôi đã nghĩ kỹ, bài viết là chính bản thân tôi ghi ra, giáo sư Trần nào có khả năng sao chép bài viết của tôi. Vì vậy tôi cũng thầm nghĩ, Chẳng lẽ trên đời này lại có hai bài viết giống hệt nhau? Vương Tử Quân nhún vai với vẻ mặt bất đắc dĩ, bộ dạng lại cực kỳ thoải mái và tự nhiên. Học viên Vương Tử Quân, tôi là giáo sư trường đảng, tôi luôn cho anh cơ hội nhưng anh không thừa nhận, kiểu người như anh càng ở trên địa vị cao thì càng nguy hiểm, vì chỉ biết giữ khư khư khuyết điểm của bản thân, đây không phải là bảo thủ, cực kỳ tự kỷ sao? Trần Hồ Đức nghe được những lời trêu chọc trong lời giải thích của Vương Tử Quân, thế là trong lòng cảm thấy có chút hèn mọn. Lão còn tưởng rằng Vương Tử Quân sẽ có thứ gì đó để chứng minh bài viết là của mình, bây giờ xem ra cũng không có gì hơn. Giáo sư Trần, phương pháp biện chứng nói cho chúng ta biết thế sự không có gì là tuyệt đối, ngài tuy là chuyên gia kinh tế, thế nhưng cũng không đến mức không biết phương pháp biện chứng chứ. Lúc này Vương Tử Quân cũng không khách khí khi hắn đặt ra câu hỏi như vậy thì căn bản không chờ Trần Hổ Đức trả lời, tiếp tục lên tiếng. "Giáo sư Trần, ngài nói bài viết ngày trước của ngài giống hệt như bài viết của tôi, như vậy tôi xin hỏi ngài, bài viết của ngài đã hoàn thành chưa?" "Đã hoàn thành chưa?" Vương Tử Quân hỏi ra như vậy làm cho Trần Hổ Đức cảm thấy có chút xấu hổ, lão thật sự sinh ra cảm giác không kịp trở tay, trong lòng chợt run lên. Nhưng lão run cũng chỉ vì chút cảm giác bất an khi chính mình vu oan cho kẻ khác lão là giáo sư kinh tế lão đã nghiên cứu về bài viết kia thế cho nên lúc này mới dám khẳng định nó là của mình tất nhiên cũng đã khống chế nội dung của nó một cách cực kỳ tự nhiên đây là thời điểm cần cứng miệng trần hổ đức lúc này chợt sinh ra ý nghĩ mới lão cười nhạt một tiếng nói tôi đã viết xong nó từ hai tháng trước sao lại còn chưa xong bốp 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 vương tử quân khẽ vỗ tay hắn giống như thở dài một hơi nói như vậy thì tốt quá Giáo sư Trần, tôi có thể chứng minh sự trong sạch của tôi, vì bài viết của tôi khi đó vẫn còn chưa xong. Học viên Vương Tử Quân, vốn tôi không nên đứng trước mặt các vị lãnh đạo và học viên để nói về cậu như vậy, nhưng tôi là một giáo sư, tôi không thể không cho cậu một lời khuyên, một lời cảnh báo, trước khi làm quan phải học cách làm người, phải làm một người đường đường chính chính, ngửa đầu lên không hổ thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với đất, chỉ như vậy cậu mới có thể tiếp tục đi xa trên con đường nhân sinh cậu cho rằng chỉ cần dựa vào vài câu nói bâng quơ của mình, có thể che đậy được tất cả những sai lầm của mình sao? Trần Hồ Đức căn bản không nổi giận với những lời nói của Vương Tử Quân, ngược lại càng dùng ngôn từ chính đáng để lên tiếng, vì lão thấy đối phương lúc này thật sự đang tự tìm đường chết. Bài viết đó không phải quá tốt rồi sao? Căn bản là một bài hoàn chỉnh, nếu như anh tiếp tục vẽ rắn thêm chân, thật sự là đắp phải thô lên mặt gấm, làm thừa mà thôi. Trần Hồ Đức lên tiếng như vậy thật sự làm cho không ít người sinh ra đồng tình và than thở, một vị giáo sư có quan hệ tốt với lão càng giận dữ nói. Nhân tâm đúng là không ra gì, vị cán bộ trẻ tuổi này thật sự nên giáo dục lại. Đúng vậy, thật sự khó thể kiên nhẫn như giáo sư Trần, đã bị ép đến mức như vậy vẫn không chịu làm tổn thương lòng tự tôn của học viên. Theo tôi thấy vương tử quân này không cần tiếp tục học tập ở trường đảng, miếu của chúng ta quá nhỏ, không thể chứa một vị đại thần lớn như vậy đủ loại âm thanh nghị luận vang lên bên tai trương lộ dai, nàng lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông mình yêu mến, hai bàn tay thon dài siết chặt vào nhau, căng thẳng đến mức toàn thân vã đầy mồ hôi. Giáo sư Trần, nếu ngài không chịu tin tưởng những lời tôi vừa nói, như vậy tôi cũng chỉ có thể xin chiếm dụng chút thời gian tôn quý của mọi người, tôi sẽ thuật lại bản thảo mà mình vừa làm xong với ngài, tôi tin thông qua những lời tự thuật của tôi. Ngài nhất định sẽ đoán ra được hai chúng ta chỉ thuần túy là trùng hợp quan điểm mà thôi. Vương Tử Quân nói, sau đó hắn đi đến bục giảng mà không quan tâm đến Trần Hổ Đức, sau đó trầm giọng nói. "Vài ngày trước ban huấn luyện có yêu cầu làm bài luận văn, vì thế tôi cho ra vài ý kiến dựa trên lý luận thô thiển của mình đối với phương diện phát triển kinh tế. Lúc đó tôi thật sự nghĩ rất nhiều vấn đề, thế nhưng giảng viên thúc nộp bài sớm, vì vậy tôi phải đưa lên một phần bài viết, không ngờ làm cho giáo sư Trần Sinh ra hiểu lầm. Vì làm sáng tỏ hiểu lầm này, cũng làm cho mọi người hiểu về hiện tượng vì sao hai bài viết giống hệt nhau cả những dấu chấm phẩy. Tôi có thể thuật lại một lượt bài viết chỉnh thể của mình, kính xin các vị cho ý kiến. Xúc tiến phát triển kinh tế càng cần phải xúc tiến thay đổi phương thức tăng trưởng kinh tế. Trong bài viết của tôi chỉ nói về một cách thay đổi từ khoán canh tác sang thâm canh, thực tế đây chỉ là một luận điểm nhỏ. Tôi cho rằng trong quá trình tăng trưởng kinh tế còn phải có các thay đổi sau, thay đổi kết cấu về hướng cân đối hơn, thay đổi hình thái đầu tư, hướng về phía đầu tư kỹ thuật nhiều hơn, hai sản nghiệp công nghiệp và kiến trúc cần có sự phối hợp chặt chẽ và hợp lý hơn, thay đổi tư tưởng xem nhẹ chuyển hoàn cảnh sang coi trọng hoàn cảnh. Thúc đẩy xây dựng hoàn cảnh tốt. Khi một loạt những thay đổi được Vương Tử Quân nói ra, vẻ mặt nhiếp hạ quân vốn đang cực kỳ hứng thú nhìn Vương Tử Quân và Trần Hổ Đức giải thích sự việc cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, tay đang cầm bút chợt khẽ động, liên tục ghi chép. Phát triển kinh tế vào thời đại mới, đây chính là một yêu cầu cao đối với chúng ta, Tôi cảm thấy tuy có nhiều nhân tố kìm hãm sự phát triển của kinh tế nhưng quan trọng nhất vẫn là tư tưởng và quan niệm, đặc biệt là tư duy quá lạc hậu. Vì thế tôi cảm thấy chỉ có thể thay đổi những phương diện này, như vậy mới có thể làm cho kinh tế của chúng ta phát triển một cách mạnh mẽ và khỏe mạnh. Vương Tử Quân càng nói càng lớn tiếng, âm thanh cao vút. Hắn vốn đã viết xong bản thảo, thế nhưng lúc này giống như đã hoàn toàn quên nội dung của bản thảo, tất cả giống như xuất hiện rõ ràng trong lòng mọi thứ giống như một dòng nước liên tục đổ ra tư trong miệng, lời lẽ cực kỳ khí phách, cực kỳ hùng hồn. Đám học viên lúc vừa rồi còn có ý nghĩ ngồi trên núi xem hổ đấu, đứng trên cầu nhìn nước chảy, bây giờ cả đám ngồi nghiêm chỉnh nghe những lời diễn thuyết của Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân liên tục cho ra những lời phân tích, càng ngày càng có thêm nhiều học viên cầm bút hí hoáy. Phát triển kinh tế không nên bỏ ra cái giá là hy sinh hoàn cảnh, chúng ta muốn có tiền và cũng phải làm cho núi vẫn xanh sông vẫn sạch, Thế cho nên chỉ có thể kiên trì phương án thay đổi phương pháp phát triển, như vậy mới có thể tiết kiệm tài nguyên, bảo đảm hoàn cảnh, có thể duy trì trạng thái phát triển liên tục và lâu dài. Nụ cười lạnh trên khóe miệng Trần Hổ Đức đã biến mất, cánh tay lão đang khẽ run lên, lão cảm thấy một áp lực vô hình kéo về phía mình. Những quan điểm mà Vương Tử Quân vừa nói ra vốn không phải là vá vải thô lên mặt gấm, thật sự càng thêm sâu sắc và rõ ràng hơn so với bài viết trước đó. Với tri thức của một giáo sư kinh tế học, Trần Hổ Đức nào không cảm giác được đó mới là một bài viết hoàn thiện. Hơn nữa còn là một bài viết hoàn mỹ. Lão nghĩ đến những lời nói tràn đầy căm phẫn của mình với Vương Tử Quân vào lúc vừa rồi, lão cảm thấy một ngọn lửa bùng lên trong lòng, làm cho tâm thần của lão rơi vào trong hoảng loạn. Trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế, chúng ta cần chú trọng thay đổi phương thức vừa cố gắng tiết kiệm tài nguyên, bảo đảm hoàn cảnh xã hội. Khi Vương Tử Quân nói ra những lời cuối cùng, cả hội trường lặng ngắt như tờ, dù là nhiếp hạ quân, lưu truyền thụy ở trên đài hay đám giáo sư học viên bên dưới đều dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn. Tuy cách hành văn còn chưa tuyệt đối, còn phải làm cho người ta xem xét lại, nhưng nội dung của nó lại khắc sâu vào trong lòng con người, làm cho người ta phải suy nghĩ về những thứ sâu sắc của nó. Đây mới là một bài viết đầy đủ. Hầu như lúc này ai cũng cho ra ý nghĩ như vậy, vì những luận điểm kia thật sự vượt qua thử thách, đám người dưới đài không nói gì, nhưng ai cũng dùng ánh mắt kính nể nhìn Vương Tử Quân. Bốp, bốp, bốp. Những tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, người bắt đầu là bí thư nhiếp hạ quân, ngay sau đó cả phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tình cảnh ủng hộ rầm rộ vào lúc này thật sự là lời khẳng định tốt nhất đối với bài diễn thuyết của Vương Tử Quân lúc vừa rồi. Trương lộ dai liều mạng vỗ hai bàn tay nhỏ của mình, trong hai trong mắt chứa đầy cảm động, càng có rất nhiều hơi nước, nàng thật sự trầm trồ khen ngợi người đàn ông của mình thắng lợi, hắn đã thắng rồi, trương lộ dài biết rõ dù hắn không tranh luận nhưng sự thật chứng minh một sự kiện, đó chính là sự việc sao chép kia căn bản chỉ là một khiêu khích vô lý với hắn mà thôi. Dưới tiếng vỗ tay nhiệt liệt vào lúc này, quyền uy của Trần Hổ Đức, những lời vụ oan hãm hại của Trần Hổ Đức, những lời nói của Trần Hổ Đức đã trở nên cực kỳ ngây thơ và buồn cười. Vừa rồi Vương Tử Quân đã thật sự dùng một sự thật để chứng minh với tất cả mọi người sự kiện sao chép chỉ là những lời nói vô căn cứ mà thôi vài phút sau tiếng vỗ tay mới dừng lại vương tử quân nhìn từng luồng ánh mắt nhìn về phía mình hắn nở nụ cười khiêm tốn sau đó dùng giọng chân thành nói thế sự không có gì là tuyệt đối tôi cảm thấy rất vinh hạnh vì bài viết của mình giống hệt như nghiên cứu của giáo sư trần sau này kính mong giáo sư trần chỉ giáo nhiều hơn tôi hy vọng mình có thể tiếp tục ở lại trong môi trường học tập tốt ở trường đảng sẽ liên tục đề cao trình độ lý luận và năng lực của mình. Tất cả những mũi nhọn vừa lộ ra đã bị mài đi, vương tử quân cúi người với Trần Hổ Đức, sau đó hắn đi xuống đài. Hắn đi rất nhẹ nhàng, rất tiêu sái, thậm chí cũng không nhìn lại Trần Hổ Đức. Biết đâu người khác sẽ chỉ nhìn vương tử quân mà không cho ra ý nghĩ gì khác, thế nhưng Trần Hổ Đức là người trong cuộc, lão có thể cảm nhận được một vương tử quân không kiêu ngạo như vậy chính là đang nói với mình, những trò mèo của ông chẳng đáng là gì, còn nói tôi sao chép của ông, tôi căn bản không thèm khinh thường. Người ta thật sự là coi thường chính mình, Trần Hổ Đức chợt cảm nhận được điều này, khi cảm giác đó càng dâng lên cao thì những tình huống xảy ra trong vài ngày qua giống như đoạn phim chiếu lại trong lòng lão. Lão cảm thấy đau lòng vì mình đã bất chấp tất cả để vu oan người ta, nhưng sau đó lại thầm nghĩ đến câu nói người không vì mình trời chu đất diệt, cuộc sống là như vậy, mạnh được yếu thua. Trần Hổ Đức nghĩ đến những câu nói kia để an ủi cho mình, lão chợt cảm thấy mình quá buồn cười, đến bây giờ lão mới hiểu cái gì mới thật sự gọi là cường giả. Đối phương trầm mặc ít nói căn bản không phải là bó tay chịu chói, mà đối phương đang nắm quân bài thắng lợi trong tay, chỉ chờ đợi màn kịch mà chính mình bày ra, xem đó như trò hề mà thôi. Đây thật sự là một vở hài kịch, chính mình chỉ là nhãi nhép tôm tép, một kẻ ngốc biểu diễn đứng trước mặt bí thư tỉnh ủy, trước toàn thể cán bộ học viên trong trường đảng, nhưng cuối cùng màn biểu diễn cũng bị vạch trần là một vở hài kịch bị mọi người thoái mạ vô tình trần hổ đức cảm thấy mình giống như lọt vào một đầm lầy khắp nơi đều nguy hiểm mà chính mình như bị quấn vào một cuộc chiến kỳ dị trận chiến này không thuốc súng không tiếng pháo nhưng chính mình lại thất bại cực kỳ thảm hại nhiếp hà quân nhìn gương mặt đầy nghiền ngẫm nhìn vương tử quân lão vốn xem hành trình lần này như một hoạt động kiểm tra thị sát theo thông lệ mà thôi lại không ngờ mình đến trường đảng và được chứng kiến một vở kịch hay như thế nhưng nếu so sánh với tâm tư vui vẻ vì được xem kịch hay, lão càng chú trọng bài diễn thuyết vừa rồi hơn. Những lời diễn thuyết của Vương Tử Quân thật sự đề cập đến rất nhiều quan điểm với giọng điệu cực kỳ sắc bén, hơn nữa mỗi câu đều giống như nói vào trong lòng mình. Lão là một bí thư tỉnh ủy, có rất nhiều vấn đề và rất nhiều phương hướng giải quyết tập trung trong lòng, cũng suy tư rất nhiều về các vấn đề mà tỉnh Sơn Nam gặp phải trong lúc đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhưng lại thật sự chưa thể cho ra một hệ thống cho rõ ràng. Nhưng bây giờ nghe những lời lý luận của Vương Tử Quân, Hào Nhiếp Quân giống như sinh ra cảm giác đã hiểu rõ vấn đề. Trong lòng lão trước đó giống như có nhiều mảnh vỡ của một khối chân châu, bây giờ tất cả đã được sâu chuỗi lại biến thành một chỉnh thể cực kỳ đẹp đẽ. Nhiếp Hà Quân đã sớm có ấn tượng với cái tên Vương Tử Quân, ngày trước lại càng thừa nhận và tán thưởng về phương pháp chuyển đổi từ khoán canh tác sang thâm canh. Nhưng lão thật sự không ngờ tên cán bộ thanh niên kia không phải chỉ có chút kiến thức như vậy, thật sự không giống người thường, rất có trình độ. chuyến đi này không tệ, thật sự không tệ. Nhiếp Hà Quân thầm cảm khái, sau đó ánh mắt rơi lên người Trần Hồ Đức. lúc này lão đã biết rõ ràng rất cả, vị giáo sư kia đang dở trò trước mặt bao người. lão nghĩ đến hành vi thấp kém này lại xuất hiện trong trường đảng, thế là càng tỏ ra cực kỳ tức giận. đây là nơi làm tấm gương sáng cho các cán bộ học viên, thế mà lại phát sinh ra hành vi thấp kém như thế, may mà Vương Tử Quân có thủ đoạn tiến lên phản kích. Nếu không phải như vậy thì chẳng phải tương lai của một cán bộ trẻ tuổi có năng lực sẽ bị hủy hoại. Khi Nhiếp Hà Quân nhíu mày thì Lưu Truyền Thụy là hiệu trưởng trường đảng càng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Triệu Tùng Lâm, tuy chức danh hiệu trưởng trường đảng chỉ là kiêm nhiệm, nhưng xảy ra sự kiện thế này thì lão cũng rất mất mặt. Giáo sư trường đảng đều là những nhân vật ưu tú, đức cao vọng trọng, nhưng bây giờ lại xuất hiện tình huống sao chép bài viết của người ta, lại còn đứng ra trả đũa. Nếu sự việc này truyền ra ngoài, sẽ là trò cười lớn nhưng lưu truyền thủy có thể áp chế sự việc này được sao? Có bí thư nhiếp ở chỗ này, lại nghĩ đến những lời nói vừa rồi của Vương Tử Quân, đừng nói là bí thư nhiếp, ngay cả người bình thường cũng thấy rõ vấn đề. Nếu bí thư nhiếp có ý kiến với công tác của trường đảng, như vậy chính mình dù không bị mắng thì cũng rất mất mặt. Hơn nữa bây giờ trong hội trường có quá nhiều người, đại đa số là cán bộ đến từ các thành phố trong tỉnh, tin chắc không bao lâu nữa chuyện này sẽ phát tán khắp tỉnh như bồ công anh bay trong gió. Lưu Truyền Thụy nghĩ đến hậu quả mà vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo, đồng thời trong lòng càng thêm quyết định, cần phải sửa trị lại bầu không khí trường đảng, còn tên Trần Hổ Đức kia, không nên buông tha cho loại người này. Nếu so sánh với ý nghĩ của các vị lãnh đạo, lúc này đám học viên đang lặng ngắt như tờ cũng có ý nghĩ của riêng mình. Ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đi từ trên đài chủ tịch xuống dưới, trong mắt là cái nhìn khó thể tin. Chương 335, chỗ nào có mỹ nữ cũng là thiên đường. Tất cả mọi người thật sự ngây ngốc vì hành động lần này của Vương Tử Quân, người này có thể ra tay chấp nhoáng trong lúc tình thế đang rằng co, hơn nữa còn tát một vị giáo sư chuyên gia đầy quyền uy như Trần Hổ Đức phải ngã xuống đất. Điều này thật sự làm cho thanh danh và uy tín tốt đẹp của giáo sư Trần trong nhiều năm qua biến mất sạch sẽ. Không ngờ lại là vụ oan hãm hại, các học viên hiểu rõ chân tướng và chợt sinh ra cảm giác cùng chung mối thù, dù sau này bọn họ còn có thể phải tranh chấp trên con đường làm quan, thế nhưng bây giờ bọn họ đều là học viên trường đảng, VB. Tất nhiên sẽ sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên. Ngay cả dấu chấm câu cũng giống y hệt, đúng là quá buồn cười, đó chỉ là một phần của người ta mà thôi. Một giọng nói mang theo vài phần cười nhạo chợt vang lên, sau đó bên dưới đài chủ tịch vang lên đủ mọi lời nghị luận, lại có những tiếng cười cực kỳ đè nén. Tiếng cười kia giống như một cây diêm ném vào đống dầu hỏa, cảm xúc trong phòng bị thiêu đốt, thế là những chàng cười lớn vang lên không dứt. Hầu như tất cả giáo sư trường đảng đều cúi đầu, dù sự việc không liên quan đến bọn họ, thế nhưng bọn họ là đồng sự của Trần Hổ Đức, bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ mất mặt. Khi tiếng cười vang lên rộn rã thì hội trường càng thêm rối loạn, Triệu Tùng Lâm lúc này gấp gáp đến mức đầu chảy đầy mồ hôi, nếu như sớm biết sẽ có kết quả như vậy, lão thả chết cũng không cho Trần Hổ Đức lên tiếng phát biểu. Đồng chí Vương Tử Quân đã nói rõ ràng rồi, thế sự không có gì tuyệt đối, kinh nghiệm của cậu ấy đã cho chúng ta một bài học sinh động các đồng chí, bài học này thật sự rất sâu sắc, nó yêu cầu chúng ta sau này công tác nên có thái độ cụ thể đối với các vấn đề, không thể cứ nghe theo một hướng, cần phải có sự kiểm tra đối chiếu, chứng thực rõ ràng. Giọng điệu của nhiếp hạ quân không cao, thế nhưng khi lão mở miệng thì phòng họp chợt yên tĩnh trở lại. Đám học viên lúc này không sợ giảng viên trường đảng, thế nhưng đứng trước mặt bí thư tỉnh ủy, bọn họ tuyệt đối chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Bí thư tỉnh ủy đã mở miệng, Bọn họ nào dám có chút âm thanh ồn ào. Nếu để Bí thư Nhiếp Hạ Quân điểm danh, như vậy chỉ sợ tương lai của bọn họ sẽ bị chôn vùi dưới vực thẳm. Trên mặt Nhiếp Hạ Quân là nụ cười nhạt, thật sự giống như bản thân rất vui vẻ vì xuất hiện sự kiện chân lý khó thể phân biệt rõ như lúc này. Sau khi nói vài lời khẳng định với bài viết của Vương Tử Quân, lão nhanh chóng chuyển chủ đề sang phương diện công tác. Lão yêu cầu tất cả giáo sư giảng viên của trường đảng phải lấy đó làm tấm gương sau này dù làm gì cũng phải thật sự cầu thị, chỉ như vậy mới có thể làm tốt công tác dạy và học, mới có thể góp sức cho quá trình thúc đẩy kinh tế tỉnh Sơn Nam tiến lên. Vương tử quân ngồi ở vị trí của mình, hắn đưa mắt nhìn bí thư nhiếp hạ quân chỉ mất khoảnh khắc đã có thể khống chế thế cục, thế là trong lòng không khỏi bội phục. Có thể nhanh chóng phân tích và cho ra phán đoán chính xác, cũng có thể thuận đà đẩy sự việc tiếp tục đi theo hướng có lợi, nhiếp hạ quân không hỗ danh là đại tướng chấp trưởng một phương, thủ đoạn của mình so với lão thật sự có tranh lệch quá lớn. Vương tử quân sống lại, hắn dù biết được nhiều thứ nhưng nó cũng không có nghĩa rằng mình sẽ là một người hùng mạnh. Đường học vấn kéo dài vô tận, dù sống đến già cũng vẫn phải học, còn có rất nhiều thứ cần phải học tập, ví dụ như bí thư nhiếp ở trước mắt, còn có rất nhiều phương diện mà chính hắn cũng khó thể nào với tới. Nhìn từ góc độ của nhiếp hạ quân, rõ ràng là lão rất tức giận vì sự việc xấu xa lần này, nhưng lúc này lão lại không thể không cho ra lựa chọn khác. Lão là bí thư tỉnh ủy, lão không thể tùy ý để cho trường đảng tỉnh ủy phát sinh những sự kiện ác liệt như vậy, thế cho nên mới có vài lời áp chế, dù sự việc gì xảy ra thì mọi người đều đã biết, thế nhưng càng là như vậy thì càng phải áp chế cho đúng cách. Sau khi nhiếp hạ quân nói ra vài lời yêu cầu với cán bộ trẻ, sau đó lão quyết đoán kết thúc cuộc nói chuyện. Từng chàng vỗ tay vang lên trong phòng hội nghị, tất cả giống như khôi phục lại bình thường chỉ sau nháy mắt nhưng tất nhiên cũng không ai quên Trần Hổ Đức vẫn còn đang đứng trên đài chủ tịch, khi nhiếp Hà quân đang lên tiếng, có không ít người lén đưa mắt nhìn Trần Hổ Đức, giống như nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ quý hiếm. Đi, lên đưa giáo sư Trần xuống. Triệu Tùng Lâm nhìn Trần Hổ Đức đứng trên đài. Lão nhíu mày rồi lên tiếng phân phó với hai vị giảng viên trường đảng đứng cách đó không xa. Hai vị giảng viên kia biết tâm tình của phó hiệu trưởng thường vụ không tốt đẹp gì cho lắm, thế là nhanh chóng đi về phía Trần Hổ Đức hai người đi về phía trần hổ đức bọn họ chuẩn bị đỡ giáo sư trần đi xuống bên dưới nhưng cơ thể đứng yên bất động của trần hổ đức lại đột nhiên ngã xuống đổ ập về phía một tên cán bộ trẻ tuổi người này thật sự không ngờ trần hổ đức sẽ ngã xuống dù sao cũng thiếu kinh nghiệm trong những trường hợp thế này hắn chợt ngây người cơ thể chợt thả lỏng theo bản năng khoảnh khắc thả lỏng của hắn cũng đủ cho cơ thể trần hổ đức đổ ập xuống đất ầm uhm, không được bất kỳ người nào đỡ lại Trần Hồ Đức ngã xuống đất ngay trên đài chủ tịch. Trần Hồ Đức ngã xuống làm cho phòng hội nghị lại rối loạn. May mà xe cứu thương đến rất nhanh, vài phút sau xe đã đưa giám đốc Trần đi đến bệnh viện. Sự kiện Trần Hồ Đức ngã xuống thật sự giống như con lạc đã ăn cây cỏ cuối cùng. Bí thư tỉnh ủy nhiếp nói ra vài lời yêu cầu với lãnh đạo trường đảng, sau đó vội vàng kết thúc quá trình kiểm tra giám sát của mình. Nhưng khi lão rời đi lại làm cho cả trường đảng giống như bị mây đen bao phủ. Đặc biệt là phó hiệu trưởng thường vụ Triệu Tùng Lâm, vẻ mặt lão càng giống như có thể vặn ra nước. Các vị cán bộ lớn nhỏ đều đi ra khỏi phòng họp, Thạch Nham Phong nắm chặt bản thảo trong tay, trong lòng cực kỳ thất vọng. Vì chuẩn bị cho sự kiện lần này, hắn thật sự làm theo những gì đám học viên danh mãnh chỉ dạy, đó là những ngày qua không thân cận với vợ, hơn nữa còn làm tốt tất cả công tác chuẩn bị, chỉ chờ đến lúc mình đột nhiên nổi tiếng, để lại ấn tượng sâu sắc cho bí thư tỉnh ủy không ngờ Thạch Nham Phong còn chưa nói thì bí thư nhiếp đã đi rồi, lúc này sân khấu thuộc về hắn vẫn ở ngay trước mắt, nhưng không còn khán giả, hắn nào có thể làm được gì. Cảm giác cực kỳ thất lạc làm cho Thạch Nham Phong thất hồn lạc phách, hắn theo đám người đi ra khỏi phòng họp, ánh sáng mặt trời trói mắt làm cho hắn tỉnh táo hơn khá nhiều. Hắn khẽ đảo mắt, một bóng người hiện ra trong mắt hắn, hắn thấy đối phương đi như đầu đám người, cơ thể được ánh mặt trời chiếu dọi giống như bùng sáng. Hắn chợt cảm thấy có chút rung động, một cảm giác huệ oải lan tràn khắp đáy lòng. Chẳng lẽ mình viễn viễn không bao giờ đuổi kịp đối phương? Ý nghĩ này xuất hiện trong lòng, tâm tình của Thạch Nham Phong càng thêm ảm đạm, trong lòng không khỏi hiện lên nội dung bài diễn văn của mình. Năm ngàn năm, dòng hoàng hà cuồn cuộn đã mang theo không biết bao anh hùng. Tình huống lúc này làm hắn sinh ra một ý nghĩ khác lạ, mình giống như một anh hùng bị nước hoàng hà đưa đi, giống như một con chim khổng tước cô độc, dù cao lớn nhưng không được đưa ra sân khấu cho người ta thưởng thức, Biệt thự của La Sương Hào tọa lạc ở phía tây bắc thành phố Sơn Viên, ở trong một khu biệt thự cũng không quá nổi bật nhưng những gì trang hoàng bên trong lại làm cho người ta sinh ra cảm giác khó thể theo kịp. Vì chỗ này rời xa nội thành, thế cho nên chỗ này cũng là một nơi trú lạc của La Sương Hào. Những nơi có gái đẹp đều là thiên đường, lúc này bên người La Sương Hào có một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Nếu như là những người thường xuyên chú ý đến lĩnh vực giải trí thì sẽ phát hiện ra một vấn đề, chính là cô gái này từng xuất hiện trong một bộ phim nào đó. Trong không khí tràn ngập mùi hương rượu mạnh làm say lòng người, nếu so sánh với cô ngôi sao xinh đẹp đang thẹn thùng ngồi bên cạnh thì La Sương Hào càng coi trọng Dương Quân Tài ở phía bên kia hơn. Lúc này Dương Quân Tài cũng không độc thân, bên cạnh hắn cũng có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Dựa vào lời giới thiệu của La Sương Hào thì cô gái này chính là em họ của cô ngôi sao ở bên cạnh mình. So sánh với cô chị ngôi sao thì cô em ngoài việc không có vầng hào quang của ngôi sao thì lại càng tinh khiết hơn vài phần. Lúc này cô gái kia đang rót rượu cho Dương Quân Tài, sau khi cô nàng uống vào một ly thì giống như có chút choáng váng, loại cảm giác choáng váng này càng làm cho nàng lớn gan hơn, không khỏi dùng ánh mắt nóng hừng hực nhìn Dương Quân Tài. Dưới ánh mắt thiêu đốt của nàng, Dương Quân Tài thật sự không kìm lòng được, hắn kéo tay cô gái ngồi sát lại bên mình. Hai mắt cô gái chợt có chút kinh hoàng như nai con sau đó nàng thuận thế ngồi xuống sát bên dương quân tài bộ dạng thật sự làm cho người ta cảm thấy yêu thương không thôi la sương hào lúc này cảm thấy có chút hối hận sớm biết em họ của nhã hinh lại xinh đẹp và có hương vị như vậy chính mình nên nếm thử trước thì hay hơn ôi lúc này xem như tiện nghi cho dương quân tài nhưng cô gái kia đã đến với dương quân tài mình dù không nỡ cũng không thể vì một người phụ nữ mà ảnh hưởng đến kế hoạch lớn không phải có câu anh em như tay chân gái như quần áo sao Dựa theo kế hoạch của La Sương Hào thì điều cần làm nhất vào lúc này chính là tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Dương Quân Tài. Dù trước mắt hai người cũng coi là bạn, thế nhưng La Sương Hào vẫn cảm thấy giữa mình và Dương Quân Tài có một khoảng cách, cũng không quá thân mật khăng khít, không có gì giấu nhau, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác không thoải mái. Tuy bố của La Sương Hào là bí thư thị ủy thành phố Sơn Viên, còn là một thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng nếu so với Dương Quân Tài thì căn bản là kém quá xa, thật sự rất xa. Người thường đi đến chỗ cao, vì sao La Sương Hào không cố gắng trèo lên người Dương Quân Tài? Phải làm sao để thiết lập một mối quan hệ không bàn cãi với Dương Quân Tài? Đây chính là chút lo nghĩ của La Sương Hào, hắn thấy đám bạn bè thân thiết thường là cùng chung chiến hào, hoặc ít nhất cũng cùng chung yêu buồn, hoặc cùng học chung, cũng có thể là bạn một thời ăn chơi lêu lồng, cùng chơi gái chẳng hạn. Hắn và Dương Quân Tài tất nhiên sẽ không cùng chung chiến hào, cũng không phải là bạn học, cho dù Dương Quân Tài có đến trường đảng làm một học viên thì La Sương Hào cũng không phải là người trong thể chế, cũng không thể nào cùng trường được. Sau khi suy nghĩ trước sau, La Sương Hào chợt cảm thấy trước mắt chỉ còn một con đường, đó chính là cùng nhau chơi gái. Nếu là những cô gái cấp bậc thấp thì La Sương Hào sẽ khó bắt được tâm tính của Dương Quân Tài, thế cho nên mới nhắn với cô ngôi sao tiếu Nhã Hinh. Không ngờ Nhã Hinh lại đưa đến một cô em họ thật sự tốt đẹp như vậy. Anh Dương, sở sở còn học được nghệ thuật pha trà, không bằng để cho cô ấy biểu diễn trợ hứng. Khi thấy cô em họ của mình chưa chịu ngồi vào lòng Dương Quân Tài, cô ngôi sao tên là Nhã Hinh đã có chút nóng vội, nàng nói lời đề nghị với Dương Quân Tài mà gương mặt tràn đầy nụ cười. Dương Quân Tài cũng thật sự rất động tâm với một cô gái ngây thơ xinh đẹp như con nai nhỏ ở bên cạnh mình, nhưng bí thư Dương sau khi ước lượng trí lớn của mình, hắn không muốn ngã thuyền đơn giản trong khe nước hẹp, thế là vẫn rất chú ý hình tượng cá nhân. Hơn nữa hắn là người có tư tưởng, chú tâm thưởng thức hắn không giống với la sương hào không phải thấy gái là chạy đến giống như chó thấy mồi như thế có khác gì động vật tốt vậy xem tài nghệ của sở sở là thế nào dương quân tài khẽ nhìn về phía tiêu sở sở mỗi hành động vung tay nhấc chân của hắn giống như cho ra một cảm giác làm say lòng người ánh mắt hắn khô ninh khỏi rơi lên bộ trang phục bó gọn cơ thể của nàng trong lòng thầm nghĩ cô nàng này đúng là có lồi có lõm dáng người nóng bỏng Tiêu sơ sở có thể nói là cực kỳ gắng gượng chịu đựng với Dương Quân Tài, sau khi chị họ của mình đi đến bên cạnh La Sương Hào thì thật sự có cuộc sống an nhàn sung sướng. Bây giờ La Sương Hào càng đối đãi khách khí với Dương Công Tử, nếu như mình có thể đến bên cạnh Dương Công Tử, chẳng phải sau này cuộc sống của mình sẽ còn tốt đẹp hơn cả chị họ của mình. Tiêu sở sở khẽ gật đầu, nàng khẽ nói. Chúc tài nghệ của tôi chỉ sợ làm cho Dương Tiên sinh tức giận. Ha ha ha, sở sở, mặc kệ tài nghệ của em có thành thạo hay không, hay vướng chân vướng tay thì anh Dương sẽ không chú ý. Nếu như anh ấy che em không đủ tư chất thì anh sẽ làm chủ, để cho anh Dương tự dậy bảo em. La Sương Hào khẽ nuốt nước miếng, hắn nói lời trêu đùa với tiêu sở sở. Dương quân tài khẽ cười rồi khẽ gật đầu với tiêu sở sở. Thế là tiêu sở sở đi về phía một bộ trà cụ cách đó không xa, cơ thể mềm mại biểu hiện cực kỳ hoàn mỹ, trong quá trình đi lại bùng lên sức quyến rũ vô hạn ngày mai bạn cậu có thời gian không dương quân tài thu hồi ánh mắt lưu luyến trên người tiêu sở sở hắn khẽ hỏi với la sương hào mặc kệ anh ta có rãnh hay không thì cũng sẽ phải đến anh dương cứ yên tâm nếu như hắn ta không đến thì tôi sẽ bắt cóc đưa đến dương thiếu ra muốn gặp mặt hắn như vậy rõ ràng là vinh hạnh ba đời la sương hào nghe rõ lời của dương quân tài thế là hắn tùy tiện nói đồng thời trong lòng cũng có thêm vài phần vui sướng có thể cùng làm việc với Dương Quân Tài, như vậy căn bản còn tốt hơn so với phương pháp cùng chơi gái. Không cần phải nói lời nghiêm trọng như vậy, nhưng ngày mai tôi phải quay về rồi. Dương Quân Tài khẽ cười nói, nhưng lời nói lại biểu hiện rõ nội dung. Tiêu Sở Sở đã pha trà ngon, nàng khẽ đưa đến trước mặt Dương Quân Tài rồi khẽ nói. "Dương công tử, ngày mai ngài phải về thủ đô sao?" Gương mặt nhã hình không khỏi biến đổi tuy nàng không biết thân phận của Dương Công Tử, thế nhưng lại biết rõ loại quý công tử như thế này không thích những loại phụ nữ thông minh hơn người, vì ai cũng thích một cô gái xinh đẹp như tiên nhưng ngốc nghếch. bây giờ hình như em mình lại phạm vào điều kiêng kỵ thế này. Sao em biết anh sắp về thủ đô? Dương Quân Tài nhíu mày, nhưng khi nhìn bộ dạng của Tiếu Sở Sở thì trong lòng không khỏi nóng lên, hắn khẽ nói. Ngài nói tiếng phổ thông rất chuẩn, nghe qua là biết giọng Bắc Kinh. Tiêu Sở Sở khẽ cười, nàng dùng giọng nịnh nọt nói dương quân tài tiếp nhận ly trà và uống một ngụm sau đó hắn cười ha hả nói nói rất đúng anh phải về bắc kinh ha 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 nhã hình thấy em gái của mình vượt qua kiểm tra thì không khỏi thở dài một hơi trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ thế là vội vàng nói tránh đi dương công tử ở thủ đô có bao giờ gặp huệ đan đan không nghe nói gần đây cô ấy rất hay ở chỗ đó cô gái huệ đan đan chỉ là một ngôi sao giải trí bộ dạng rất xinh đẹp đó chính là một ngôi sao lớn đối với những ngôi sao hạng ba như nhã hinh dương quân tài trầm ngâm một chút sau đó hắn mới thản nhiên nói cũng từng uống rượu vài lần nhưng tôi và cô ấy cũng không có quan hệ quá sâu dương quân tài nói lời khá lạnh nhạt nhưng nhã hinh có ánh mắt tinh đời lại thấy vị dương công tử này thật sự bất phàm nàng biết rõ dương công tử nói như vậy không phải huệ đan đan không muốn hướng về phía mình mà là chính dương công tử không có hứng thú chơi bời với huệ đan đan Nhã Hinh nhìn nghĩ đến bộ dạng kiêu ngạo của La Sương Hào vào thời điểm năm xưa, bây giờ lại tỏ ra cực kỳ nịnh hót, thế là tâm tư kết hợp em họ cho Dương Quân Tài càng thêm mãnh liệt. Thật ra Nhã Hinh cảm thấy biện pháp tốt nhất là mình nhào vào lòng Dương Công Tử, nhưng đáng tiếc là nhìn bộ dạng của Dương Công Tử thì giống như không vừa mắt mình. Tút, tút, tút. Chiếc đồng hồ lớn treo trong phòng khách chợt cho ra ba tiếng kêu khá lớn, nhìn lên thấy kim ngắn đã chỉ đến số 9. Sương quân tài nhìn đồng hồ mà khóe miệng chợt tươi cười. Bây giờ bí thư nhiếp đã đến trường đảng tỉnh ủy rồi chứ? Đã đến rồi, nghe nói là đến lúc 8 rưỡi, bây giờ có lẽ đang là lúc có kịch hay, nhưng chúng ta không thể nào đến đó nhìn gương mặt của tên kia, đúng là đáng tiếc. La Sương Hào nói, hắn dùng tay xoa bóp vị trí cao ngất trên ngực nhã hình, giống như thật sự muốn bóp nát hai bộ vị mềm mại tràn đầy cảm xúc này. Tuy nhã hình rất đau nhưng lại không dám kêu thành tiếng, dù sao la sương hào cũng là chủ của nàng nếu như làm cho la sương hào mất hứng chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn thật sự có chút đáng tiếc dương quân tài có chút tán thưởng hành vi không coi ai ra gì của la sương hào nhưng hắn cũng không trực tiếp kéo cô gái tiểu sở sở vào lòng mình bây giờ bí thư dương thật sự rất có ý tứ hắn thích để cho mỹ nhân chủ động thương yêu mình như vậy mới hay hi hi đắc tội với dương công tử và anh la tên kia thật sự đủ đáng thương tiêu sở sở nhìn bộ dạng cảm khái của Dương Quân Tài và La Sương Hào, nàng là một cô gái tâm tư không đơn thuần, thế là vội vàng dùng giọng nịnh nọt nói. Ha ha ha, sở sở, em nói rất hay. Anh Dương, tôi thấy anh nên ban thưởng cho cái miệng nhỏ nhắn nói ra những lời quá hay của tiêu sở sở mới được. La Sương Hào nói, sau đó hắn há miệng hôn xuống đôi môi của Nhã Hinh. Dương Quân Tài cũng khựng người lại, hắn khẽ kéo tiêu sở sở vào lòng tiêu sở sở cũng thuận thế ngồi vào lòng hắn, nàng khẽ nhắm mắt, bộ dạng quyến rũ nói không nên lời. Dương quân tài ôm lấy bờ vai mềm mại không xương của tiếu sở sở rồi nói. Sở sở, người kia tuy không may nhưng cũng không phải là một kẻ dễ đối phó. Dương quân tài nói đến đây thì hai mắt không khỏi có chút lấp lánh, hắn giống như nhớ lại tình huống mình và đối phương tranh chấp với nhau ở huyện Lô Bắc, thế là toàn thân chợt trở nên sắc bén tiêu sở sở tuy giả vờ nhắm mắt lại nhưng vẫn không quên hé ra dò xét gương mặt của Dương Quân Tài, thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của đối phương, nàng thầm nghĩ, tên kia rốt cuộc là ai, có thể làm cho Dương Công Tử đầy quyền thế tức giận đến mức như vậy, xem ra vận mệnh của tên kia là cực kỳ bi thảm. Khi tiêu sở sở có ý nghĩ như vậy thì La Sương Hào đã ngẩng đầu lên và thoát khỏi cặp môi đỏ mọng của Nhã Hinh, hắn nhìn thấy Dương Quân Tài đã bắt đầu lục lọi trên người tiêu sở sở, thế là chợt nở nụ cười đắc ý. Anh Dương, cũng không còn nhiều thời gian, hay là chúng ta gọi điện thoại hỏi thăm thử xem, rốt cuộc tên họ Vương kia đã bị ép đến mức nào rồi. Hắn bị điểm danh trước mặt bí thư thị ủy, chắc chắn bây giờ đang rơi vào tình huống sống không bằng chết. La Sương Hào vừa nói vừa đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại ở gần đó, Nhã Hinh ngồi bên cạnh khẽ cười, nàng dùng những ngón tay khẽ hoạt động trên lưng của La Sương Hào. Tút, tút, tút. La Sương Hào còn chưa kịp bấm số thì điện thoại riêng trong biệt thự đã vang lên điên cuồng. Dương Quân Tài ngồi bên cạnh điện thoại, hắn cũng nhanh chóng cầm điện thoại lên. Tiêu Sở Sở ngồi bên cạnh Dương Quân Tài, nàng nhìn gương mặt đầy tự tin của Dương Quân Tài, vô tình sinh ra cảm giác mê muội. Người đàn ông này mạnh hơn La Sương Hào rất nhiều, là người kiêu ngạo tự tin, thật sự mạnh hơn La Sương Hào gấp chục lần. Tiêu Sở Sở thầm nghĩ đến kết quả mình sẽ hiến thân cho người đàn ông này, thế là trong lòng cũng không khỏi sinh ra chút mâu thuẫn. Alo, tôi là Dương Quân Tài. Dương quân tài tiếp điện thoại, hắn dùng giọng thản nhiên tự đắc nói, tiêu sở sở ở bên cạnh cũng không quên dùng những ngón tay mềm mại của mình vẽ những vòng tròn trên lưng dương quân tài. Cái gì, cậu nói gì, nói lại một lần nữa tôi xem. Dương quân tài lúc này đã đứng thẳng người lên, hắn đã không còn phong thái thương hoa tiếc ngọc, căn bản không quan tâm đến tiêu sở sở bị ngã trên mặt đất. Hắn lúc này giống như hóa thành một đầu sư tử, liên tục hét lên với đối phương ở bên kia. Sao có thể, Vương tử quân hắn sao có thể lật ngược thế cờ? Đã đến mức độ này rồi, tên vương tử quân kia sao có thể làm được như vậy? Dương Quân Tài gầm thét với chiếc điện thoại, lúc này hắn thật sự đã là một con sư tử thật sự, âm thanh đẩy lên cao độ. Nhưng kết quả lại không thuận theo những tiếng gào thét của hắn, sau khi xác định nhận được tin tức chính xác, Dương Quân Tài ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Sao có thể, sao lại có thể như vậy? Vương tử quân lại giành phần thắng trước mặt Nhiếp Hạ Quân. Tên này không những rửa sạch dơ bẩn trên người mình, còn cho người hại mình một cái tát trời giáng, con bà nó. Dương Quân Tài vỗ mạnh tay lên lan can, gương mặt cực kỳ dữ tợn, thật sự không còn bộ dạng công tử hào hoa phong nhã như vừa rồi. La Sương Hào cũng không thể tin có một kết quả như vậy, nhưng nó là do chính miệng Dương Quân Tài nói ra, hắn không thể không tin. Hắn nhìn bộ dạng như điên cuồng của Dương Quân Tài, thế là không nhịn được phải hỏi. Có chuyện gì xảy ra? không phải lão trần đổi ý rồi đấy chứ ông ta dám trần hồ đức đã bị người ta phản kích lão tức đến mức hôn mê bất tỉnh ngay trên đài bây giờ đang được chữa trị trong bệnh viện lão già kia thật sự vô dụng cái quái gì mà là giáo sư thâm niên ngay cả chút chuyện như vậy cũng không hoàn thành đúng là ngu như heo dương quân tài thật sự nổi giận giống như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt đến mức điên cuồng la sương hào nhìn bộ dạng phẫn nộ không thể chịu nổi của dương quân tài trong lòng cũng cực kỳ tức giận, cũng cực kỳ lạnh lẽo. Vương tử quân này có thể làm cho Dương quân tài trở nên như vậy, thủ đoạn tất nhiên sẽ không kém, điều này không khỏi làm cho hắn ớn lạnh. Đồ vô dụng như vậy còn muốn con mình có một tương lai tốt, tôi thấy lão già này không bằng mua đậu hũ về đâm đầu vào chết quét cho rồi. Hừ, gọi điện thoại cho Dương Tiểu Mao, không cho con trai của lão già kia được toại nguyện. La Sương Hào nói, sau đó hắn nhấc điện thoại lên khi La Sương Hào gọi điện thoại cho Dương Tiểu Mau thì Dương Quân Tài đã chậm rãi bình tĩnh lại, hắn nhìn đồng hồ, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Bầu không khí trong phòng lúc này cực kỳ yên tĩnh, mới vừa rồi hai tên đàn ông còn cực kỳ hứng thú trêu chọc hai mỹ nữ, thế nhưng bây giờ tất cả không gian như đông cứng, không ai có hành động nào thừa thái, cả đám chỉ sợ Dương Công Tử sẽ nổi điên lên. Tiêu sở sở không ngờ một Dương Công Tử vừa rồi hào hoa phong nhã, bây giờ lại biến thành một kẻ như vậy mà tên không may dám đắc tội với hai vị dương công tử và la công tử lại không có bất kỳ vấn đề gì. Có thể sống sót dưới tình huống dương quân tài và la sương hào liên thủ với nhau, hơn nữa còn làm cho dương quân tài nổi giận điên cuồng như vậy, đối phương là cao nhân phương nào. Vương tử quân, trường đảng, tiêu sở sở nghĩ đến cái tên xa lạ này, trong lòng giống như hóa thành một chiếc tivi đang chiếu lại những hình ảnh các cựu chiến binh. Không cần, chúng ta cần phải cho tên kia chức vụ đã hứa, không những cho đối phương là phó chủ tịch thành phố, còn cho vào thường ủy thị ủy. Dù sao thì cha con họ Trần kia đã ra lực cho chúng ta, tuy sự việc không thành nhưng chúng ta cũng cần thực hiện hứa hẹn của mình. Dương quân tài nghiêng đầu đi chỗ khác nhìn La Sương Hào, sau đó trầm giọng phân phó. La Sương Hào dù có là bao cỏ thì cũng phải nghe lời phân phó của Dương quân tài, hắn đặt điện thoại xuống, trong miệng mắng hai câu, sau đó hắn dùng một tay giữ lấy nhã hình, bàn tay vung vẫy sờ soạng khắp người nàng lúc này hắn cũng không quan tâm đến sự có mặt của dương quân tài hắn há miệng cúi xuống áp lên bộ ngực trần đã được vạch ra bên dưới nhã hinh đã có thói quen với những hành động như lúc này của la sương hào nàng rất biết cách làm gì cho la thiếu ra cảm thấy buông lỏng dù có dương quân tài ở chỗ này thì nàng vẫn liên tục cười khanh khách trong âm thanh tràn đầy hương vị quyến rũ người khác dương quân tài nhìn hai người la sương hào và nhã hinh đã quấn lấy nhau trong lòng hắn cũng bùng lên ngọn lửa vô danh lúc này hắn cũng không còn ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc, lại càng không cần quan tâm đến ánh mắt như nai con của tiêu sở sở, hắn trực tiếp đẩy ngã cô nàng xuống ghế sa lông. Dương quân tài muốn phát tiết, hắn muốn phát tiết tất cả lửa giận, mà người phụ nữ này chính là đối tượng để hắn phát tiết. Lúc này hắn thật sự rất muốn đẩy tất cả lửa giận vì thất bại ra khỏi con người mình. Tuy đã làm tốt công tác chuẩn bị để hiến thân nhưng tiêu sở sở thát sự không ngờ Dương Quân Tài sẽ thay đổi đột ngột như vậy. Khi hắn tấn công điên cuồng, nàng có chút vùng vẫy thế nhưng chỉ sau một lát đã hoàn toàn rơi vào tay giặc tiêu sở sở dù sao cũng là người từng trải sau khi trải qua cảm giác đau đớn thô bạo lúc ban đầu nàng bắt đầu thoải mái hưởng thụ nhưng khi ý nghĩ cảm nhận của nàng vừa mới xuất hiện trong đầu nàng chợt nghe thấy la sương hào hét lên một tiếng vương tử quân tao giết mày khi tiếng thét của la sương hào vang lên dương quân tài vốn đang hoạt động mạnh mẽ trên người tiếu sở sở đột nhiên khựng lại cơ thể co giật phát tiết cực mạnh. Mới 3 phút trôi qua mà thôi, tiêu sở sở vừa mới có được chút cảm giác, nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu, thế là thầm nghĩ đến một quyển sách ghi lại nhưng bệnh tâm lý của đàn ông. Xem ra Dương Tiên Sinh thật sự có một chướng ngại tâm lý không nhỏ với người đàn ông tên là Vương Tử Quân kia. Vương Tử Quân ngồi trong phòng của mình, hắn nhàn nhã đọc sách, lúc này trong lòng hắn thật sự rất thả lòng. Sau khi hào nhiếp quân rời khỏi trường đảng, Vương Tử Quân cũng trực tiếp rời khỏi trường đảng, bây giờ hắn là một mũi nhọn, hắn không cần phải ở lại làm gì cho thêm phát sinh phiền phức. Một âm thanh mở cửa vang lên, Trương Lộ Giai mặc một bộ trang phục bình thường đi vào trong phòng. Nếu so sánh với vẻ nhàn nhã của Vương Tử Quân thì phụ đạo viên Trương Lộ Giai giống như cũng không được như thế. Vì sau khi bận rộn tay chân phái người đưa Trần Hổ Đức đến bệnh viện thì Triệu Tùng Lâm cũng không dừng lại mà lập tức triệu tập hội nghị công chức trong trường đảng. Chị đã về rồi à? Vương Tử Quân nhìn Trương Lộ Giai, hắn đặt quyển sách xuống rồi nói. Khi hắn đứng lên nghênh đón Trương Lộ Giai, đúng lúc Trương Lộ Giai quăng túi sách lên ghế sa lông, nàng giống như hóa thành một cánh chim nhỏ phóng thẳng vào lòng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thật sự không ngờ Trương Lộ Giai lại nhiệt tình như vậy, hắn có chút ngẩn ngơ, đúng lúc này môi của Trương Lộ Giai đã áp lên môi hắn, những ngón tay của nàng cũng điên cuồng xâm nhập vào trong quần áo hắn. Tử Quân, chị muốn cậu. Những từ ngữ thì thào như vậy phát ra từ trong miệng Trương Lộ Giai, những ngày qua có nhiều chuyện xảy ra nàng thật sự bị áp chế bây giờ thấy vương tử quân thì giống như tất cả bùng phát tất cả những lo lắng đè nén áp lực đều giống như hóa thành những con sóng thủy triều điên cuồng bắt đầu nổi sóng gió vương tử quân nhìn trương lộ dai giống như một quả mận chín thế là hắn cũng không khỏi trở nên điên cuồng hắn cũng không trần trừ mà ôm lấy nàng rồi lăn xuống ghế sa lông hai người nam nữ giống như hai con thiêu thân đang điên cuồng thiêu đốt chính bản thân mình Quá trình thiêu đốt xảy ra rất nhanh, hai người cùng nhau đi đến đỉnh điểm cảm giác, sau đó bọn họ ôm nhau thật chặt. Trương lộ dài dùng những ngón tay thon dài của mình để vẽ những hình ảnh bất định lên người vương tử quân, trong miệng của nàng liên tục vang lên những âm thanh giống như rền dĩ. Tử quân, cậu có biết không, bộ dạng cậu đứng trên dài diễn thuyết thật sự làm cho người ta cảm thấy cực kỳ hấp dẫn, nếu như không phải lúc đó có nhiều người, chị đây hận không thể trực tiếp lao vào trong lòng cậu trương lộ giai vừa ôm thật chặt vương tử quân vừa dùng giọng dịu dàng lên tiếng vương tử quân nhìn thấy trương lộ giai giống như một cô gái nhỏ đang quấn lấy người mình hắn không khỏi cảm thấy lửa nóng lại bùng lên trong lòng hắn khẽ dùng tay ve vuốt mái tóc dài xinh đẹp của nàng sau đó khẽ cười nói hèn gì vừa rồi chị nhiệt tình như vậy thì ra là bị em đây quyến rũ thật sự là bị cậu quyến rũ như vậy thì thế nào có gì sao trương lộ giai giống như một cô gái nhỏ nàng lay động cơ thể, đung đưa làm núng, thật sự rất quyến rũ. Vương tử quân đã hồi phục trở lại, hắn lập tức nhìn nàng bằng ánh mắt rực lửa, sau đó cả hai ôm siết lấy nhau, hắn cũng không khách khí mà nhanh chóng tiến vào bên trong chiến trận. Cậu này đúng là, như một dã thú. Trương lộ dài dùng ánh mắt quyến rũ nhìn vương tử quân, nàng khẽ nói. Triệu Tùng Lâm hôm nay thật sự đáng giận, cái quái gì mà họp với trả hành, làm cho người ta đến bây giờ mới quay về được. Trương Lộ Giai khẽ nói vài câu, một tình huống mưa gió mới lại phát sinh, nhưng lúc này tất cả xảy ra rất nhẹ nhàng, mà Vương Tử Quân cũng nhờ vào những lời nói của nàng mà hiểu rõ chính mình tạo ra lực ảnh hưởng thế nào với sự kiện lần này. Thông qua miêu tả của Trương Lộ Giai, trong lòng Vương Tử Quân càng xuất hiện bộ dạng bại hoại của hiệu trưởng Triệu. Hừ, bây giờ ông ta đã hối hận, lúc chị đây đi đến tìm gặp nói vài lời thật lòng thì ông ta không tin, cố gắng cho qua, Bây giờ sự kiện phát sinh đến tình trạng như vậy mới biết tỏ ra khách khí. Vương Tử Quân cười ha hả, hắn không khỏi dùng sức ở bên dưới. Lúc bắt đầu Trương Lộ Giai còn dùng giọng ngắt quảng để giới thiệu những gì xảy ra cho Vương Tử Quân, nhưng bây giờ chỉ còn lại những âm thanh rền rĩ mà thôi. 20 phút sau Vương Tử Quân lại thoải mái nằm trên người Trương Lộ Giai. Một lúc lâu sau Trương Lộ Giai mới khôi phục lại năng lực nói chuyện, nàng dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng oán giận nói. Cậu này đúng là, mỗi một lần đều như châu rừng, chị đây cũng không chịu được cậu. May mà cậu cũng không phải hoàn toàn thuộc về chị, nghe nói người phối ngẫu của cậu công tác trong quân đội, sau này cậu sẽ gây tai họa cho cô ấy, dù sao thì năng lực của người ta cũng mạnh mẽ hơn. Trường lộ dài này đúng là thứ gì cũng có thể nghĩ ra được, vương tử quân đưa tay vân về bộ vị to tròn trước ngực nàng, hắn cười hì hì không nói gì. Hắn lúc này cũng xem như là một người hiểu rõ tâm tư của phụ nữ, biện pháp tốt nhất của mình lúc này chính là không nên nói gì cả. Đúng rồi, hiệu trưởng Triệu có cho ra ý kiến gì trong hội nghị cán bộ toàn trường không? Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai tán nhảm một lúc, sau đó hắn di chuyển chủ đề. Còn có ý kiến gì nữa, ngoài yêu cầu tất cả cán bộ đảng viên và giáo viên trong trường phải đề cao tố chất của bản thân thì còn nói gì nữa? Dù sao bây giờ lão cũng rất sợ hãi, trước kia lão thật sự chỉ có ý nghĩ cầu tiến, bây giờ nếu bảo trụ được vị trí của mình thì đã phải thắp nhang rồi. Bây giờ đối phương mới nghĩ đến tôi, còn cầu tôi nói vài lời có ích với chú Lưu. Trương lộ dài vén chân ngồi dậy, nàng dùng giọng cực kỳ phong tình nói. Vương tử quân cười cười, phản ứng của triệu tùng lâm như vậy cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn, dù sao thì nó cũng liên quan đến tương lai của nhiều người. Nhưng vương tử quân thấy triệu tùng lâm cũng không có gì sai trong sự kiện lần này, nhưng trách nhiệm của một lãnh đạo thì không thể nào không phải gánh chịu ông ấy nói gì về tôi vương tử quân cảm thấy triệu tùng lâm không thể không cho ra vài lời bình về mình thế là hắn kéo trương lộ giai vào trong chăn rồi khẽ nói trương lộ giai đùa giỡn với vương tử quân một lúc sau đó nàng cười nói còn nói thế nào nữa bây giờ cậu là người bị hại triệu tùng lâm ngoài việc an ủi nịnh nọt thì còn làm gì hơn được trương lộ giai nói đến đây thì hất đầu lên nói cậu cũng không phải là không có kinh nghiệm ở phương diện giường chiếu thế này, cậu nói cho chị xem, cậu có phải đã ăn sạch cô quân nhân của Mạc Gia rồi không? Đầu óc của phụ nữ cấu tạo thế nào vậy? Sao Trương Lộ Giai không có việc gì lại đả động đến phương diện này? Vương tử quân dù có chút cảm thán, thế nhưng hắn vẫn quyết định là chiến sĩ ưu tú, dù đánh chết cũng không thể nói. Tút, tút, tút. Tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên, vương tử quân nhìn dãy số gọi đến, hắn khẽ cười, sau đó nói. Thiên tâm à, tôi đang ở nhà. Trương thiên tâm ở bên kia không biết nói gì mà vương tử quân cười nói. Cậu đến đi, chị lộ dai cũng có ở đây, chúng tôi định dùng cơm trưa với nhau, xem như chúc mừng. Trương lộ dai nghe vương tử quân nói đến hai chữ thiên tâm thì vội vàng rụt tay về. Bây giờ nghe thấy hắn nói mình đang ở bên cạnh, thế là trong lòng sinh ra ý nghĩ hung ác, thế là không khỏi há miệng cắn về phía người hắn. úi Vương Tử Quân hét lên một tiếng, đầu dây bên kia chợt truyền đến câu hỏi quan tâm của Trương Thiên Tâm. Trương Lộ Giai dùng ánh mắt hung hăng nhìn Vương Tử Quân, nàng hận không thể cắn thật chặt. Chị này thật là chỉ biết ức hiếp người mà thôi. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, bàn tay cũng không dừng lại mà khẽ vỗ lên bộ vị cao mất trước ngực Trương Lộ Giai. Trương Lộ Giai cũng không khách khí với Vương Tử Quân, nàng vung vẫy bàn tay phấn rồi nũng nịu. Muốn tìm em thì cậu về thủ đô mà tìm. Hai người đùa giỡn một lúc, sau đó nhanh chóng rời khỏi giường. Khi Trương Thiên Tâm đến thì cũng vừa lúc hai người thu dọn xong tất cả. Trương Lộ Dài bắt chuyện với Trương Thiên Tâm một câu, sau đó đi vào phòng bếp thu dọn, Vương Tử Quân và Trương Thiên Tâm ra phòng khách ngồi nói chuyện. "Tử Quân, hôm nay thật sự rất thoải mái, nhưng đáng tiếc là lão già kia chỉ bị ngất xỉu, nếu thật sự trở nên si ngốc thì càng tốt." Trương Thiên Tâm vừa uống trà vừa dùng giọng cảm thán nói. Vương Tử Quân nở nụ cười bình thản, đối với hắn thì Trần Hổ Đức có kết quả thế nào đã không còn quan trọng, dù sao nhìn vào tình huống trước mắt thì đối phương còn tồn tại hay không cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến mình. Thật ra thì hắn cảm thấy nếu Trần Hổ Đức trở nên si ngốc sẽ tốt hơn rất nhiều, vì danh dự cả đời của lão đã bị hủy hoại, dù là những người có quan hệ tốt, bây giờ bọn họ cũng phải kéo khoảng cách với lão mà thôi. Thôi bỏ đi, ông ấy đã trả giá đắt rồi. Vương Tử Quân vung tay lên rồi nói tiếp chuyện Trần Chính Vũ thì thế nào rồi? Tôi nào không thực hiện những gì cậu phân phó? Tiểu tử kia nghe nói đã nắm chắc được đề bạt làm phó chủ tịch thành phố Thiên Sơn, còn bà nó, nghĩ lại cũng cảm thấy ngứa răng. Trương Thiên Tâm giống như cũng đoán được chút vấn đề bên trong sự kiện này, hắn vừa mắng lớn, vừa gõ xuống bàn. Vương Tử Quân cười cười, hắn khẽ kéo tay Trương Thiên Tâm rồi khẽ nói hai câu, vẻ mặt vốn đang cực kỳ tức giận của Trương Thiên Tâm đã trở nên hoan hỉ. Cứ làm như thế, Tôi phải đi tìm người sắp xếp." Trương Thiên Tâm nói, hắn cũng không quan tâm đến chuyện Vương Tử Quân đang chờ mình dùng cơm, hắn vội vàng rút điện thoại ra và chạy luôn ra ngoài. "Thiên Tâm đi đâu vậy?" Trương Lộ Giai nghe được âm thanh bên ngoài, nàng mặc tạp dề từ trong nhà bếp đi ra. Tuy nàng đã trang điểm lại, thế nhưng bộ dạng bừng bừng sức sống vẫn làm cho người ta cảm nhận được những hương vị khác thường. Vương Tử Quân thật sự sáng mắt với bộ dạng của Trương Lộ Giai vào lúc này hắn đi ra khóa cửa, sau đó khe ôm lấy trương lộ dai. Hắn đi ra ngoài làm vài việc, sẽ không dùng cơm chung với hai chúng ta. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 31